Tu chân liêu thiên quần, tống thư hàng. chương 361, giấc mộng tàn khốc này hãy mau chấm dứt đi. Cùng một lúc mà quen biết được nhiều thành viên của thế gia họ sở đến thế, còn trải qua một đoạn cuộc đời rất dài của sở sở cô nương. Tống thư hàng dám khẳng định, đợi ngày mai khi mặt trời mọc lên, hắn chính là người hiểu rõ sở sở cô nương nhất trên thế giới này rồi. Đến mẹ của sở sở cô nương cũng chưa chắc hiểu cô ấy bằng hắn đâu nhé. Cái gì gọi là chi kỷ? Đây chính là chi kỳ thực sự nè. Kể từ ngày mai, ở trước mặt hắn, Sở Sở cô nương sẽ không còn bất cứ bí mật gì đáng nói tới nữa rồi đây. Ngẫm lại thấy có hơi đáng sợ thật. Giấc mộng vẫn đang tiếp tục. Sở Sở cô nương là một cô gái rất biết cách tự kiềm chế bản thân, cô ấy không phụ sự kỳ vọng của thế gia họ Sở, mỗi ngày đều tập luyện hết sức khắc khổ, chưa lúc nào lười biếng. Cuối cùng, vào năm cô ấy 18 tuổi, rốt cuộc cô đã thành công vượt qua Long môn. Khí huyết trong cơ thể hóa hư thành thực, chân khí ngưng tụ tại đan điền, bước vào cảnh giới chân sư nhị phẩm, trở thành chân sư nhị phẩm trẻ tuổi nhất của thế gia họ Sở. Tống thư hàng, khoan đã, bước vào cảnh giới chân sư nhị phẩm khó đến thế cơ hà. Sở Sở cô nương từ nhỏ đã bắt đầu tu luyện, 7 tuổi hoàn thành trúc cơ, tiên thiên chân khí có từ trong bụng mẹ của cô ấy cũng không tan bị đi. Dưới tình huống như thế mà cô ấy còn phải tu luyện liên tục tới năm 18 tuổi thì mới tấn thăng lên được nhị phẩm thành công ư. Tống thư Hàng xòe tay ra tính thời gian tu luyện của bản thân vào ngày 4 tháng 6 năm 2019, cũng chính là năm nay, hắn đánh bậy đánh bạ nấu ra được một lô thối thể dịch, sau đó, dưới sự giúp đỡ của các vị tiền bối trong nhóm Cửu Châu số 1, hắn chính thức bước vào thế giới tu chân. Tính đến hôm nay, bây giờ là dạng sáng ngày 18 tháng 7 nếu tính thời gian đầy đủ thì hắn đã trở thành tu sĩ được một tháng rưỡi rồi nếu như hôm qua bạch tiền bối không ngăn hắn tấn cấp thì bây giờ hắn đã là một vị chân sư nhị phẩm đầy quang vinh rồi ý chứ một tháng rưỡi mới có một tháng rưỡi thôi audio điện tử võ tấn bền mà sở sở cô nương phải cần tới tận mười mấy năm đấy để tu luyện đến nhị phẩm nếu như không so sánh thì không biết vừa so sánh thì hắn thật sự bị dọa nhảy dựng lên. sở sở cô nương lại còn là thiên tài trăm năm khó gặp của thế gia họ sở nữa chứ cô ấy mất thời gian mười mấy năm mới trở thành chân sư nhị phẩm, sao mà hắn chỉ mất có một tháng rưỡi thôi chứ? lẽ nào mình bật tuôn hách rồi à? trong lòng tống thư hàng đột nhiên sinh ra một loại đốn ngộ, xài tuôn hách trắng trợn luôn, không phải hai tuôn hách bèo bèo như linh quỷ cao giai và ngộ đạo thạch, mà là một tuôn hách khác đáng sợ hơn nhiều hóa ra mình là đứa xài hách. Đợi sau khi rời khỏi đảo nhỏ này, mình nhất định phải lên nhóm cửu châu số một hỏi các vị tiền bối thử xem, trong vòng một tháng rưỡi mà mình thăng lên tới chân sư nhị phẩm thì có gì bất thường không? Tống Thư Hàng tự nhủ trong lòng. Đúng rồi, việc đầu tiên hắn nên làm sau khi rời khỏi hòn đảo này chính là gửi tin nhắn cho Vũ Nhu Tử, dặn cô ấy nhất định đừng có mở món quà mà bạch tiền bối tặng ra. Món quà đó sẽ làm cho Vũ Nhu Tử, Bill một phát phi thẳng lên trời theo hình xoắn ốc, bay lượn với quỹ đạo hình dích sắc, cộng thêm việc rơi xuống theo kiểu nhảy banji giống như nhảy dù vậy mà không chắc nữa. Có khi nào vũ nhu tử lại thích cái trò đó thì sao? Mình còn nhớ cô ấy đã từng nói muốn mình đi nhảy banji với cô ấy mà nhỉ? Tống Thư Hàng vừa nghĩ lung tung vừa tiếp tục trải nghiệm cuộc sống của sở sở cô nương ở trong mộng. Sau khi thăng lên chân sư nhị phẩm, sở sở cô nương tiếp tục khắc khổ tu luyện, chưa từng lười biếng. Sau khi lên đến nhị phẩm, năm khiếu huyết lớn từng giờ từng phút đều sẽ sinh ra khí huyết chi lực cuồn cuộn chảy vào đan điền không ngừng. Sau đó, khí huyết chi lực giống như một loại nhiên liệu vậy, nó chuyển hóa thành một loại chân khí mạnh mẽ hơn ở trong đan điền. Chân khí được nuôi dưỡng, tích lũy ở trong đan điền. Đợi đến khi chân khí bên trong đan điền đã được tích lũy đủ thì nó sẽ chạy ngược lên, dọc theo cột sống trong thân thể tu sĩ xông lên trên, đến lúc đó là có thể mở ra đan điền thứ hai tiếp đó là đan điền thứ ba, thứ tư, cứ lặp đi lặp lại như thế. Đan điền được nói tới ở đây tuyệt không phải là tam đan điền thượng, trung, hạ, mà là nơi tập trung chân khí trong cơ thể tu sĩ, được các tu sĩ gọi chung là đan điền. Tu sĩ ở cảnh giới nhị phẩm có thể mở lại tổng cộng 7 đan điền. Đan điền thứ hai gọi là Long Vĩ. Đan điền thứ ba có tên là Long Chảo. Đan điền thứ tư đến thứ bảy lần lượt là Long Khu, Long trưởng, Long Cảnh, Long Thủ, và đan điền thứ 8 mang tên Hóa Long Giác. Một khi đan điền thứ 8 được mở, lấy đan điền thứ nhất làm điểm khởi đầu, đan điền thứ 8 là điểm kết thúc, 8 đan điền tạo thành một con cự long chân khí. Vào thời kỳ này, lúc chân khí chảy vào đan điền thứ 8, cũng sẽ không quay lại đan điền thứ nhất nữa, bởi vì chân khí có thể tích lũy trong cơ thể của tu sĩ nhị phẩm chỉ có từng đó mà thôi. Tất cả chân khí dư ra sẽ phun ra từ đan điền long giác thứ 8, nó sẽ khiến cho đất trời thay đổi, dẫn tới lôi kiếp. Đó chính là lôi kiếp nhị phẩm. Một khi độ qua lôi kiếp, cường độ thân thể của tu sĩ nhị phẩm sẽ được nâng cao hơn rất nhiều. Chân khí trong cơ thể sẽ không còn phun ra bên ngoài nữa, mà có thể bắt đầu chảy ngược về từ trong đan điền long giác, dọc theo long thân chân khí quay lại đan điền thứ nhất, chân khí tuần hoàn không nghỉ, hóa thành một con sông chân khí lớn hình rồng. Lúc đó, từ biến đổi về lượng, chân khí sẽ xảy ra biến đổi về chất, hóa thành dạng chân khí thứ hai, chân dịch. Đó chính là cảnh giới chiến vương tam phẩm, cũng chính là cảnh giới của vũ nhu tử hiện nay. Sau khi mở ra đan điền thứ nhất, sở sở cô nương dùng thời gian hơn một tháng để nuôi dưỡng đan điền, củng cố cảnh giới. Sau khi lên cảnh giới nhị phẩm, dù cô ấy vẫn luôn tu luyện khắc khổ, nỗ lực không nghỉ, nhưng hiệu quả của việc bế môn tu luyện càng ngày càng kém. Chưa từng trải qua rèn luyện sinh tử, khuyết thiếu kinh nghiệm và kích thích, không có linh cảm và đủ thiên tài địa bảo hỗ trợ, tốc độ thăng cấp của cô ấy rõ ràng đã chậm dần lại. Vì thế, dưới sự sắp xếp và hỗ trợ của gia tộc, Sở Sở cô nương bắt đầu đi du lịch ở khắp nơi trên Hoa Hạ. Cô ấy mất thời gian chừng 5 năm để đi du lịch hầu hết các vùng của Hoa Hạ. Chỉ có điều ở Hoa Hạ, cô ấy không gặp được kỳ ngộ gì cả, thậm chí đến cả tu sĩ đồng đạo cũng rất hiếm khi gặp được, cũng không hề tham gia được mấy ngày lễ hay cuộc tụ hội quan trọng nào của giới tu sĩ. Cuối cùng, sau thời gian 5 năm, cô ấy chỉ mới mở được đan điền thứ hai, cũng chính là đan điền Long Vĩ, mà thôi. Tốc độ tấn thăng như thế không tính là chậm nhưng tuyệt đối không thể xem là nhanh được. Chính vì vậy, Sở Sở cô nương quyết định rời khỏi Hoa Hạ, đến với thế giới rộng lớn hơn, thử mạo hiểm một phen. Lại thêm 4 năm nữa trôi qua, trong khoảng thời gian cô ấy rèn luyện ở biển Đông, có gặp được mấy kỳ ngộ nhỏ. Lần này, cô ấy dùng thời gian 4 năm thành công mở được đan điền thứ ba, đan điền long Trảo. Cô ấy mất ít thời gian hơn để mở được cái đan điền khó mở hơn là đan điền thứ ba, điều này chứng minh đi du lịch quả nhiên có hiệu quả. Vì vậy, trong lòng sở sở cô nương tràn đầy phấn chấn, chuẩn bị đi đến nơi xa hơn để mạo hiểm, tự tìm kỳ ngộ cho bản thân mình. Nhưng đúng lúc này, vào một ngày nọ, sở sở cô nương nhận được thư từ thế gia họ sở. Trong thư có nói sơ qua về tình hình gần đây của thế gia họ sở, Đồng thời bảo cô mau trở lại gia tộc, chuẩn bị tham gia trận chiến Đoạn Tiên Đài với Hư Kiếm phái. Cái gì? Sao tình tiết phát triển đến đoạn này nhanh thế? Tống Thư Hàng nghĩ thầm trong bụng. Khoan đã, nếu như mà phát triển tới đoạn này rồi thì hình như có một vấn đề lớn đấy. Trong lòng Tống Thư Hàng xuất hiện một dự cảm chẳng lành. Hắn nhớ ra một chuyện, nếu như tình tiết đã phát triển đến đoạn này rồi, thì tiếp theo không phải là lúc bọn thích khách lang nhất truy sát sở sở cô nương à. Cuối cùng sở sở cô nương bị một chiêu, ôm gái tới chết, của tên kình bát ghi bẹp lép, từ đỉnh Everest cao ngất ngưỡng biến thành bình nguyên Đông Bắc luôn. Ngày hôm đó, Tống Thư Hàng đã tận mắt chứng kiến toàn bộ cảnh này. Dù chỉ đứng một bên nhìn thôi, nhưng lúc ấy hắn cũng cảm thấy ê buốt hết cả răng. Chẳng lẽ kế tiếp, mình sẽ phải mơ đến toàn bộ quá trình sở sở cô nương bị ép phẳng à? Đừng mà, không được đâu, bây giờ bản thân mình còn đang, sống nhờ, trên người sở sở cô nương, lấy thị giác thứ nhất để thể nghiệm tất cả những chuyện của cô ấy. Nỗi đau đớn khi bị ép phẳng kia, mình cũng sẽ cảm nhận chung với cô ấy mất. Đừng mà, cái kết kiểu này tàn khốc quá trời. Mau kết thúc đi, cái giấc mộng tàn khốc này mau mau kết thúc đi mà. Bây giờ kết thúc vẫn còn kịp, mau tỉnh lại đi. Linh hồn của Tống Thư Hàng hiện tại đang cố gắng dẫy ruộng. Nhưng tất cả giấy ruộng đều chỉ là phí công vô ích, tuy rằng giấc mộng, trải nghiệm cuộc đời này của hắn rất tuyệt, nhưng khuyết điểm duy nhất chính là lúc nào tỉnh lại không phải do bản thân làm chủ. Linh quỷ cũng không có phản ứng gì, không còn cách nào có thể đưa hắn ra khỏi giấc mộng lần nữa. Mặc cho Tống Thư Hàng không muốn như thế nào đi nữa, thì tình tiết trong giấc mộng vẫn tiếp tục diễn ra. Rất nhanh, sở sở cô nương cô nương ở trong mộng gặp phải phục kích của bọn lang nhất, như nhị, vượn tứ trên một hòn đảo nhỏ. Cuối cùng, Sở Sở cô nương chạy trốn bán mạng khỏi tay của ba tên chân sư nhị phẩm lâu năm kia, cô tung người bay lên, nhảy xuống biển cả mênh mông, linh hoạt giống như nàng tiên cá, nhanh chóng biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi. Để lại ba tên lang nhất, Như Nhị, Vượn Tư đứng trên đảo đưa mắt nhìn theo. Nhìn bề ngoài thì Sở Sở cô nương tạm thời thoát được một kiếp, nhưng Tống thư Hàng biết, tiếp theo đây sẽ là tình tiết khi Kinh Bát và Sa Cửu đuổi giết Sở Sở cô nương rồi ép phẳng cô ấy ra những kiểu năng lực như tiên tri thế này thật làm cho con người ta tuyệt vọng mà đặc biệt là vào lúc biết bản thân sắp phải đối mặt với bi kịch nhưng lại không thể làm được gì để thay đổi điều đó mau để ta tỉnh lại đi mau tỉnh lại đi mà ai đó đến gọi ta dậy đi đậu đậu tiểu hòa thượng bạch tiền bối là ai cũng được hãy mau đến gọi ta dậy đi mà hãy cho ta hai cái tát thật mạnh đi trong lòng tống thư hàng gào thét nhưng đáng tiếc chính là bên ngoài màn đêm hãy còn rất dài. Bất luận là ai cũng sẽ không đi gọi hắn dậy vào lúc này hơn nữa, dù có gọi dậy thì cũng có tác dụng gì chứ. Nói không chừng, tối mai lúc Tống Thư Hàng ngủ thì sẽ trực tiếp đối diện với cái ôm nồng nàn của kinh bát ấy chứ. Vì thế, Tống Thư Hàng hoàn toàn tuyệt vọng. Hắn chỉ đành cắn chặt răng, kéo căng thần kinh của mình ra để chuẩn bị nghênh đón cơn đau đớn của cái ôm ghi mạnh mẽ đến chết sắp ập đến kia. Ấy, mà phải nói, sao cứ cảm thấy quá trình này quen quen là sao thế nhỉ? Hình như lần trước, khi ở trong giấc mộng cuộc đời của thông nương, Tống Thư Hàng cũng từng đấu tranh gian khổ muốn được tỉnh lại từ trong mộng thì phải. Mặc kệ Tống Thư Hàng có muốn hay không, tình tiết kia vẫn tiếp tục diễn ra. Cuối cùng, ở trong mộng, sở sở cô nương bị kinh bát và xa cửu đuổi kịp rồi. Sau một phen giao chiến ngắn ngủi, sở sở cô nương phá được chiêu tất sát, bách sa trường của Sa cửu vào lúc cô đang chuẩn bị chạy trốn thì lại va phải một bức tường thịt dày đối với mấy con ả thân thể mềm mại như ngươi thì ta thích nhất là ôm lấy các ngươi thật chặt sau đó siết các ngươi nát như biến thành một bãi thịt nhầy trong lồng ngực của ta một giọng nam ồm ồm vang lên kèm theo tiếng cười gần ngay sau đó hai cánh tay thô to ôm chặt lấy cơ thể của sở sở cô nương từ hai cánh tay thô to ấy truyền đến sức mạnh vô cùng đáng sợ sở sở cô nương chỉ cảm thấy xương cốt cả người mình giống như sắp như nát vụn đến nơi rồi. Người có chung cảm giác với sở sở cô nương là Tống Thư Hàng cũng cảm nhận được nỗi đau này, xương sườn sắp gãy rồi. Nội tạng hình như cũng bị ép vỡ rồi. Rõ ràng là sở sở cô nương có, đỉnh Everest, cao ngất ngưỡng, nhưng dưới tuyệt chiêu, ôm xiết, của kinh bát thì nó không có tí tác dụng giảm sóc nào cả. Đau quá, không thể thở nổi nữa rồi chương 362, Vũ Nhu Tử gửi tin nhắn đến. Sáng sớm ngày 18 tháng 7, ánh mặt trời ấm áp dọi qua khe hở của lều, rơi xuống trên người Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng mơ mơ màng màng mở mắt ra, phát hiện cả người mình ướt đẫm mồ hôi lạnh, trên ngực thì có cảm giác bức bối chẳng khác nào vừa bị đá đè. Phù, Tống Thư Hàng thở mạnh ra một hơi khí đục, giấc mộng đêm qua đúng là tàn nhẫn quá đi mà. Điều may mắn nhất trong bất hạnh là trong giấc mộng hôm qua khi sở sở bị ôm chết trong lòng, thì cảnh mộng đột nhiên dừng lại chứ không tiếp tục nữa, thế là Tống Thư Hàng tránh được một kiếp nhớ đời. Phải biết cái cảnh sở sở bị ép dẹp lép nằm ngay đằng sau cảnh, Tống Thư Hàng đạp cá kình từ trên trời giáng xuống, đấy. Nói cách khác, nếu như cảnh mộng không dừng lại, thì Tống Thư Hàng còn phải ăn một phát, ôm chết trong lòng, càng đau đớn tàn nhẫn hơn từ góc độ của sở sở nữa kia. Nghĩ thôi đã thấy sợ rồi ra khỏi lều, Tống Thư Hàng thấy đậu đậu và nhóc sư con đều dậy cả rồi. Hôm qua mơ thấy giấc mơ kia nên hôm nay hắn dậy khá là muộn. Nhóc sư con đang ngồi trên một tảng đá tụng kinh buổi sáng. Đậu đậu đứng thẳng như người cao chừng 2 mét, đang dùng nồi lớn nấu bữa sáng cho mọi người. Ngư kiều kiều trong hình thái bán ngư nhân biến nhỏ lại cỡ bàn tay thì ngồi song song với nhóc sư con. Cô ngước đôi mắt nhỏ tí hiếu kỳ nhìn đậu đậu, không biết đang suy nghĩ điều gì nhóc sư con cậu yêu người yêu tận hưởng sáng sớm ấp áp à đúng là một khung cảnh quần ma loạn vũ mà bên tảng đá bằng phẳng đằng kia bạch tiền bối vẫn duy trì tư thế ngồi sổm mà nghịch điện thoại nhìn thấy tống thư hàng đi ra bạch tôn giả cười nhẹ nói thư hàng chào buổi sáng tống thư hàng đáp lại chào buổi sáng bạch tiền bối chào buổi sáng cả nhà à đúng rồi cho ngươi xem tin tức này nè Bạch tôn giả cười nói rồi đưa tay vuốt màn hình di động một cái. Một đường sáng bay ra khỏi chiếc điện thoại rồi biến thành một màn hình máy chiếu ngay giữa không chung, trên đó là nội dung tin tức. Rốt cuộc thì bạch tôn giả đã tiến hành những cải tạo đáng sợ gì trên điện thoại của ngài ấy rồi. Khổ, nội dung tin tức chính là, hành khách trên chuyến bay mất liên lạc tại đảo nhỏ Thái Bình Dương, may mắn gặp được một người giàu có bí ẩn. Trong tin nêu rõ cả tổ bay và hành khách đều đã liên lạc được với người nhà để báo bình an Bản tin còn nhắc đến việc đã có một chiếc du thuyền lớn xa hoa đang đi tới Thái Bình Dương Chỉ một tháng nữa là có thể đón được tất cả những hành khách mất tích trở về Người giàu có bí ẩn, kia là phủ chủ thất sinh phủ tiền bối sao Tống Thư Hàng hỏi Bạch Tôn giả mỉm cười gật đầu Tống Thư Hàng thầm thở phào nhẹ nhõm, xem ra công cuộc dạy học trên đảo được tiến hành thuận lợi ra phết Phủ chủ Thất Sinh Phù Tiền Bối đã chuẩn bị đưa các hành khách về nhà rồi cơ mà. Có Phủ chủ Thất Sinh Phù Tiền Bối ở đó, Tống thư hàng cũng không cần phải lo lắng cho an toàn của đám người cao mũ mỗ, mỗ nữa. Một tháng sau mới về cũng chẳng phải vấn đề gì lớn. Vốn dĩ bọn họ cũng muốn nhân kỳ nghỉ mà đi đảo chơi còn gì, nói không chừng đảo dã nhân của Phủ chủ Thất Sinh Phù càng hay ho hơn ấy chứ. Bạch Tiền Bối, ngài cảm tạ Phủ chủ Thất Sinh Phù Tiền Bối giúp ta với nhé." Tống thư hàng nói cũng chẳng còn cách nào khác, vì bạch tiền bối có cho hắn động vào di động đâu. Được, bạch tôn giả gật đầu nói rồi nhanh chóng thao tác trên di động. Bạch tôn giả vừa làm vừa nói tiếp. Mặt khác, ta còn nhận được một tin tức nữa. Ba ngày nữa sẽ diễn ra trận chiến đoạn tiên đài giữa thế gia họ sở và hư kiếm phái. Hay là chúng ta nhân lúc rảnh rỗi đi tới thế gia họ sở một chuyến đi. Nếu may mắn, có lẽ người có thể tiếp xúc trực tiếp được với hỏa quyển dưới hầm ngầm của họ cũng không biết chừng nhất định phải đi ạ. À? Tống Thư Hàng suy nghĩ một lát rồi bỗng nhiên mắt sáng ngời lên, thực ra, bạch tiền bối à, ta nghĩ rồi, ta có thể nhờ Vũ Nhu Tử hỗ trợ việc hỏa quyển dưới tầng ngầm của thế gia họ sở. Cô ấy có chút quan hệ với thế gia họ sở, hơn nữa bây giờ cô ấy cũng đang ở thế gia họ sở đấy. Vũ Nhu Tử ở thế gia họ sở à, bạch tiền bối hỏi. Tống Thư Hàng liều mạng gật đầu. Vâng, cho nên có thể nhờ cô ấy giúp. Với quan hệ của cô ấy với thế gia họ sở, cô ấy có thể giúp ta có cơ hội tiếp xúc với hỏa quyển cũng nên. Thế à, Bạch Tôn giả gật đầu nói, được rồi, nếu đã vậy thì tí nữa liên lạc với Vũ Nhu Tử đi. Bạch Tôn giả đúng là chẳng mấy hứng thú với việc đi can thiệp vào trận đấu của đám tu sĩ cấp bậc như hư kiếm phái với thế gia họ sở. Tôn giả chỉ có hứng với việc bắt Tống Thư Hàng biến thành sở sở đi một chuyến thôi. Tống Thư Hàng kích động nắm chặt tay, chỉ cần không phải biến thành con gái thì cái gì cũng được tuốt lúc này nơi giao giới giữa đông hải và thái bình dương có một hòn đảo nhỏ bướm sinh bay múa linh điệp đảo cong cong cấm chế trên không của linh điệp đảo bị ai đó gõ vang người đến là bạch hạc chân quân hắn thu cánh lại gõ cấm chế rồi cẩn thận hỏi xin hỏi vũ nhu tử đạo hữu có nhà không nhất định cần phải cẩn thận bởi vì người sống trên đảo này chính là đại tiền bối linh điệp tôn giả đấy linh điệp tôn giả là một tiền bối cực kỳ cường đại ông chính trực hiệp nghĩa, điểm nào cũng tốt, chỉ mỗi tội thích so đo mấy việc còn con với người khác, chi ly tính toán đến mức đăng phong tạo cực mà thôi. Người khác người ta lạng tính cân, vị này thì tính đến từng sợi chỉ cây kim một. Nói khoa trương thì là tính đến từng cây kim sợi chỉ, chứ thực ra trong phần lớn thời gian linh điệp tôn giả vẫn là một vị tiền bối hiền lành ân cần, trừ khi ổng chuyển sang một hình thức quái gở. Bạch hạc tiểu hữu đấy à, vào đi, tiếng cười của linh điệp tôn giả vang vọng, Cấm chế trên đảo mở ra. Bạch Hạc Chân Quân bay từ cấm chế vào linh điệp đảo, gặp được linh điệp tiền bối phong độ người người. "Chào ngài linh điệp tôn giả tiền bối, xin hỏi Vũ Nhu tử có nhà không?" Bạch Hạc Chân Quân nói. "Cách đây mấy hôm con gái ta đã đi ra ngoài gặp bạn nó rồi." "Bạch Hạc tiểu hữu tìm nó có việc gì hả?" À? Linh điệp tôn giả cười ha hả hỏi. Hắn yên tâm với Bạch Hạc Chân Quân lắm, bởi vì người ta có người trong lòng rồi không có chút khả năng nào với vũ nhu tử nhà hắn hết. Là thế này, bạch tôn giả suốt quan cách đây ít lâu, ngài ấy tặng cho mỗi đạo hữu trong nhóm cửu châu số một một món quà nhỏ. Ba ngày sau món quà này sẽ tự động mở, lúc đó sẽ có kinh hỉ cho mọi người. Ta thuận đường nên chuyển phát nhanh tới đây cho vũ nhu tử đấy. Bạch Hạc Trân Quân cười nói. Ồ, quà của Bạch Đạo Hữu cho con gái ta à? Linh Điệp Tôn Giả cười nói, thế thì Bạch Hạc Tiểu Hữu cứ để quà ở chỗ ta đi, bao giờ con gái ta về ta sẽ đưa cho nó nếu trong ba ngày mà nó chưa về đến nhà thì ta có cách mang đồ đến chỗ nó trong một giờ thôi cam đoan không bỏ lỡ kinh nghỉ có được không nào vậy xin nhờ linh điệp tôn giả tiền bối bạch hạc chân quân đưa một hộp gỗ ra trên đó đề linh điệp đảo vũ nhu tử linh điệp tôn giả cầm hộp gỗ để sang một bên vậy vãn bối xin cáo từ trước bạch hạc chân quân đưa xong chuyển phát nhanh bèn chắp tay nói lời từ biệt không ngồi thêm chút nữa à thời gian không còn sớm chẳng bằng bạch hạc tiểu hữu ở lại ăn bữa cơm rồi hẵng đi linh điệp tôn giả khách khí giữ người lại hiếm lắm mới có hảo hữu muốn tặng quà cho vũ nhu tử đó người làm cha như hắn thật là vui lòng quá đi mà cho nên tâm tình hắn tốt cực kỳ thế là nhìn kiểu gì cũng thấy bạch hạc chân quân đến là thuận mắt vãn bối còn mười mấy món chuyển phát nhanh nữa cần gửi đi cơ phải đưa trước ba ngày kinh hỉ nên thời gian gấp lắm ạ à. bạch hạc chân quân cười ngượng ngùng sau đó mở túi càn khôn ra con linh điệp tôn giả nhìn xem, trong đó còn mười mấy cái hộp cần chuyển phát nhanh nữa thật. Linh điệp tôn giả nhìn thấy nhiều hộp quà như vậy thì bèn mỉm cười bảo: "Thế thì ta không cố giữ Bạch Hạc tiểu hữu lại nữa, tiểu hữu đi đường vất vả thế này đi." Nói đoạn, linh điệp tôn giả vẫy tay một cái, một con bướm lớn rực rỡ bay tới dâng lên một bình dược thủy nho nhỏ. "Đây là đặc sản của linh điệp đảo, dược thủy có thể chữa trị mệt nhọc" tịnh hóa các trạng thái dị thường của cơ thể, mong Bạch Hạc tiểu hữu đừng khách khí. Linh Điệp Tôn giả mỉm cười nói. Bạch Hạc chân quân nhận lấy dược thủy mà cảm thán trong lòng, không hổ là tôn giả lão làng có máu mặt, ra tay hào phóng thật đấy. Dược dịch này là đan dịch cấp bậc lục phẩm giá trị phi phàm, là bảo bối vạn kim khó cầu trong tu chân giới đó nha. Nói chứ đợt chuyển phát nhanh này Bạch Hạc chân quân thu được một đống quà cáp mà các đạo hữu nhiệt tình dúi cho. Các đạo hữu trong nhóm quá là có tâm luôn, ai cũng cố nhét quà cho bằng được, bạch hạc chân quân từ chối thế nào cũng không được, mà không nhận thì là không nể mặt nhau. Thiệt tình tương đương. Một phía khác, ở thế gia họ sở. Vũ nhu tử vuốt nốt một cách nhàm chán. Hai hôm nay cô liên tục nhắn tin cho tống tiền bối mà chẳng thấy đối phương trả lời, điện thoại thì lúc nào cũng ở ngoài vùng phục vụ, không bao giờ liên lạc được. Vốn dĩ Vũ Nhu Tử còn định hỏi xem Tống Thư Hàng tiền bối có rảnh không, có muốn đến thế gia họ sở chơi không, bởi vì biến huyễn hung châm còn ở trên người tống thư hàng tiền bối đó. Tuy rằng sở Xuân Huỳnh tỷ tỷ kiên quyết cự tuyệt ý tốt muốn giúp đỡ của Vũ Nhu Tử, nhưng nếu có BSSC thì có thể có cơ hội để ngừa vạn nhất nha. Nói không chừng còn dùng đến ấy chứ. Phải làm sao để liên lạc được với tống thư hàng tiền bối bây giờ. Vũ Nhu Tử thở dài. Vừa suy tư, Vũ Nhu Tử vừa mở mim bạch tiền bối do chính mình chế tác, rồi tiện tay vuốt từng tấm ảnh bạch tiền bối chỉnh sửa xinh đẹp, ít muốn chụp thêm quá đi mà, lần trước chụp ít quá, mình còn nhiều ý tưởng avatar lắm mà chưa có cơ hội ghép vào nữa." Vũ Nhu Tử lẩm bẩm. Nói mãi, đột nhiên hai mắt Vũ Nhu Tử sáng ngời lên. "Đúng rồi, chắc là Tống thư hàng tiền bối đang ở cùng với Bạch Tôn giả, nếu không liên lạc được với Tống tiền bối thì có thể liên lạc với Bạch tiền bối mà." "Đã nói là làm." Vũ Nhu Tử tìm nhóm Cửu Châu số 1, click vào ava của Bạch Tôn giả bạch tiền bối có đây không ạ à? tống tiền bối có ở bên cạnh ngài không thế ngài hỏi dùm ta xem tống tiền bối có rảnh không có rảnh thì đến thế ra họ sở một chuyến được không ta tìm hắn có việc gấp lắm tương đương vừa gửi tin đi thì vũ nhu tử đã nhận được câu trả lời từ bạch tôn giả có đây rảnh câu trả lời mới rõ ràng và xúc tích làm sao sau đó bạch tôn giả lại nói thêm để ta hỏi tống thư hàng giúp ngươi vũ nhu tử nắm tay hưng phấn cảm ơn bạch tiền bối. Đừng khách khí ai cần cười tươi giói. Không biết có phải ảo giác hay không, mà tự nhiên thấy tâm tình bạch tiền bối tốt hẳn lên thế nhỉ. Trên đảo nhỏ ở Đông Hải, Tống Thư Hàng, Đậu Đậu, Nhóc Sư Con, Ngư Kiều Kiều và Bạch Tiền Bối ngồi thành một vòng tròn để thưởng thức tay nghề nấu nướng của Đậu Đậu. Đừng nhìn Đậu Đậu là một con chó kinh ba mà lầm, tay nghề nấu ăn của nó ngon lành cành đào lắm đấy bao nhiêu năm nay nó bỏ nhà đi bụi có phải để chơi không đâu. Tống Thư Hàng sung sướng bưng bát lên, uống liền một hơi hai bát canh đầy. Lúc này, Bạch Tôn Giả đang vuốt di động ngẩng đầu lên hỏi. Thư Hàng, Vũ Nhu Tử hỏi ngươi có rảnh không? Tống Thư Hàng lơ ngơ nhìn về phía Bạch Tiền Bối. Cô bé nói nếu rảnh thì đến thế ra họ sở một chuyến, cô bé có việc gấp tìm ngươi. Bạch Tôn Giả nói không nhanh không chậm. Tống Thư Hàng, Vũ Nhu Tử tìm ta có việc gấp á. Ta vừa đáp là có rảnh, sắp tới chúng ta cũng rảnh thật mà. Bạch Tôn Giả tiếp tục nói không nhanh không chậm. Tôn Giả đã bày bố xong trận địa, chỉ chờ thu lưới tóm tam thập tam thần thú tông mà thôi. Từ giờ đến trước khi có được tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công, cả hắn và Tống Thư Hàng đều rảnh rỗi lắm. Cho nên, ăn xong thì chúng ta thu xếp một chút rồi khởi hành đến thế gia họ sở nhé. Bạch Tôn Giả mỉm cười nói, sau đó lại chêm thêm một câu khéo ghê ấy ba ngày sau tống thư hàng không gạch dưới không quyết định như vậy đi bạch tiền bối cười mỉm sau đó ngài gõ vào di động bạch tôn giả thư hàng có thời gian rảnh bọn ta sẽ xuất phát ngay vũ nhu tử gửi vị trí của thế gia họ sở qua đây đi ai cần tươi cười linh điệp đảo vũ nhu tử tốt quá rồi tiền bối chờ xíu ta gửi vị trí ngay đây Tống thư hàng, không gạch dưới không. Đúng lúc này, ở địa giới của thế gia họ Sở và hư kiếm phái, người hộ đài của Đoạn Tiên Đài đã tới nơi. Lần này người hộ đài là hai vị kiếm tiên cấp bậc kim đan linh hoàng ngũ phẩm, đệ tử chân truyền của danh môn chính đạo Trường Sinh Kiếm Tông. Vốn dĩ với đẳng cấp của trận chiến Đoạn Tiên Đài giữa thế gia họ Sở và hư kiếm phái, thì chỉ cần phái hai đệ tử cấp bậc tứ phẩm đỉnh phong đến là quá đủ để bao quát tình hình rồi. Thế nhưng Trường Sinh Kiếm Tông lại nhận được tin tình báo tin cậy là, con gái bảo bối của Linh Điệp Tôn giả Vũ Nhu tử cô nương cũng chạy tới góp vui. Cho nên Trường Sinh Kiếm Tông phải cắn chặt răng, phái liền hai vị linh hoàng ngũ phẩm đến để giữ thể diện. Có hai vị linh hoàng ngũ phẩm ở đây, Thiên Kim Linh Điệp đảo có quậy thế nào thì ít nhất cũng không làm hỗn loạn cục diện được đúng không? Trường Sinh Kiếm Tông nghĩ như thế đó. Dưới sự chủ trì của hai vị hộ đài đoạn tiên đài, trưởng giáo của hư kiếm phái và tộc lão của thế gia họ sở bắt đầu ký kết các điều khoản của trận chiến đoạn tiên đài. Tuy rằng dùng một trận đoạn tiên đài để cắt đứt ân oán nghe có vẻ vừa nực cười vừa ngây thơ, thế nhưng ít ra trên đoạn tiên đài, hai bên có thể nghiến răng chút hết oán hận và phẫn nộ của mình lên đầu đối phương nhỉ. Trưởng môn của hư kiếm phái là một vị kiếm tu mặc đạo bào đen thấm, tu vi chiến vương tam phẩm, hắn tiến lên một bước, ngoài cười trong không cười mà nói. Sở lão, trên đoạn tiên đài sinh tử không oán, người hà tất phải làm vậy. Phải biết trong trận chiến đoạn tiên đài này các ngươi chẳng hề có chút phần thắng nào, chỉ dâng mạng tộc nhân họ sở một cách uổng phí mà thôi, tội gì mà phải thế. Ha ha, tộc lão của thế gia họ sở là một ông già vẫn còn săn chắc, cũng là cảnh giới chiến vương tam phẩm. Hắn cười lạnh nói, ai sống ai chết còn chưa biết được đâu. Trường môn hư kiếm phái cười kỳ dị. mươi 363, hư. Ta muốn đi qua cửa nhà ba lần mà không vào. Đừng để đến trận chiến đoạn tiên đài mà không người dự thi nào của thế gia họ sở dám xuất hiện, thiên hạ người ta cười cho đấy. Trưởng môn hư kiếm phái nói đầy thâm ý. Tộc lão của thế gia họ sở hư lạnh một tiếng, âm thầm siết chặt nắm tay. Mà nói chứ thế gia họ sở các người dám thách đấu đoạn tiên đài với bọn ta là dựa vào tiểu cô nương thiên tài nhà các người sao. Trưởng môn hư kiếm phái lại cười khăng khặc, các người nghĩ chỉ dựa vào con nhóc xanh kia mà có phần thắng hay sao? Chẳng lẽ các người còn con bài nào chưa lật ngoài con bé đó? Hay là các người chỉ ký thác hy vọng vào may mắn mà thôi? Tộc lão thế gia họ sở hư lạnh thêm một tiếng mà chẳng nói chẳng rằng. Xưa nay thế gia họ sở đấu với hư kiếm phái đều là thắng thì ít mà thua thì nhiều, thế nhưng cho dù có thua thì thế gia họ sở cũng không để cho hư kiếm phái được dễ chịu. Sau khi hai người ký tên xong, một vị kim đan linh hoàng của trường sinh kiếm tông thu lại bản điều khoản rồi ho nhẹ một tiếng như vậy ba ngày sau trên đoạn tiên đài hư kiếm phái và thế gia họ sở sẽ quyết ân oán trên đảo nhỏ ở đông hải toàn bộ vật dụng trong lều đều được tống thư hàng thu hết vào bao con thỏ của mình còn vì sao cái bao được làm từ nhất thốn chỉ xa mà lại gọi là bao con thỏ câu hỏi này đã vang lên trong lòng tống thư hàng không biết bao nhiêu lần mà không có lời đáp rồi Tiếp đó, đậu đậu biến hóa thành hình thái yêu khuyển cao 5 mét phóng sở sở cô nương trên lưng, nhóc sư con cũng leo lên người nó. Sở sở yếu ớt hỏi. Bây giờ chúng ta đi đâu đây? Tống thư hàng nhìn sở sở, nở một nụ cười ôn hòa rồi đáp. Chúng ta về thế gia họ sở. Vì đã nằm mộng trải qua cả cuộc đời của sở sở, cho nên bây giờ Tống Thư Hàng nhìn thấy sở sở thì trong lòng lại dấy lên nỗi thân thiết khó nói thành lời. Bây giờ hắn đã nắm rõ cả tính cách, cuộc sống, đam mê và cả bạn bè thân thuộc của cô chẳng khác nào lòng bàn tay mình vậy. Nếu sở sở cô nương mà biết điều này thì chắc sẽ bị dọa ngất mất thôi. Về nhà họ sở, sở sở vui vẻ hẳn lên. Tống Thư Hàng lại bổ sung một câu. Còn chuyện này nữa, ba ngày sau sẽ là trận chiến đoạn tiên đài giữa thế gia họ sở và hư kiếm phái. Sở sở nặng nề hít một hơi, ba ngày sau trận chiến đoạn tiên đài đã diễn ra rồi, thời gian thật là gấp quá nếu trận chiến này hoãn đến một tháng sau thì tốt biết bao. Ba ngày nữa thì cô chắc chắn chỉ có thể làm người xem được rồi. Lúc này, Bạch Tôn giả đi từ phía trước tới, đứng ở xa xa vẫy tay với Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng ngơ ngác chạy tới. Thư Hàng, cho ta mượn di động của ngươi một chút. Bạch Tôn giả cười nói với Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng không hiểu gì nhưng vẫn lấy điện thoại ra đưa cho Bạch Tôn giả. Điện thoại mình trên đảo này làm gì có tín hiệu đâu, Bạch Tiền Bối cần làm gì nhỉ? Bạch Tôn giả cầm điện thoại của Tống Thư Hàng rồi nhẹ nhàng vung tay lên một cái, chiếc điện thoại liền biến mất luôn. Chắc là nó đã bị Bạch Tôn giả thu vào trong trang bị không gian của ngài rồi. Để điện thoại ở chỗ ta đi, ta cải tạo nó một chút giúp ngươi, để cho nó có thể bắt được tín hiệu ở mọi nơi trên thế giới. Bạch Tôn giả nghiêm túc nói. Tống Thư Hàng gật đầu. Làm phiền Bạch Tiền Bối rồi. Đừng khách khí giờ thì chúng ta xuất phát thôi. Bạch tôn giả rút lưu tinh kiếm ra, tay bắt kiếm quyết. Lưu tinh kiếm bay lơ lửng giữa không trung, kiếm quang từ thân kiếm ngày một tỏa rộng. Kiếm quang tỏa rộng mãi, đến tận khi có thể dung nạp cả đậu đậu biến lớn, tống thư hàng và bạch tôn giả. Đoàn người đạp lên độn quang, bạch tôn giả bắt kiếm quyết rồi nói. Ta đã thiết lập mục tiêu của độn kiếm đến thế gia họ sở, chúng ta sẽ lên đường bằng tốc độ nhanh nhất. Tốc độ nhanh nhất, Tống Thư Hàng lập tức nhớ tới ngày 16 tháng 7, đồng quái tiên sư, Piu Tương Đương, một tiếng bay đi. Cùng ngày hôm đó còn có Tô Thị A thất tiền bối cũng, Piu Tương Đương, một tiếng bay tuốt. Tốc độ, Piu Tương Đương, của hai vị tiền bối nhanh đến mức nhìn mắt thường không thấy, hắn chỉ đứng nhìn thôi mà chân cẳng đã nhũn như con chi chi. Mà hắn dám cam đoan đó còn chưa phải là tốc độ nhanh nhất của Bạch Tôn giả đâu. Câu hỏi ở đây là, Bạch Tôn giả toàn lực thi triển tốc độ sẽ nhanh tới mức nào nữa? Không được, tuyệt đối không thể để cho bạch tôn giả dùng, toàn lực phi hành được. Tiền bối chờ đã, Tống Thư Hàng đề nghị một cách quyết đoán, từ giờ đến trận chiến đoạn tiên đài còn ba ngày, chúng ta không cần vội vã. Bạch tiền bối cứ dùng tốc độ phi hành bình thường để đưa chúng ta đi là được rồi. Dọc đường mình còn có thể ngắm nhìn phong cảnh tươi đẹp của hoa hạ thần châu mà tương đương. Đậu đậu lập tức theo hồ quyết liệt. Đúng đó đúng đó, Tống Thư Hàng nói đúng lắm á tiểu hòa thượng cũng cảm thấy tống thư hàng sư huynh nói có lý lắm nhóc sư con nghiêm túc hẳn lên nó ăn quả đắng phi kiếm tốc độ cao mấy lần nên nhạy cảm với tốc độ nhanh nhất lắm bạch tôn giả nhìn tống thư hàng đậu đậu và nhóc sư con mà chẳng hiểu đám này bị làm sao thế hưng nếu cả đám tụi nó đã gắng sức đề nghị bay chậm thì cứ bay từ từ thôi vậy được rồi nếu bay từ từ thì ta không cần thiết lập vị trí là thế ra họ sở nữa chúng ta cứ phi hành với tốc độ bình thường thôi Bạch tôn giả nói, cơ mà bay chậm thì nhàm chán lắm. Vâng, Tống Thư Hàng giơ ngón cái, nhìn ngắm giang sơn gấm vóc từ trên cao, ôi, hình ảnh ấy mới tốt đẹp làm sao tương đương. Bạch tôn giả cười khẽ một tiếng rồi bắt kiếm quyết, lưu tinh kiếm trở theo mọi người phóng vút lên cao. Tôn giả cố gắng hạn chế tốc độ phi hành của mình ở mức 100 km h Hơn nữa để mọi người có thể ngắm nhìn phong cảnh tươi đẹp của Tổ quốc, ngài còn khống chế độ cao của phi kiếm tương đối thấp, giúp thị lực của tu sĩ có thể nhìn thấy cảnh quan bên dưới. Phi kiếm chở mọi người bay bay trên không trung Đông Hải minh mông. Dưới chân họ là biển khơi bát ngát vô bờ, lúc mới nhìn thì còn thấy đẹp, chứ nhìn lâu là hơi chan chán. Cho nên bạch tôn giả bay được một lúc thì hai mắt bắt đầu lơ mơ. Bay cao bay xa tương đương không biết qua bao lâu, cuối cùng bọn họ đã bay tới đại lục hoa hạ, bên dưới có tấm biển lớn ghi, nhân dân động đỉnh hoan nghênh bạn cả đoàn người tống thư hàng kích động hẳn lên, rốt cuộc cũng bay hết biển cả rồi. Bay cao bay xa tương đương nhân dân Văn Châu hoan nghênh bạn. Ô tương đương đến bầu trời quê hương của Tống Thư Hàng rồi. Bay cao bay xa tương đương nhân dân Lê Thủy hoan nghênh bạn tương đương. Sau Lê Thủy là nhân dân Long Vịnh hoan nghênh bạn tương đương. Tiếp nữa, đến nhân dân Hoàng Sơn hoan nghênh bạn tương đương. Ủa, đến Hoàng Sơn rồi à? đây chính là nhà của Hoàng Sơn Trân Quân đúng không? ơ, ờ, chưa tới nữa hả? Tống Thư Hàng hỏi dò, bay lâu quá làm cho hắn cũng chán luôn rồi. Tống Thư Hàng cũng không biết vị trí của thế gia họ sở cụ thể là ở đâu. tuy hắn đã trải qua mộng cảnh cả đời của sở sở, thế nhưng những đoạn chi tiết đều bị skip, chỉ giữ sơ lược vài nét mà thôi. cho nên khi tỉnh mộng rồi, hắn vẫn chẳng rõ thế gia họ sở nằm ở đâu trên đất Trung Hoa nữa. Sở sở nằm ở trên người đậu đậu nên không nhìn thấy bên dưới, đành hỏi. Đã tới đâu rồi? Đến quê nhà Hoàng Sơn của ta rồi. Đậu đậu lên tiếng, bây giờ ta chỉ cần nhảy xuống là nhìn thấy Hoàng Sơn đại ngốc ngay, cơ mà ta không nhảy đâu. Ta phải đi qua cửa nhà ba lần mà không vào, để cho đại ngốc Hoàng Sơn kia nhìn thấy quyết tâm của ta. Đáng đời hắn dám bỏ rơi ta lâu như thế. Tống thư hàng gượng cười. Sở sở gật đầu nói. Đến Hoàng Sơn à? Thế thì sắp tới nơi rồi. Tống thư hàng nghe vậy bèn cố gắng chống đỡ tinh thần. Tàu xe đường dài bao giờ cũng làm cho người ta mệt mỏi, phi kiếm thì cũng thế thôi. Có điều may mà cuối cùng cũng sắp đến rồi. Sau đó, phi kiếm tiếp tục bay, bay nữa, bay mãi tương đương lần này bay rõ là lâu. Nhân dân hòa phì hoan nghênh bạn tương đương. Ớ, sao lâu vậy vẫn còn chưa đến nữa? Lại qua một hồi lâu sau, tốc độ phi kiếm dường như nhanh hơn một chút nhân dân từ xương hoan nghênh bạn tương đương. Tống Thư Hàng ngờ ngợ hỏi. Ủa này, đến từ xương rồi, vẫn chưa tới à? Đến từ xương, thế thì sắp tới thật rồi đấy. Sở sở gật đầu đáp. Tống Thư Hàng. Gạch nối. Sở sở cô nương, từ xương cách Hoàng Sơn cả nửa cái giang sơn hoa hạ rồi đấy. Đây chính là sắp đến mà cô nói đó à? Khái niệm khoảng cách trong mắt tu sĩ sao mà khác xa người bình thường quá vậy? thế là Tống Thư Hàng quyết đoán im luôn, không thèm hỏi sở sở cô nương còn cách, sở ra, bao nhiêu đường bay nữa. Phi kiếm vẫn bay, bay nữa, bay mãi tương đương. Thời gian trôi qua không biết bao lâu, Tống Thư Hàng ngủ gật ngủ gù. Đến khi hắn tỉnh dậy thì thấy kiến trúc xây dựng bên dưới mang đậm phong cách nước ngoài, chẳng giống nhà cửa hoa hạ gì hết. Hơn nữa người dưới ấy cũng toàn là người nước ngoài thôi. Từ từ, chờ đã, cái tòa nhà kia đặc trưng quá, Bây giờ thì Tống Thư Hàng đã hiểu vì sao mình thấy cảnh quan có mùi vị nước bạn rồi, bởi vì đám người bọn họ đã đến, nhân dân Moscow hoan nghênh bạn tương đương. Tống Thư Hàng chớp chớp mắt, tuy rằng trong trí nhớ không hề có thông tin gì về vị trí cụ thể của thế gia họ sở, thế nhưng hắn có thể khẳng định là nó ở Hoa Hạ, không thể nghi ngờ đó. Thế là Tống Thư Hàng vội vàng bắc mỏ gọi toáng lên với Bạch Tiền Bối ở đằng trước phi kiếm. Bạch Tiền Bối ơi, có phải mình bay quá rồi không? Phía trước phi kiếm, bạch tôn giả chắp tay sau lưng, tiền tư bất phàm. Z, 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 z Bạch tiền bối, ngủ rồi. Bỏ cha rồi, tài xế ngủ mất tiêu rồi. Bạch tiền bối, bạch tiền bối ơi, mau tỉnh dậy đi. Tống thư hàng gào ầm lên. Thế nhưng bạch tiền bối chẳng phản ứng gì cả. Trong tình huống bình thường, với tu vi của bạch tôn giả thì chỉ cần gọi tên hắn một tiếng là đủ khiến hắn tỉnh dậy rồi. Nhưng lần này chỉ có đậu đậu nhóc sư con và sở sở cô nương lơ mở như vừa ngủ dậy rồi xấu hổ dòm nhau. Còn bạch tôn giả ở phía trước thì vẫn, z z z z z Tống thư hàng giật giật khóe miệng, có lẽ nào. Hắn run rẩy lấy một chiếc tiêu trúc nhỏ xanh biếc, sau đó ra sức thổi lên thật to. Tút tút, xin chào, đây là nơi bế quan của A Bạch. Thời gian bế quan kết thúc còn 2 ngày 15 giờ 9 b Xin hãy kiên nhẫn chờ đợi. Trong cây tiêu xanh biết truyền ra tiếng nói ôn hòa ấm áp của bạch tôn giả. Bạch tôn giả, bế quan. Bạch tiền bối, tống thư hàng nước mắt đảo quanh. Trước khi bế quan, ít nhất ngài cũng phải thiết lập vả độ cho lưu tinh kiếm bay đến thế gia họ sở đã chứ. Bây giờ làm sao? Bạch tiền bối bế quan rồi. Tống thư hàng quay đầu nhìn đậu đậu. Không có cách nào đâu, mình rời khỏi phi kiếm đi tìm thế gia họ sở trước thôi. Dù sao thì bạch tiền bối cũng biết vị trí của thế gia họ sở bao giờ ổng bế quan xong, ổng khác biết đường bay đến. Đậu đậu nói, chương 364, đậu đậu đi qua cửa nhà 9 lần mà không vào. Bốp, đậu đậu cảm giác mắt nổ đầy đom đóm, đầu nó đâm vào trên một tầng phòng hộ, mà cái tầng phòng hộ này thì vô cùng rắn chắc, quả nhiên không hổ là cấp bậc tôn giả. Đậu đậu còn tưởng rằng đầu mình mới vừa đâm thẳng vào một tấm kim loại luôn ấy chứ, đau thấy gâu gâu luôn. Trên người nó, tiểu hòa thượng cố giữ chặt bệnh nhân sở sở rất kịp thời, không để cô bị thương nặng hơn. Đậu đậu nhảy bật lên độn quang của lưu tinh kiếm lần nữa, nó nói với vẻ mặt sầu não. Tiêu rồi, bạch tôn giả bố trí phòng ngựa chung quanh phi kiếm, chúng ta không thể ra ngoài được rồi. Tống thư hàng. Sau khi suy nghĩ một chút, hắn hỏi. Nếu không thì chúng ta thử tấn công bạch tiền bối một cái xem sao nhé. Ta nghĩ dù cho hắn đang bế quan, nhưng vừa cảm giác được sát khí thì bạch tiền bối nhất định sẽ tỉnh lại theo bản năng thôi. Ha ha, gâu, nếu muốn chết thì ngươi cứ tự chết một mình đi, đừng kéo theo cả bản gâu gâu. Giọng điệu đậu đậu đầy vẻ khinh thường chẳng lẽ ngươi không biết rằng tôn giả đáng sợ thế nào à? Lỡ như phóng thích sát khí với bạch tôn giả, bạch tôn giả phản công theo bản năng thì phải làm sao đây? Đến lúc đó nghìn vạn kiếm khí cùng bộc phát một lúc, chỉ cần mấy giây cũng đủ để cắt đám người ở đây thành miếng thịt mỏng, bảo đảm mỗi miếng đều tăm tắc không sai lệch gì hết. Vậy giờ chúng ta phải làm sao đây? Ngồi thử trên phi kiếm này hai ngày luôn à? Tống Thư Hàng nhún vai hỏi. Hay là chúng ta cầu nguyện thử xem sao? Nghe nói khi bạch tiền bối bế quan mà chúng ta cầu nguyện với hắn sẽ linh nghiệm lắm luôn đấy. Cầu hắn tỉnh lại khỏi lần bế quan này sớm hơn cũng được. Tiểu Hòa Thượng đề nghị. Đậu đậu nhún vai. Nhưng mà ta không có mang theo lư hương. Trời má, thì ra chuyện cầu nguyện trước bạch tôn giả khi hắn đang bế quan rất linh nghiệp mà vũ nhu tử từng kể thật sự đã truyền khắp tu chân giới rồi ngay cả đậu đậu và tiểu hòa thượng cũng biết việc này thành tâm thì sẽ ứng nghiệm thôi hương khói chỉ là hình thức bên ngoài gương mặt tiểu hòa thượng vô cùng nghiêm túc chắp hai tay lại bắt đầu cầu nguyện trước bạch tôn giả bạch tiền bối hy vọng người có thể phù hộ cho bạch tôn giả chấm dứt bế quan sớm một chút tống thư hàng Nguyện vọng này thật là quá ba chấm quá đi mất. Sau khi tiểu hòa thượng cầu nguyện xong, nó sờ sờ cái đầu chọc lóc của mình ờ, dù sao thì nó cũng đã cầu nguyện rồi, chỉ bằng cầu thêm ít nguyện vọng nữa nhỉ. Vì vậy, tiểu hòa thượng nói tiếp. Bạch tiền bối ơi, hy vọng mấy ngày sau, lúc tam nhật sư huynh đến đón ta về, phương trượng thông huyền sẽ không đánh nát mông của ta, cũng không thể đánh ta đến mức sớn cả cất ra ngoài như tống thư hàng sư huynh nhé. Tống thư hàng ta đánh người xón cất lúc nào hả? Người đang nằm mơ đấy phỏng, hay là mình nên cân nhắc chuyện đánh bay thằng nhóc tiểu hòa thượng này luôn cho rồi nhỉ? Cuối cùng tiểu hòa thượng cũng cầu nguyện xong, lại nhìn sang quanh, sau đó tiểu hòa thượng lại nhắm mắt tiếp. À, quên mất, mong bạch tiền bối có thể khiến vết thương trên người sở sở cô nương lành nhanh một chút. Cái nguyện vọng lần này còn có lý đây. Sơ sở nhìn tiểu hòa thượng với vẻ cảm kích, sau đó nhân lúc mọi người không chú ý, Cô nhắm mắt lặng lẽ, trong lòng nhanh chóng cầu nguyện. Hy vọng ta có cơ hội tham gia đoạn tiên đài, chiến đấu vì thế gia họ Sở, đánh bại toàn bộ đệ tử của Hư Kiếm phái. Sau khi cầu nguyện xong, Sở Sở mở to mắt lặng lẽ nhìn bốn phía, sau khi thấy Tống thư hàng, Tiểu Hòa thượng và Đậu Đậu không ai chú ý đến cô, cô mới thầm thở phào nhẹ nhõm. Cô luôn có cảm giác như bản thân lén lút như kẻ trộm vậy. Tống thư hàng cảm thấy may mắn vì bản thân có mang tích cốc đan theo trong chuyến đi lần này. Vì thế, ít nhất trong hai ngày sắp tới, hắn sẽ chẳng bị chết đói chết khát vì không ăn uống gì. Phi kiếm của bạch tôn giả mang theo mọi người bắt đầu bay đi du lịch vòng quanh trái đất. Ngay từ đầu thì còn bay theo phương hướng cố định, càng về sau thì lộ tuyến phi hành mỗi lúc một quái dị hơn. Nhân dân kính chào quý khách tương đương. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất kính chào quý khách tương đương nhân dân Australia kính chào quý khách tương đương. Sau đó không biết di chuyển kiểu quái gì, bay rồi lại bay, thế là bay về biển Đông lại luôn. Lúc quay lại vị trí ban đầu trên biển Đông, lộ trình phi hành của Lưu Tinh Kiếm bắt đầu trở về đường cũ, bắt đầu từ nhân dân động đỉnh kính chào quý khách đến Văn Châu, Lê Thủy, Long Vịnh. Sau đó là Hoàng Sơn. Ồ, lại đến Hoàng Sơn rồi kìa. Tống Thư Hàng ngắm nhìn phía dưới, há miệng ngáp có lẽ đầu óc trở nên mệt mỏi, Tống Thư Hàng nhanh mồm nhanh miệng nói nới đậu đậu thế này. Đậu đậu, đi qua cửa nhà hai lần rồi mà không vào. Ta tin tưởng ngươi, chút nữa thôi thì ngươi đã đi qua cửa nhà lần ba mà không vào rồi đó. Thậm chí đi qua nhà bốn lần, năm lần cũng không thành vấn đề. Đậu đậu bắt đầu mài răng ken kết nhìn Tống Thư Hàng. Đợi lát nữa phi kiếm đáp xuống, nó sẽ tìm chỗ thịt non nhất trên người Tống Thư Hàng để cắn hắn một cái thật mạnh không cần phải lo lắng bị mắc bệnh dại, khoang miệng của nó hết sức sạch sẽ. Chán quá đi mất, Tống Thư Hàng lẩm bẩm, đúng rồi, chắc bây giờ đã bắt được tín hiệu sóng điện thoại của Hoa Họa rồi nhỉ. Vậy hắn có thể gửi tin nhắn cho Vũ Nhu Tử rồi, bảo cô ấy chú ý đến phần biêu kiện do Bạch Tôn Giả gửi mới được. Trong lúc mơ màng, Tống Thư Hàng thò tay vào túi mình ủa, điện thoại của mình đâu mất rồi. Ý chết, đúng rồi ha, lúc lên phi kiếm, Hình như Bạch Tiền Bối đã lấy điện thoại di động của hắn mất tiêu rồi còn đâu? Tống Thư Hàng, đừng nói là Bạch Tôn giả đề phòng, sợ hắn online mật báo với những tiền bối trong nhóm Cửu Châu số 1 nên mới làm thế đấy nhé. Tốc độ phi hành của Lưu Tinh kiếm càng lúc càng nhanh. Đến cuối cùng, chỉ trong vòng mấy giờ mà Tống Thư Hàng đã được ngắm cảnh mặt trời mọc những mấy lần luôn rồi. Đây đúng là là chỉ cần nhắm mắt lại, sau đó mở mắt ra thì vầng dương đã ló dạng. Khép mắt lại, sau đó mở mắt ra nhìn, mặt trời lại mọc lên nữa kìa. Mắt khép lại tiếp, sau đó mở ra, mặt trời lại xuất hiện lần nữa. Tim của hắn mệt mỏi quá đi. Hành trình bay vòng quanh trái đất lại tiếp tục đi ngang qua không trung của mấy quốc gia khác. Trong quá trình này, đôi lúc vẫn có những chiếc máy bay chiến đấu của nước nào đó bay sát qua bên cạnh họ, suýt chút nữa thì đã tạo thành tai nạn trên không rồi. Cũng may Lưu Tinh Kiếm có linh tính, tự động tránh khỏi mấy chiếc máy bay chiến đấu trước mặt. Không biết đã qua bao lâu, Lưu Tinh Kiếm lại trở về Biển Đông. Lại bắt đầu từ, nhân dân động đỉnh kính chào quý khách, đến Văn Châu, Lê Thủy, Long Vịnh. Sau đó lại đi đến Hoàng Sơn. Đi ngang qua cửa nhà ba lần rồi kìa. Tống Thư Hàng xoay đầu lại nói với Đậu Đậu. Đậu Đậu tiền bối thật là vô tình, đi ngang qua cửa nhà ba lần rồi mà vẫn không không chịu ghé vào. Tiểu hòa thượng nói chuyện với đậu đậu bằng vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Đậu đậu dương móng vối sắc bén của mình ra, nhắm ngay Tống Thư Hàng và Tiểu Hòa Thượng, giống như đang tìm chỗ hạ thủ. Tống Thư Hàng và Tiểu Hòa Thượng vội vàng im miệng lại. Lại nói tiếp, còn bao lâu nữa thì bạch tiền bối mới chấm dứt bế quan nhỉ. Tống Thư Hàng quá nhàm chán nên bắt đầu tu luyện kim cương căn bản quyền pháp, bất động kim cương thân trên phạm vi nhỏ hẹp của phi kiếm. Bên trong cơ thể hắn, khí huyết chi lực của năm khiếu huyện vẫn tràn đầy như cũ, chỉ còn chờ bạch tôn giả giải khai phong ân trên bụng hắn, thì lúc đó hắn sẽ chính thức thăng cấp lên thành chân sư nhị phẩm. Sau đó, đậu đâu đi qua cửa nhà bốn lần vẫn không vào. Lại chẳng biết sau bao lâu nữa, đậu đậu đã đi qua cửa nhà chín lần mà không vào. Tốc độ phi hành của lưu tinh kiếm càng lúc càng nhanh. Dạng sáng một ngày nào đó của tháng 7, trên đoạn tiên đài, nằm ở địa bàn của sơ gia và hư kiếm phái. Cuộc chiến đoạn tiên đài sắp sửa bắt đầu. Người của thế gia họ sở và người của hư kiếm phái chia ra, đứng ở hai bên đoạn tiên đài. Tộc lão, sở sở vẫn còn chưa về. Một người đàn ông cao gầy đến gần tộc lão sở ra bỏ nhỏ vào tai. Tộc lão dùng sức nắm chặt tay, cắn răng đầy vẻ oán hận. chương 365, cuộc chiến đoạn tiên đài, bắt đầu. Mặc dù đã xác định 3 ngày sau sẽ tiến hành thi đấu, đoạn tiên đài, nhưng trên thực tế thì thời gian chỉ còn có 2 ngày rưỡi, dạng sáng ngày 21 thì đã bắt đầu thi đấu đoạn tiên đài rồi. Sở ra sẽ quyết định địa điểm cho đoạn tiên đài, nhưng hư kiếm phái quyết thì lại định thời gian bắt đầu. Trưởng môn hư kiếm phái nhìn gương mặt tối tăm của tộc lão sở ra, trong lòng cực kỳ khoan khoái. Hắn biết rõ, cô gái thiên tài tên là sở sở kia đã không còn cách nào chạy tới tham gia cuộc chiến, đoạn tiên đài này được nữa rồi. Mọi thứ đều được tiến hành theo như dự tính của tiên sinh, hôm nay thế ra họ sở đã là miếng thịt ngỡ ngon lành bên miệng hắn, chỉ cần há miệng thì đã có thể nuốt hết bọn họ vào trong bụng. Thế nhưng, vì đề phòng người nhà họ sở ngoan cố chống cự, hắn cần phải tạo ra một vài đả kích nặng nề hơn nữa cho đám người sở ra kia. Thừa dịp hai vị hộ đài của trường sinh kiếm tông còn chưa đến, hắn có thể dùng một vài thủ đoạn nhỏ, chèn ép sĩ khí của sở ra một phen trưởng môn hư kiếm phái dùng giọng điệu cung kính nói chuyện với hai người đang đứng sau lưng mình. Kính xin hai vị tiên sinh cho đám người sở ra đối diện chút uy hiếp, để bọn chúng biết rõ thế nào là ếch ngồi đáy giếng. Hai người đó mỉm cười, gật đầu một cái, vẻ mặt cao thâm khó giò. Cả hai người đứng lên, bước ra khỏi trận doanh hư kiếm phái, đối mặt trực tiếp với sở ra. Ngay sau đó, cả hai đạo thân ảnh kia không còn áp chế thực lực của mình nữa, linh lực khổng lồ bộc phát từ trên người bọn họ, trên mặt bọn họ loáng thoáng được kim quang phủ kín. Là linh hoàng kim đan ngũ phẩm. Khí thế từ hai vị linh hoàng kim đan ập xuống bên trận doanh của sở gia, các tu sĩ bình thường chỉ có tu vi cảnh giới nhất, nhị, tam phẩm thì sao mà có thể thừa nhận được uy áp tới từ cấp bậc linh hoàng thế này. Phần lớn người trong gia tộc họ sở đều lộ ra vẻ hoảng sợ, thậm chí ngay cả sắc mặt của tộc lão cũng phải tái trợt thêm vài phần, đôi mắt nhìn chầm chầm vào hai gã linh hoàng kia. Trong hư kiếm phái có cả linh hoàng sao? không thể nào, nếu như hư kiếm phái thật sự có hai linh hoàng, vậy vì tại sao bọn chúng vẫn còn là một môn phái nhỏ không đáng kể được chứ? Hai vị linh hoàng giải phóng khí thế của mình trong khoảng thời gian chừng ba giây, sau đó thu hồi uy áp của bản thân lại. Bọn họ cười lạnh một cái với người của sở gia, sau đó xoay người đi về phía sau trận doanh của hư kiếm phái. Hư tranh, tộc lão sở gia nghiến răng nghiến lợi hỏi. Cuộc chiến đoạn tiên đài không cho phép người ngoài giúp sức. Người thế này là có ý gì đây hả? Ha 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 ha, ta đương nhiên biết rõ cuộc chiến đoạn tiên đài không thể để người ngoài tham gia. Trưởng môn hư tranh của hư kiếm phái mỉm cười. Thế nhưng, hai vị tiền bối này chẳng qua là khách quý của hư kiếm phái ta, đúng lúc biết được hư kiếm phái chúng ta phải tham gia cuộc chiến đoạn tiên đài, cho nên muốn tới đây đứng ở ngoài quan sát mà thôi. Bọn họ cũng có tham gia cuộc chiến đoạn tiên đài đâu hai vị linh hoàng tiền bối này đều là do, tiên sinh, đã mời tới để giúp đỡ hư kiếm phái cả. Tộc lão sở Gia siết chặt nắm đấm có hai tên linh hoàng kia tỏa trấn ở phía sau, cho dù không tham gia cuộc chiến đoạn tiên đài, nhưng cũng đã mang đến áp lực cực lớn cho gia tộc họ sở sức yếu thế cô như bọn họ rồi. Huống chi, vừa rồi uy áp trong thời gian ba giây kia, gần như đã đẻ bẹp sĩ khí của tất cả tộc nhân của sở gia. Ngay cả những người tham gia cuộc chiến đoạn tiên đài cũng bị ảnh hưởng bởi uy áp, đến lúc lên đoạn tiên đài, 10 phần bản lĩnh cũng chỉ phát huy được có 8 phần mà thôi. Đáng chết thật, suýt chút nữa thì tộc lão Sở gia đã cắn nát hàm răng của mình rồi, chỉ hận gia nghiệp của Sở gia quá nhỏ, không thể mời được hậu viện cường đại hơn. Lúc này, trong đám người Sở gia, Vũ Nhu tử nhíu mày. Tuy rằng đối với cô mà nói thì uy áp của hai linh hoàng này chẳng là gì hết, nhưng lúc bị uy áp bao phủ cũng làm toàn thân cô không được tự nhiên, rất khó chịu cô cử động thân thể một chút, nói lầm bẩm Sao sư huynh thư hàng còn chưa đến nữa? Rõ ràng ngày 18 có nói là đã lên đường, nhưng đã hai ngày rưỡi trôi qua rồi, sao còn chưa tới nữa? Chẳng lẽ họ bị lạc đường à? Trong bóng tối, đại sư huynh lưu kiếm nhất của Vũ Nhu Tử há hốc mồm cái địch, vừa rồi hắn lại lười biếng ngủ gật có một chút thôi, thế mà lại có thêm hai tên linh hoàng xuất hiện, phóng thích huy áp với Vũ Nhu Tử sư muội rồi à? nếu như trong đám người đó có ai dám ra tay với vũ nhu tử người biết phải làm gì rồi chứ thanh âm linh điệp tôn giả quanh quẩn trong đầu lưu kiếm nhất không ngừng làm sao bây giờ chẳng lẽ phải đi chém hai tên linh hoàng kia à phiền phức lắm đó trong lúc đang suy nghĩ đột nhiên điện thoại của lưu kiếm nhất vang lên hắn vừa mở máy thì đã thấy là tên của linh điệp tôn giả lưu kiếm nhất mẹ ơi đừng nói là sư tôn lắp camera giám sát hay cái gì đó trên người ta để theo dõi hành động của ta bất kỳ lúc nào nhé. sư muội vừa gặp chuyện, hắn đã lập tức gọi điện thoại đến là sao? động tác mở điện thoại của lưu kiếm nhất cứng ngắc. alo, sư tôn lão nhân ra ngài vẫn khỏe chứ ạ? À? ừ. thanh âm linh điệp tôn giả truyền đến. kiếm nhất, một lát nữa chuẩn bị nhận một phần biêu kiện nhé. nửa giờ sau ta sẽ dùng phương thức phi kiếm truyền thư mang đến cho ngươi. ngươi nhớ giao nó cho vũ nhu tử đấy lưu kiếm nhất nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm vâng không thành vấn đề đâu sư tôn ừ còn nữa gần đây vũ nhu tử vẫn ổn cả chứ linh điệp tôn giả hỏi muội ấy rất khỏe mạnh mặc dù gặp chút vấn đề nhỏ nhưng ta có thể xử lý được lưu kiếm nhất cắn răng đảm bảo vậy thì tốt rồi nhớ kỹ không cần phải sợ gì hết kẻ nào dám tổn thương một sợi tóc của vũ nhu tử thì cứ xử đẹp hết cho ta nhất định phải giữ gìn uy phong của linh điệp đảo chúng ta. Đánh không lại thì gọi điện thoại cho ta, bảo đảm sau một phút ta sẽ chạy đến chỗ người ngay lập tức. Linh điệp tôn giả trầm giọng dặn dò. Đã rõ, sư tôn. Lưu kiếm nhất tiếp tục cắn răng trả lời. Sau khi cúp điện thoại, lưu kiếm nhất thở dài lại bắt đầu bận rộn rồi đây, bệnh ung thư lười đáng yêu của ta ơi. Thôi nhé chào mi, đối phương là hai tên linh hoàng đó, đau đầu quá đi bởi vì hắn đã biểu hiện cho người bên ngoài biết bản thân chỉ đạt tới cảnh giới tiên thiên tứ phẩm mà thôi, nếu như bây giờ hắn nhảy sổ ra đánh nhau với hai tên linh hoàng kia, chắc chắn sẽ khiến cho người khác nghi ngờ mất thôi. Đến lúc đó, hắn không còn được đục nước béo cò, không được thoải mái mà lười biếng như bây giờ nữa đâu. Qua chừng 10 phút sau, hai luồng độn quang lóe lên, xuất hiện trên đoạn tiên đài, hai vị linh hoàng của trường sinh kiếm tông hiện thân sự xuất hiện của bọn hắn đại biểu cho cuộc chiến đoạn tiên đài chính thức bắt đầu. Cuộc chiến đoạn tiên đài giữa sở gia và hư kiếm phái được chia làm 3 trận. Trận đầu tiên dành cho đời trẻ tuổi, gồm những người 60 tuổi trở xuống, cả hai cử ra 3 người, áp dụng phương thức đánh lôi đài một đấu một để quyết định thắng bại. Trận thứ hai dành cho lực lượng trung kiên của môn phái, gồm những người 150 tuổi trở xuống, hai bên cũng cử ra ba người, dùng hình thức chiến đấu một trọi một phân rõ thắng lợi. Nếu hai trận trước mà các bên mỗi người thắng một trận, thì mỗi bên chọn ra ba người mạnh nhất trong môn phái để tiến hành chiến đấu, đánh 3 trận, thắng được hai trận thì xem như thắng cuộc. Ba đệ tử hư kiếm phái tham gia trận đầu tiên đều có cảnh giới dược long môn nhất phẩm. Cánh cửa dược long môn này đã cầm chân rất nhiều tu sĩ nhất phẩm cứ mỗi một lần trùng kích vào cảnh giới long môn thất bại, tu vi của người này sẽ rơi xuống một tiểu cảnh giới, cần phải tu luyện lại lần nữa, tiếp tục ngưng tụ khí huyết để trùng kích cánh cửa long môn rất nhiều tu sĩ mới 20, 30 tuổi đã thăng đến cảnh giới dược long môn, nhưng ba, bốn chục năm sau đó vẫn không thể mở cánh cửa long môn này ra được. Hư kiếm phái không được may mắn lắm, trong vòng 60 năm trở lại đây những đệ tử của bọn họ đều không có bất kỳ ai vượt qua long môn trở thành nhị phẩm cả. chương 366, hình như là tên lửa đạn đạo đấy. Kha 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 kha, sở lão đầu, ta đã nói với người từ sớm rồi, trận chiến đoạn tiên đài nãy không phải là trò đùa đâu hy vọng sở ra các người có thể phái mấy đứa gan to một chút lên đài đừng có để luống cuống tay chân rồi làm trò cười cho thiên hạ đấy nhé nhưng mà đến bây giờ sở ra các ngươi đúng là vẫn có kẻ bị sợ kia kia trưởng môn hư tranh của hư kiếm phái đút hai tay vào trong ống tay áo bào hít mắt lại nói với tộc lão của sở ra sắc mặt của tộc lão sở ra trầm xuống làm thế nào bây giờ đây hả trưởng lão có cần tìm người thay thế cho sở sở không ạ à? Một người đàn ông dáng cao gầy của Sở gia đến gần Tộc lão, nhỏ giọng dò hỏi. Thay thế Sở Sở ư? Tộc lão lại thở dài lần nữa. Sở gia bây giờ còn ai có thể thay thế cho Sở Sở được chứ? Nếu không có Sở Sở thì trận đấu đoạn tiên đài thứ nhất của những tu sĩ trẻ dưới 60 tuổi kia, Sở gia không có chút phần thắng nào cả. Mà nếu thua trong trận thứ nhất, thì dù trận thứ hai có thắng thì trận thứ ba cũng không có phần thắng nữa. Đối với Sở gia, Vị thái thượng trưởng lão đã đạt cấp bậc Tiên Thiên Tứ phẩm của Hư Kiếm phái kia là một đối thủ không thể đánh bại được. Khoảng cách giữa tu sĩ có thể ngự kiếm phi hành và tu sĩ không thể ngự kiếm phi hành cũng như khoảng cách giữa chân trời và góc biển vậy. Hai vị Kim Đan linh hoàng của Trường Sinh kiếm tông hơi nhíu mày lại, xem tình hình này chẳng lẽ là đệ tử tham gia trận, đoạn tiên đài thứ nhất của sở gia vẫn chưa đến sao? Nguyên nhân dẫn đến trận đoạn tiên đài lần này, hai người bọn họ cũng có biết được phần nào ai đúng ai sai, trong lòng mỗi người đều tự có một cán cân cả rồi. Tuy nhiên, bọn họ là người hộ đài của đoạn tiên đài, trong lúc chủ trì đoạn tiên đài, nhất định phải công chính, làm việc theo đúng quy tắc cũng tức là, đợi đến khi trận chiến đoạn tiên đài bắt đầu, nếu như vị đệ tử tham gia thi đấu của thế gia họ sở kia vẫn không đến, vậy thì sở ra chỉ còn cách tìm người khác lên đài thay cho vị đệ tử không đến kịp đó. Ha ha ha, nhưng mà sở lão đầu này, nếu như vị nữ đệ tử thiên tài kia của nhà các ngươi không đến kịp, thì ta có thể cho ngươi một cơ hội." Trưởng môn của Hư Kiếm phái cười nói, "Chúng ta có thể bắt đầu trận thứ hai trước, nếu như trong khoảng thời gian này, vị nữ đệ tử thiên tài của nhà các ngươi có thể thuận lợi đến kịp thì chúng ta lại tiến hành trận thi đấu thứ nhất của đoạn tiên đài cũng được. Dù sao thì trận thứ nhất với trận thứ hai, trận nào bắt đầu trước cũng chẳng sao cả, có đúng không?" Tộc lão Sở ra liếc trưởng môn Hư Kiếm phái một cái, "Lão già này tốt bụng tới vậy sao?" tự nhiên lại còn chủ động đề xuất bắt đầu trận thứ hai trước nữa chứ. Trong lòng lão già này đang tính toán gì đây? Trên đoạn tiên đài, hai vị hộ đài nhìn nhau một cái, im lặng gật đầu. Sau đó, vị kim đan linh hoàng của trường sinh kiếm tông đứng bên trái nói, nếu như sở ra cũng đồng ý, vậy thì trước tiên cứ bắt đầu trận đấu đoạn tiên đài thứ hai cũng không sao cả. Trận thứ nhất và thứ hai, trận nào trước, trận nào sau cũng đều được cả, hoàn toàn không thành vấn đề chỉ cần hai bên tham gia trận đấu đoạn tiên đài đều đồng ý, vậy thì đổi thứ tự một chút cũng không ảnh hưởng đến kết quả. Tộc lão sở ra nhíu mày lại, trong tình hình thế này, bắt đầu trận đoạn tiên đài thứ hai trước tất nhiên sẽ có lợi cho sở ra nhưng loại cảm giác bị người ta cầm mũi dắt đi thế này thật sự không thoải mái chút nào cả. Đặc biệt là dưới tình huống không biết lão già của hư kiếm phái kia rốt cuộc muốn dở cho quỷ gì. Nhưng đã đến nước này rồi, tộc lão sở ra đã không còn sự lựa chọn nào khác nữa, ông chỉ có thể đồng ý mà thôi. ít nhất phải giành được chiến thắng ở trận đoạn tiên đài thứ hai đã rồi nói sau. được, tộc lão sở ra trầm giọng đáp. ha ha ha, trường môn hư kiếm phái phát ra một tràng cười dài. trên đoạn tiên đài, một vị kim đan linh hoàng của trường sinh kiếm tông rút bội kiếm của mình ra rồi cắm xuống mặt đất, đồng thời rót nội lực vào trong kiếm. bốn phía xung quanh đoạn tiên đài dâng lên một kết giới trận pháp phòng ngự có thể để cho những tuyển thủ tham gia thi đấu đánh đấm thoải mái ở bên trong. Vị kim đan linh hoàng còn lại cất giọng tuyên bố trận đoạn tiên đài thứ hai bắt đầu. Các vị đệ tử tham gia thi đấu của hai bên lần lượt lên đài. Vừa nói xong, vị linh hoàng của trường sinh kiếm tông này liếc mắt nhìn qua phe hư kiếm phái, tùy thời quan sát hai vị tu sĩ cấp linh hoàng không biết tên nọ. Tin tình báo chỉ nói, có một vị thiên kim của linh điệp đảo đến chỗ thế gia họ sở chứ không đề cập gì đến việc hư kiếm phái có hai vị khách là tu sĩ ngũ phẩm. Lần đại chiến đoạn tiên đài này không đơn giản như trong tưởng tượng của bọn họ. Thật là hại não quá mà, hy vọng không xảy ra hỗn loạn gì. Bên phe sở ra, sở hùng, người lên đấu trận thứ ba đi, hãy giành lấy thắng lợi vì chúng ta. Tộc lão sở ra trầm giọng nói với một người ở phía sau lưng người đó vẫn luôn yên lặng ngồi ở trong trận doanh của sở gia, hắn có quả đầu chọc lóc bóng lưỡng, mặc quần áo của hòa thượng. Lúc này, hòa thượng đó đang niệm kinh văn, nhằm khu trừ ảnh hưởng do uy áp mà hai tên kim đan linh hoàng của hư kiếm phái gây ra, tranh thủ khiến bản thân khôi phục lại trạng thái tốt nhất trước lúc lên đài. Sau khi nghe thấy tộc lão sở gia nói thế, sở hùng ngẩng đầu lên rồi gật đầu đáp một tiếng, vâng. Tộc lão sở ra gật đầu, sau đó nói với hai đệ tử tham gia thi đấu khác của sở gia, sở thiết, sở vĩnh, các ngươi lần lượt lên đài, đánh chết bọn rác rưởi hư kiếm phái kia đi. Vâng, hai vị đệ tử đứng dậy, cả hai người họ đều đang ở cảnh giới đan điền thứ năm nhị phẩm long trưởng đan điền. Trong sở gia thì ngoại trừ tộc lão gia, tuy rằng vẫn còn một vị trưởng lão đạt cảnh giới chiến vương tam phẩm, nhưng vị trưởng lão ấy đã hơn 150 tuổi rồi, không cách nào tham gia trận đoạn tiên đài thứ hai này được. Cũng may, hư kiếm phái phía đối diện kia cũng như thế. Ngoài trưởng môn hư tranh ra thì trong hư kiếm phái chỉ còn có một phó trưởng môn và một hộ pháp có tu vi tam phẩm. Chỉ có điều, cả ba người này đều đã hơn 150 tuổi rồi, không thể tham gia trận đấu thứ hai. Điều này rất có lợi đối với sở gia. Dưới tình hình này, sở hùng người vừa được thăng lên cấp chiến vương tam phẩm của sở gia, sẽ là người có tác dụng quyết định thắng thua của trận này. Sở Hùng cũng giống như Sở Sở, là một đệ tử thiên tài của Sở Gia. Nhưng hắn và Sở Sở có thiên phú ở những phương diện khác nhau, hắn hoàn toàn không có tí thiên phú nào về mặt kiếm đạo cả. Tuy nhiên, từ khi hắn còn nhỏ đã có một vị cao thủ Phật môn nhìn chúng tư chất của hắn, đưa hắn về nộ mục kim cương môn tu luyện. Sở Hùng năm nay đã hơn 80 tuổi, hắn đã bước vào cảnh giới tam phẩm. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, với thiên phú của hắn, rất có hy vọng đạt đến kim đan tuy sở hùng là đệ tử của nộ mục kim cương môn, nhưng đồng thời hắn cũng là tộc nhân của thế gia họ sở. Theo quy tắc của đoạn tiên đài, hắn thuộc phe của sở gia, tất nhiên có thể tham chiến rồi. Hắn và sở sở chính là con át chủ bài trong trận đấu đoạn tiên đài do tộc lão sở gia và hư kiếm phái khởi xướng lần này. Bên phe hư kiếm phái, sở gia quả nhiên cũng có chút thủ đoạn đấy. Trưởng môn hư kiếm phái hư tranh mỉm cười, nhưng mà chúng ta cũng có thủ đoạn của mình kiếm hiểu, trước tiên ngươi đi lên giải quyết hai tên nhóc sở ra đó, sau đó thử thăm dò thực lực của cái vị át chủ bài kia. Phía sau hắn, một gã đàn ông trẻ tuổi đứng lên, tay hắn cầm một thanh kiếm bản to, cánh tay phải to lớn mạnh mẽ, rõ ràng to hơn cánh tay trái rất nhiều. Vâng, sư phụ, kiếm hiểu trả lời. Đúng rồi, đừng vội lấy tính mạng của mấy kẻ sở ra kia nhé. Hư tranh cười ha ha, chỉ cần cắt bỏ tứ chi, chặt đứt con đường tu hành của bọn chúng là được rồi vâng sư phụ kiếm hiểu bình tĩnh đáp sau đó hắn vác thanh kiếm bản to nặng trịch của mình bước lên đoạn tiên đài đồng thời hắn bắt đầu vận chuyển chân khí trong đan điền chân khí chạy dọc lên trên trong cơ thể của hắn hóa thành hình một con chân long mở ảo ở phía sau lưng hắn chỉ có điều con chân lòng này bị thiếu mất hai sừng cảnh giới đan điền thứ bảy của nhị phẩm chỉ thiếu mỗi ngưng tụ long giác mở ra đan điền thứ tám là hắn có thể thăng lên làm tu sĩ tam phẩm rồi thực lực của hư kiếm phái đã đè trên sở ra một cái phần. Trên đoạn tiên đài, hai vị linh hoàng của trường sinh kiếm tông bước lên trên không, đứng lơ lửng giữa không chung. Một vị quan sát trận chiến bên trong đoạn tiên đài, làm nhiệm vụ trọng tài, đồng thời phụ trách cứu viện, chỉ cần trong lúc chiến đấu mà có một bên đầu hàng, vậy hắn sẽ lập tức cứu người đã đầu hàng kia ra. Một vị khác giám sát hư kiếm phái từ xa, nếu như hai vị tu sĩ ngũ phẩm của hư kiếm phái có hành động thiếu suy nghĩ gì, thì hắn cũng tiện ứng đối kịp thời. Trận pháp phòng ngự trên đoạn tiên đài mở lối vào. Sở Thiết của Sở gia và Kiếm Hiểu của Hư Kiếm phái đồng thời bước lên đoạn tiên đài. Lúc nhìn thấy Kiếm Hiểu lên đài, lông mày của Sở Thiết hơi nhíu lại, Kiếm Hiểu chắc hẳn là tu sĩ mạnh nhất trong lớp trẻ của Hư Kiếm phái, đáng lẽ phải xuất chiến ở hiệp thứ 3 quyết định thắng thua của trận thứ hai mới đúng chứ. Vì sao mới hiệp thứ nhất mà Kiếm Hiểu đã lên đài thế này? Chẳng lẽ Hư Kiếm phái cho rằng chỉ dựa vào một mình kiếm hiểu là có thể đánh bại cả ba tuyển thủ tham gia thi đấu trong trận thứ hai của Sở gia rồi chắc? Đúng là ngạo mạn. Sở Thiết cắn chặt răng, trạng thái của hắn lúc trước đã bị khí thế của hai Kim Đan linh hoàng làm ảnh hưởng, không thể khôi phục được trạng thái tốt nhất. Hơn nữa hắn hiểu rõ, cho dù trạng thái cơ thể hắn ở lúc tốt nhất cũng không phải là đối thủ của kiếm hiểu. Trong thời gian này, giữa Sở gia và Hư Kiếm phái không ngừng xảy ra những tranh chấp nhỏ sở thiết từng tiếp xúc với kiếm hiểu, hắn biết tên kia rất lợi hại. Có điều, cho dù mình không phải là đối thủ của kiếm hiểu, thì nhất định cũng phải cố gắng làm tiêu hao hết thể lực của hắn trong hiệp thứ nhất. Trận đấu bắt đầu. Sở thiết bổ nhào về phía kiếm hiểu một cách hung mãnh, hắn điên cuồng thi triển kiếm thuật lĩnh ngộ ra được từ kiếm quyết. Căn cứ vào ngộ tính khác nhau của từng người trong sở gia, mà kiếm pháp họ lĩnh ngộ ra được từ kiếm quyết cũng khác nhau. Có người ngộ tính không tốt, thậm chí còn không lĩnh ngộ được một chiêu kiếm pháp nào cả. Có điều, chỉ cần lĩnh ngộ được thì đó đều là kiếm thuật thích hợp với bản thân nhất. Thứ mà sở thiết lĩnh ngộ được một bộ khoái kiếm, tốc độ nhanh như sấm chớp, công kích liên miên dồn dập như cuồng phong vũ bão. Hắn biết cách biệt giữa mình và kiếm hiểu, vì thế vừa ra tay đã dùng tới tuyệt chiêu ngay. Đối mặt với khoái kiếm của sở thiết, kiếm hiểu vô cùng bình tĩnh, hắn nhanh chóng nắm lấy chuôi của thanh kiếm bản to, khẽ gập người, cờ bắp toàn thân căng chặt, ánh mắt của hắn chăm chú dõi theo khoái kiếm của sở thiết một cách xích sao tìm kiếm một chỗ sơ hở dưới công kích mạnh mẽ như bão tố kia bên phe sở ra sở xuân huỳnh vỗ nhẹ lên bụng mình lo lắng mở to hai mắt theo dõi trận đấu trên đoạn tiên đài vũ nhu tử sở thiết ca ca có phần thắng nào không vũ nhu tử khẽ lắc đầu sở xuân huỳnh thầm thở dài một tiếng vũ nhu tử lấy điện thoại của mình ra gửi thêm cho bạch tôn giả một tin nhắn nữa bạch tiền bối bây giờ mọi người đang ở đâu thế hả? mau hồi âm đi chứ vẫn chưa tới nữa sao? gấp lắm rồi đấy. tít tít tít. lần này chỉ trong chốc lát bạch tôn giả đã trả lời lại rồi. bạch tôn giả gửi đến một tin nhắn thoại. xin lỗi, chúng ta xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn. bây giờ hiện đang. Dầm rầm 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 rầm. bịch 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 bịch. a à, a à, a. À. bạch tiền bối cẩn thận, phía trước có thứ gì đó đang bay tới kìa. hình như đó là tên lửa đạn đạo đấy cô có thể nghe thấy loáng thoáng tiếng của tống Tiền Bối. Rầm 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 rầm. Tin nhắn thoại kết thúc. Chương 367, Tống thư hàng 10 phút sau đến chiến trường. Một lát sau, Bạch Tôn Giả lại gửi một tin nhắn thoại nữa đến. Khụ khụ, vừa rồi hơi thất thần một chút, kết quả là bay đến một nơi kỳ lạ. Nhưng mà không sao, tầm nửa tiếng, à không, tầm 10 phút nữa là bọn ta có thể bay đến sở ra ngay. Giọng nói bình tĩnh của Bạch Tôn Giả vang lên nếu không để ý đến những âm thanh, oành oành oành, giống như nhạc nền phối âm cho những đoạn phim chiến tranh đang vang lên bên cạnh hắn không ngừng, thì câu nói này tuyệt đối sẽ khiến Vũ Nhu Tử an tâm hơn nhiều lắm. Hơn nữa, dường như Vũ Nhu Tử lại nghe thấy giọng nói rồn rập của tống tiền bối vang lên trong tin nhắn thoại lần này. Nhưng vừa rồi cô chỉ lo chú ý đến giọng của bạch tôn giả và nhạc nền chiến tranh thôi, nên không nghe rõ tống tiền bối đang nói cái gì thế là vũ nhu tử mang theo sự tò mò bèn bấm mở tin nhắn thoại của bạch tôn giả lên một lần nữa lắng nghe cho kỹ hơn quả nhiên lần này đã nghe rõ tiếng của tống tiền bối giọng nói vừa gấp vừa nhanh bạch tiền bối cái thứ kia là tên lửa đấy nó sẽ nổ đó chắc chắn ngài đã từng thấy trên internet rồi đúng không uy lực của nó kinh khủng lắm đây không phải là đồ lưu niệm ngài đừng có cầm về nhà mà vũ nhu tử tên lửa đồ lưu niệm mang về nhà. Bạch Tôn giả túm được một quả tên lửa, sau đó muốn mang tên lửa về nhà. Chỉ nghĩ thôi cũng đã cảm thấy kích thích muốn chết rồi. Tên lửa, cô chưa từng nghịch nó ở khoảng cách gần bao giờ cả. Rõ ràng xung quanh đảo linh diệp cũng cất giấu không ít nhưng cha cô lại không chịu cho cô đến gần vật đó. Muốn nghịch, muốn nghịch tên lửa ở khoảng cách gần quá đi à. Thế là Vũ Nhu tử nhanh chóng gửi một tin nhắn đến cho Bạch Tiền Bối. Bạch Tiền Bối Tọa độ bây giờ của bọn ta đã thay đổi. Bây giờ cuộc chiến trên đoạn tiên đài đã bắt đầu rồi, bọn ta đang ở đoạn tiên đài. Bạch tiền bối, ngài mau tới đi, ta sẽ gửi tọa độ mới cho ngài. Chỉ cần nghĩ đến chuyện Bạch Tôn giả mang một cái tên lửa đến ném dạo ảnh ra sân, ánh mắt của Vũ Nhu Tử đã sáng rực lên. Nhất định, sẽ vui lắm luôn. Đã biết rồi, điều chỉnh tọa độ, khoảng 10 phút nữa tống thư hàng và ta sẽ đi đến chỗ đó ngay giọng nói bình thản của bạch tôn giả lại phát ra từ trong điện thoại lần nữa. Cuối cùng Vũ Nhu Tử cũng hài lòng tắt màn hình điện thoại đi. Là bạn à, Sở Xuân Huỳnh mỉm cười hỏi, nhưng mà nói mới nhớ, có phải khi nãy cô nghe nhầm rồi không nhỉ, hình như vừa rồi cô nghe thấy chữ, tên lửa từ trong điện thoại của Vũ Nhu Tử thì phải. Ừ, là một vị tống tiền bối cực kỳ cực kỳ tốt luôn, còn có một vị bạch tiền bối siêu cấp lợi hại nữa. 10 phút nữa bọn họ sẽ đến chiến trường, à nói lộn, sẽ đến chỗ chúng ta. Vũ Nhu Tử vui vẻ nói. Sau đó chờ khi Tống Thư Hàng tiền bối đến, cô có thể lấy lại ghim cải áo biến hình của mình, biến thành hình dáng của người nhà họ sở, đi tham gia cuộc chiến trên đoạn tiên đài. Nghĩ thôi đã thấy thú vị rồi. Trong lúc Vũ Nhu Tử nói chuyện với Sở Xuân Huỳnh, trận chiến trên đoạn tiên đài đã tiến vào hồi kết. Trong sự tấn công điên cuồng của Sở Thiết, kiếm hiểu vung thanh đao bản to nặng nề của mình lên đỡ trái đỡ phái, chặn hết toàn bộ đòn tấn công từ khoái kiếm của sở thiết. Đây chính là tốc độ đánh kiếm nhanh nhất của ngươi sao. Chẳng nhanh chút nào hết, khoái kiếm sở thiết, cũng chỉ có thế mà thôi. Kiếm hiểu lạnh lùng nói, mặc dù thế công kích của đợt khoái kiếm này đúng là có khiến hắn tốn chút khí lực thật, nhưng chút tiêu hao này chỉ cần nghỉ ngơi một lát là có thể phục hồi hoàn toàn. Còn sở thiết điên cuồng tấn công như vậy, cũng đồng nghĩa với việc hắn đang không ngừng tiêu hao chân khí, thể lực của mình. Hừ, vẫn còn sớm lắm, sở thiết hừ lạnh một tiếng. Giây tiếp theo, thân kiếm trong tay hắn khẽ rung lên một cái, tốc độ kiếm pháp càng nhanh và quỷ dị hơn. Trong nháy mắt, hắn đã ép kiếm hiểu liên tục lui về phía sau. Mà trong lúc vùng ra hết kiếm này đến kiếm khác, khí thế của sở thiết cũng được tích lũy đến cực hạn. Thần Long kiếm pháp, sở thiết gào to một tiếng, nương theo tiếng thét dài này bạo phát toàn bộ khí thế của mình ra. Vào giờ khắc này, ảnh hưởng mà uy áp của hai vị linh hoàng của hư kiếm phái đem tới trước trận đấu đã bị khí thế của sở thiết xua tan hoàn toàn. Mặc dù sở thiết hết là thần long kiếm pháp, nhưng kiếm thế của hắn lại không mang công kích chân long. Một trời kiếm ảnh hóa thành cơn mưa kiếm, cuối cùng hóa thành một cái lồng khổng lồ, bao vây cả người kiếm hiểu ở bên trong. Tên kiếm pháp mà tu sĩ hét lên trong các trận chiến lớn, đa phần đều chỉ là hữu danh vô thực. Đây chẳng qua chỉ là chiêu trò để họ gia tăng khí thế, trạng thái của mình, đồng thời hù dọa đối thủ mà thôi. Rất nhiều tên chiêu thức nghe qua có vẻ hầm hố nhưng thực ra đều chỉ là do họ nhất thời nghĩ ra hét bừa lên mà thôi. Nói không chừng ngoài miệng các tu sĩ hét là, nộ hải đào thiên kiếm pháp, nhưng một giây sau lại thi triển ra thanh long yển nguyệt đao chém về phía đầu của đối thủ luôn ấy chứ. Trong lúc nhất thời, bốn phía xung quanh kiếm hiểu đều là kiếm ảnh không thể tránh né chỉ có thể chống cự nhưng lúc này sắc mặt của kiếm hiểu đang bị vây trong lồng kiếm vẫn vô cùng bình tĩnh kết thúc rồi đinh 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 vô số kiếm khí chạm vào người kiếm hiểu nhưng lúc này cánh tay phải to lớn của kiếm hiểu lại lóe sáng sau đó là cả người phát ra một tầng ánh sáng màu vàng nhạt bảo vệ quanh người hắn mặc dù những kiếm khí kia của sở thiết vừa nhanh lại vừa sắc bén nhưng sau khi khó khăn lắm mới đâm rách tầng kim mang hộ thân của kiếm hiểu thì những kiếm khí đó chỉ có thể để lại những vết thương ngoài ra rất nhạt trên người kiếm hiểu mà thôi. Với tố chất thân thể của tu sĩ nhị phẩm thì chỉ sau vài giây thôi là đã có thể khôi phục lại mấy vết thương ngoài da này rồi. Pháp môn hộ thể kim thân của Phật môn, sở thiết giật mình bật thốt. Ha ha, kiếm hiểu cười khẽ một tiếng, thanh kiếm bản to trong tay bổ tới thật mạnh. Lúc này sở thiết lại đang trong giai đoạn lực cũ dùng hết, lực mới chưa sinh, không kịp tránh né, bị kiếm của kiếm hiểu chém trúng bả vai. cánh tay phải cầm kiếm cũng theo đó mà đứt đoạn. trên thực tế, cho dù trạng thái của sở thiết có nguyên vẹn như lúc bình thường thì cũng không thể tránh khỏi đường kiếm này của kiếm hiểu. đường kiếm này nhìn như vụng về nhưng thật ra tốc độ lại nhanh đến vô cùng. a, à, sở thiết kêu thảm một tiếng, liên tục lùi lại, máu trên cánh tay phải tuôn ra như suốt. dưới đài, sở xuân huỳnh trợn to hai mắt pháp môn kim thân của Phật môn. Không, không phải kim thân Phật môn, đây là loại thể chất đặc thù mà khi đạt đến tu sĩ nhị phẩm có thể ngưng tụ được. Không biết tên kiếm hiểu này có được kỳ ngộ từ đâu mà có thể luyện hóa cánh tay phải thành loại thể chất đặc thù này, Vũ Nhu tử nhíu mày nói. Thể chất đặc thù của tu sĩ? Sở Xuân huynh nghi hoặc hỏi lại, tại sao cô chưa nghe thấy điều này bao giờ? Nếu Sở tỷ tỷ muốn biết thì chờ sau khi trận chiến đoạn tiên đài kết thúc ta sẽ nói rõ hơn cho tỷ nếu nói từ đầu thì nội dung sẽ dài lắm. Nói đơn giản thì sau khi đạt đến nhị phẩm, tu sĩ có thể thông qua một vài thủ đoạn để cường hóa thân thể của mình thành các tiên thân với những thuộc tính khác nhau. Nghe nói nếu dựa theo thuộc tính thì có mười mấy loại tiên thân lận. Căn cứ vào độ phù hợp, mà tu có ma thể, Phật tu có Phật trùng, nho tu có nho căn, yêu tu có yêu khu, hiệu quả của từng loại cũng khác nhau. Có điều rất khó để ngưng tụ và luyện hóa được tiên thân, phải tiêu hao rất nhiều, tỷ lệ thất bại cũng rất lớn, khoảng trên 90%. Vũ Nhu Tử giới thiệu sơ qua với Sở Xuân Huỳnh. Không biết cái tên kiếm hiểu đang ở trên đài kia đã dùng cách gì mà có thể luyện hóa cánh tay phải của mình thành, thể chất đặc thù, này nữa, cũng không biết cánh tay phải này của hắn là tiên thân hay là Phật chủng đây. Có điều nhìn qua cũng biết cách này của hắn không phải là thủ đoạn đàng hoàng. Nhất định sẽ để lại di chứng không nhỏ. Trên đoạn tiên đài, sau khi chém đứt cánh tay phải của sở thiết, kiếm hiểu cũng không hề thừa thắng sông lên. Mà hắn chỉ đứng lặng trên đoạn tiên đài, im lặng nhìn chầm chầm vào sở thiết. chương 368, màn ăn mừng khai mạc hoành tráng đến muộn. Sở thiết thua gọn gàng lưu loát, mặc dù mất một cánh tay nhưng ít ra cũng không có nguy hiểm gì đến tính mạng, cánh tay bị đứt mất kia chưa biết chừng vẫn có cơ hội nối lại được. Mặt mày hắn phờ phạc sám quét, nhặt cánh tay và bội kiếm của mình lên rồi bước lảo đảo xuống khỏi đoạn tiên đài. Ngay lập tức có tu sĩ phụ trách việc chữa thương của sở gia tiến lên đỡ lấy sở thiết, xử lý vết thương sơ qua cho hắn, đồng thời cũng lập tức tiến hành phong bế cánh tay phải của hắn lại. Tộc lão của sở gia trầm giọng nói. Lập tức đưa sở thiết về địa bàn của gia tộc, nối cánh tay lại. Gần đó sớm đã có nhân viên chuyên môn chuẩn bị ổn thỏa, lập tức đỡ sở thiết lên xe, vội vàng đưa về địa bàn của gia tộc họ sở, tiến hành phẫu thuật nối lại cánh tay đã bị đứt. Sau khi sở thiết bị đưa đi, sở vĩnh hít một hơi thật sâu, cầm trường kiếm của mình lên, chuẩn bị lên đài. Thực lực của hắn và sở thiết tương đương nhau, đối mặt với kiếm hiểu của hư kiếm phái, hắn cũng không nắm chắc được mấy phần thắng. Vậy thì bắt trước sở thiết, vừa lên đài thì cố gắng tiêu hao thể lực và chân khí của đối phương cũng được. Sở vĩnh sư huynh, xin huynh đợi một chút, trận này để đệ lên trước đi. Lúc này, sở hùng vẫn luôn nhắm mắt niệm kinh ở bên cạnh đứng lên nói vóc người của hắn rất cao lớn sau khi đứng dậy còn cao hơn mấy người trong trận doanh của sở ra tận nửa cái đầu nhưng sở vĩnh nhìn sang tộc lão Sao cho ta đi tộc lão sở hùng quay đầu lại nói với tộc lão trạng thái bây giờ của ta là thích hợp để lên đài nhất hắn mở mắt ra trong đôi mắt ấy tràn đầy lửa giận hừng hực vô tận giống như là kim cương tức giận Trạng thái này hoàn toàn phù hợp với cái tên của tông môn hắn, nộ mục kim cương môn. Đối với những tu sĩ khác mà nói, có lẽ trạng thái tức giận sẽ ảnh hưởng đến việc phát huy thực lực của họ. Nhưng đối với đệ tử của, nộ mục kim cương môn tức giận không khác gì được bắt trạng thái thêm. Được, nhớ chú ý giữ gìn thể lực cho tốt, tộc lão nói. Ngài yên tâm đi, tộc lão. Sở hùng từ từ đi lên phía trước, một cái kim cương sử rơi vào trong tay hắn. Theo từng bước chân của hắn bước ra chân khí trong cơ thể hắn cũng cuộn trào dâng lên tựa như sông lớn bể rộng, vô cùng hùng hậu. Vừa đi hắn vừa cởi tăng bào trên người mình, để lộ ra những múi cơ thịt cuồn cuộn săn chắc như được tạo nên từ kim loại. Tăng bào vừa cởi ra bị hắn cuộn lên buộc lại ở bên hông, khiến hắn trông càng giống với nộ mục kim cương trong mấy bức tranh vẽ. Ý, đây là đệ tử của nộ mục kim cương môn à. Vũ Nhu Tử vừa nhìn thấy trạng thái của sở hùng thì lập tức nhận ra lai lịch môn phái của hắn. Nếu là đệ tử của nộ mục kim cương môn thì trận đấu này chẳng còn chút kịch tính, hồi hộp nào rồi. Mặc dù trong Phật môn, nộ mục kim cương môn chỉ là môn phái trung lưu, nhưng nếu bỏ qua những thứ khác, chỉ luận về sức chiến đấu thì sức chiến đấu của đệ tử trong môn phái bọn họ thật sự rất mạnh, thậm chí còn có thể so với Phật tông hàng đầu nữa. Càng tức giận thì càng mạnh mẽ, càng tức giận thì càng hung mãnh. Sau khi Sở Hùng lên đài, trên mặt của kiếm hiểu đứng ở phía đối diện bắt đầu lộ ra vẻ nghiêm túc. Trận chiến thứ hai của vòng thứ hai bắt đầu, linh hoàng kim đan của trường sinh kiếm tông tuyên bố. Trọng tài vừa dứt lời. Cánh tay phải của tên kiếm hiểu của hư kiếm phái kia bỗng căng lên, toàn bộ cánh tay phải phồng lên gần bằng nửa người hắn. Sau đó hắn giơ thanh kiếm bản to của mình lên, chém thật mạnh về phía sở hùng, tạo thành một đạo kiếm quang. Kiếm khí vô cùng sắc bén, dường như có thể so với kiếm khí công kích của tu sĩ tam phẩm đối mặt với kiếm khí khổng lồ thế này sở hùng cũng không thèm tránh né hai tay hắn nắm lấy kim cương sử rồi bấm pháp ấn phá cùng với tiếng hét phá đó của hắn một nắm đấm màu vàng cực lớn bộc phát ra từ trên kim cương sử trong tay hắn nắm đấm màu vàng đó đánh lên kiếm khí khiến kiếm khí của kiếm hiểu nổ tung ngay lập tức dư thế của nắm đấm đó không hề suy giảm đập thật mạnh vào người kiếm hiểu khiến hắn bay thẳng ra ngoài, đụng vào trận pháp phòng ngự mà linh hoàng của trường sinh kiếm tông đã bố trí. Thân thể của kiếm hiểu rơi xuống từ trên trận pháp phòng ngự, phun ra từng ngụm từng ngụm máu tươi, giữa ngực in hàng một vết lõm sâu hình nắm đấm. Một kích này của sở hùng đã trực tiếp đánh nát nửa số xương sườn của hắn, lục phủ ngũ tạng cũng bị thương rất nặng, không biết phải đến ngày tháng năm nào mới có thể hồi phục được. Khoảng cách giữa nhị phẩm và tam phẩm lớn tới như thế sao? kiếm hiểu nhìn về phía sở hùng đứng cách đó không xa với vẻ mặt khó hiểu đối phương đứng từ nơi cao nhìn xuống chỗ hắn khoảng cách giữa hai người không khác gì khoảng cách giữa trời và đất kiếm hiểu của hư kiếm phái nhận thua trưởng môn của hư kiếm phái hư tranh vội vàng bỏ quyền thay kiếm hiểu khoảng cách giữa nhị phẩm và tam phẩm lớn như thế sao sở xuân huỳnh cũng hỏi câu hỏi này tu vi của kiếm hiểu bên phía hư kiếm phái đã là nhị phẩm đệ thất đan điền lại cộng thêm cánh tay có thể chất đặc biệt mà Vũ Nhu Tử nói, thế mà cũng không cản nổi một kích nhìn như tùy ý vung ra của sở hùng sao. Khoảng cách giữa nhị phẩm và tam phẩm mặc dù rất lớn nhưng cũng không phải là không thể vượt qua được. Khoảng cách thực sự giữa kiếm hiểu và sở hùng chính là công pháp. Vũ Nhu Tử bình tĩnh giải thích với sở Xuân Huỳnh. Công pháp mà kiếm hiểu tu luyện chẳng qua chỉ là công pháp truyền thừa của hư kiếm phái. Trong giới tu chân, công pháp này chỉ hơn công pháp phổ thông một chút mà thôi. Còn công pháp mà Sở Hùng tu luyện là công pháp của Nộ Mục Kim Cương môn, chỉ riêng về sức chiến đấu thôi đã có thể xếp vào vị trí cao ở Phật tông rồi. Hơn nữa công kích mà Sở Hùng vừa sử dụng là pháp thuật công kích độc môn, Phật thủ ấn của Nộ Mục Kim Cương môn. Như thế có thể thấy, khoảng cách giữa hai bên giống như khoảng cách giữa một cậu bé 10 tuổi cầm thanh kiếm gỗ với một người đàn ông trưởng thành nắm tuyệt thế bảo kiếm trong tay. Một trận chiến sớm đã biết trước kết quả. Vũ nhu tử nhìn về phía hư kiếm phái đối mặt với sự tồn tại của Sở Hùng, người của hư kiếm phái sẽ dùng cách gì để chiến thắng đây? Trong hư kiếm phái, khuôn mặt của trưởng môn hư tranh vẫn hết sức bình tĩnh, không hề có chút kinh hoàng nào. Đồng thời, hai vị linh hoàng kim đan đứng ở phía sau lưng hắn thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn về phía trận doanh của Sở gia. Lần này bọn họ không hề sử dụng các loại thủ đoạn như uy áp nữa, nhưng chỉ với ánh mắt liếc sang của linh hoàng như thế thôi, các đệ tử của Sở gia cũng đã có áp lực cực lớn rồi. Hư kiếm phái làm thế này là khinh thường Sở gia không có cao nhân, nên tận lực khuếch trương ưu thế khi có hậu viện là hai vị linh hoàng của phe mình hết mức có thể. Chậc chậc, vốn còn muốn cho Sở gia đánh thêm một trận nữa, để bọn chúng được lộ mặt nhiều hơn trên đoạn tiên đài, đáng tiếc bọn chúng lại không biết điều chút nào. Trưởng môn Hư Tranh khẽ mỉm cười, quay đầu nhìn về phía sau lưng mình nói. "Tiểu sư đệ, lên đài đi." kết thúc trận đấu của vòng này, khiến sở ra tuyệt vọng đi. Ha ha, sau lưng hư tranh truyền đến một tiếng cười ngây ngô. Sau đó một người đàn ông mặt mang nụ cười ngốc nghếch đứng dậy, lúc cười tâu tét quá tròn còn chảy cả nước miếng. Tiểu sư đệ của trưởng môn hư tranh của hư kiếm phái, 142 tuổi, thực lực chiến vương hậu thiên tam phẩm. Hơn 40 năm trước bị trọng thương, người ngoài đều cho rằng hắn đã chết, nhưng thực ra vị tiểu sư đệ này không hề có nguy hiểm đến tính mạng chẳng qua chỉ trở thành ngốc nghếch mà thôi. Hơn nữa hắn còn được phúc trong họa, thực lực lại vững vàng tăng lên một tầng. Phía bên kia, trên không trung của một vùng biển liền kề với hoa hạ, có một đảo ánh sáng mà chỉ tu sĩ mới có thể nhìn thấy xẹt qua, nháy mắt đã bay qua ngàn dặm. Bên trong kiếm quang, sắc mặt của đậu đậu, sở sở, tiểu hòa thượng đều trắng bệch thứ bọn họ sợ hãi không chỉ riêng gì tốc độ kinh người trong phút chốc bay được ngàn dặm của tiêu phi kiếm, mà còn bởi cái thứ được để bên dưới kiếm. Tống Thư Hàng đang kêu to đầy hoảng sợ. Bạch tiền bối, mau, mau vứt đi, nó sẽ nổ, sẽ nổ đấy. Phía dưới phi kiếm đang bay còn có một quả tên lửa màu trắng, dài khoảng 5 mét, đầu hình thoi, phù hợp với động lực học không khí. Nhưng điều đáng sợ chính là cái thứ này đang trong trạng thái kích hoạt đấy. Là loại có thể nổ tung bất kỳ lúc nào, bất cứ nơi đâu. Càng đáng sợ hơn là lúc này Bạch Tôn Giả đang tò mò nghiên cứu quả tên lửa này. Vẻ mặt dục dịch ngứa ngáy kia của hắn giống như đang muốn tháo cái thứ này ra. Tống thư Hàng không biết hệ thống khống chế của quả tên lửa này có tân tiến không, có thể theo dõi được tầm bắn của tên lửa sau khi bắn ra, biết được khoảng cách bay là bao nhiêu không nữa. Nếu như là loại rất tân tiến, thì chắc chắn bây giờ phía bắn tên lửa đang đần hết cả người ra rồi bởi vì quả tên lửa mà họ bắn bay mãi bay mãi trên không trung rồi đột nhiên biến đâu mất nếu như kỹ thuật của bọn họ tiên tiến có thể may mắn bắt được tín hiệu yếu ớt trên quả tên lửa của mình họ sẽ phát hiện quả tên lửa của mình đã vượt qua một phần năm quả địa cầu bay thẳng đến hoa hạ luôn rồi chưa biết chừng người bắn tên lửa còn bị dọa sợ hú hồn luôn ấy chứ các ngươi ẩm ý quá đi sẽ ảnh hưởng đến ta mất bạch tôn giả quay đầu lại nói với giọng điệu bất mãn sau đó bạch tôn giả lại nói tràn đầy tự tin yên tâm đi có ta ở đây nó không nổ được đâu. Tống Thư Hàng cảm thấy dáng vẻ tràn đầy tự tin này của Bạch Tôn giả nhìn rất quen mắt ngấm kỹ lại, thì không phải mỗi lần phá hỏng đồ điện trong nhà rồi muốn lắp lại, Bạch Tôn giả đều tự tin như thế này sao? Nhất định sẽ nổ đấy. Nếu nó mà nổ, sẽ chết người đấy. Bạch tiền bối, chúng ta đổi cái khác chơi đi nhé. Nếu thật sự không được thì chúng ta liên lạc với Hoàng Sơn chân quân ấy, xem hắn có thể lấy được một cái tên lửa chưa kích hoạt hay không rồi tìm một nơi yên tĩnh không có người mà từ từ nghiên cứu sau cũng được tống thư hàng nhăn nhó đau khổ khuyên ngăn bạch tôn giả đúng vậy đúng vậy ta còn nhớ bên cạnh động phủ ở nước ngoài của tên hoàng sơn đại ngốc có chôn thứ này nhiều lắm nếu bạch tiền bối muốn chơi lần sau ta sẽ dẫn ngài đến đó chơi cho đã luôn đậu đậu cũng ở bên cạnh khuyên nhủ bạch tôn giả cái đám nhóc này thật là chẳng lẽ không thể tin tưởng hắn một chút được sao hơn nữa nói thế nào hắn cũng là tôn giả thất phẩm mà hắn vẫn có thể khống chế được uy lực phát nổ của quả tên lửa còn con này đấy đừng có mà kêu nữa ta nhất định phải làm cho bằng được mới thôi tạm thời quả tên lửa này sẽ không phát nổ đâu bạch tôn giả vỗ vỗ vài cái lên quả tên lửa kia dán mấy tấm phù văn kỳ lạ lên rồi nói các ngươi cũng phải có chút lòng tin vào kỹ thuật của ta chứ tống thư hàng đậu đậu cười khan được rồi nhìn trước mặt kia, chúng ta sắp đến đoạn tiên đài rồi. Bạch tôn giả lại nói tiếp. Trong khi nói chuyện, tôn giả lại dốc sức rót thêm thêm một đống linh lực cho lưu tinh kiếm cái gì. Người nói lúc sắp đến phải đạp thắng xe á. Không cần, bạch tôn giả rất có lòng tin với kỹ thuật của mình. Chút nữa trước khi đáp xuống, lúc chỉ còn cách mặt đất 1cm, hắn có thể dừng phi kiếm lại cái một luôn. Việc phải làm bây giờ chỉ có một mà thôi, đó chính là tăng tốc độ, tăng tốc độ tốc độ thật sự là quá nhanh, đám người tống thư hàng chỉ cảm thấy mọi thứ xung quanh xẹt qua vèo vèo. Nhờ vào nhãn lực của tu sĩ, khó khăn lắm tống thư hàng mới nhìn thấy một lôi đài lớn và hai nhóm người. Đây chắc chắn chính là sở gia và hư kiếm phái. Chuẩn bị cho tốt vào, ta sắp hạ cánh đây. Giọng nói của bạch tôn giả lại vang lên. Trong lúc nói chuyện, tôn giả lại đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Nói mới nhớ, sắp đến lúc mở món quà mà hắn gửi cho đám đạo hữu trong nhóm cửu châu số 1 rồi nhỉ. Quyết định rồi, chờ sau khi đến đoạn tiên đài thì sẽ kích hoạt tất cả các hộp quả luôn. Không phải người hiện đại ai cũng thích ăn mừng, mở cửa cũng phải đốt một giây pháo chúc mừng à. chương 369, cẩn thận, tên lửa bắn tới kia. Một tiếng trước, lúc Tống Thư Hàng và Bạch Tôn giả đáp xuống đoạn tiên đài. Ở nơi tiếp giáp giữ Hoa Hạ và Cao Ly, có một nhà dân bình thường, nhưng sâu trong lòng đất của cái nhà dân này, ẩn giấu một động phủ bế quan. Đệ tử của đồng quái tiên sư là Thiết Quái Toán Tiên, đang bế quan trong cái động phủ này. Hắn bị quẻ bói, siêu cắt tường, đại cắt đại lợi, vận may trên đầu, thượng 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 thiêm quẻ, mà sư phụ hắn bói cho hắn dọa cho sợ hãi. Từ sau khi tiến vào động phủ này đến nay, hắn chưa từng bước ra khỏi cửa một bước. Ngay cả món hàng chuyển phát nhanh mà Bạch Hạc chân Quân gửi đến cũng chỉ được nhét vào từ khe cửa sáng sớm hôm nay thiết quái lại gặp một cơn ác mộng hắn mơ thấy cái quẻ bói thăm thượng 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 kia của sư phụ hắn đã trở thành sự thật dùng đủ mọi cách đáng sợ để trở thành sự thật dọa hắn giật mình tỉnh giấc sau khi tỉnh lại thiết quái lập tức mở điện thoại di động phóng to bức ảnh bạch tiền bối chúc phúc trong điện thoại ra sau đó hắn dựng thẳng điện thoại lên đặt một bát hương ở phía trước rồi cung kính thắp hương bạch tiền bối xin ngài hãy chúc phúc cho ta ngài nhất định phải chúc phúc cho ta để ta có thể thoát khỏi kiếp nạn lần này. Chỉ cần ta có thể tránh được kiếp nạn này, sau này ta nhất định sẽ lập một cái kim thân cho ngài, ngày ngày cung phụng. Thiết quái toán tiên nói lầm bầm trong miệng. Sau khi dâng hương xong, hắn lại lôi một cái hộp gỗ từ mép giường ra cực kỳ nhẹ nhàng nâng niu, trên hộp gỗ đó viết bốn chữ thiết quái toán tiên. Đây là món quà mà Bạch Tiền Bối đã tặng cho hắn. Sau khi hắn tải gói bộ, mìm của Bạch Tiền Bối kia về xong, Ngày hôm sau lập tức nhận được món quà này, Thiết Quái Toán Tiên đã ngầm nhận định trong lòng rằng cái hộp này chính là sự chúc phúc mà Bạch Tôn giả đưa tới cho hắn từ xa. Từ giờ về sau mình nhất định phải ôm cái hộp này bên người không rời một giây một phút nào. Thiết Quái Toán Tiên thầm nói trong lòng. Trong lúc đang suy tư, điện thoại của hắn đột nhiên reo lên, là cuộc gọi của sư phụ, Đồng Quái Tiên sư của hắn gọi đến. Tay của Thiết Quái Toán Tiên bất giác run lên bần bật, nhưng hắn vẫn miễn cưỡng bấm nghe điện thoại alo sư phụ à có chuyện gì sao thiết quái toán tiên hỏi một cách dè dặt điều hắn sợ nhất bây giờ chính là sư phụ hắn đột nhiên mở miệng nói là lại bói cho hắn một quẻ gì đó nhưng có đôi lúc thế giới này lại đùa cợt con người ta một cách đầy tàn nhẫn như vậy đấy giọng nói của đồng quái tiên sư vang lên từ trong điện thoại thiết quái à dạo này ngươi vẫn khỏe chứ vẫn khỏe ạ à, thiết quái toán tiên trả lời vậy thì tốt đồng quái tiên sư thở phào nhẹ nhóm sau đó nói Thiết quái này, hôm nay vi sư lại bốc một quẻ cho người đấy Thiết quái toán tiên lập tức cảm thấy đầu gối mình mềm hoạt lại Cả người suýt chút nữa thì ngã khủy xuống đất Sư phụ, quẻ tượng thế nào? Thiết quái hít hít cái mũi của mình, kiên định hỏi lại Vẫn là như thế, quẻ thượng 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 thượng, thượng đấy Đồng quái tiên sư thở dài một hơi Thiết quái âm thầm kêu khổ trong lòng Kiếp nạn đáng sợ này của hắn vẫn chưa kết thúc hay sao? có điều quẻ tưởng hôm nay lại có chuyển cơ, trong quẻ thượng 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 này ẩn chứa một đạo ác vận. Đồng quái tiên sư nói tiếp, thiết quái nghe thấy thế, ánh mắt lập tức sáng ngời lên. Lời này là thật sao? Sư phụ, thật sự là ẩn chứa ác vận sao? Người đừng có lừa ta nhé. Giọng nói khô khốc của đồng quái tiên sư vang lên. Đúng vậy, ta không lừa người đâu. Lúc nói ra câu nói này, đồng quái cảm thấy trái tim của mình vô cùng mệt mỏi đến cả đệ tử thân nhất cũng không tin tưởng quẻ bói của mình. Đối với một người dựa vào bốc quẻ để kiếm miếng cơm như hắn mà nói, đây là bi kịch thảm khốc cỡ nào kia chứ? Thiết quái kêu lên hớn hở. Ta được cứu rồi, ta được cứu rồi. Mấy ngày nay ta đặt mim của bạch tôn giả làm hình nền điện thoại, ngày nào cũng kính cẩn dân hương, quả nhiên là có hiệu quả. Đồng quái tiên sư nghe vậy, nhất thời đần mặt ra. Đậu xanh, thằng nhóc này tải, bộ mim của bạch tiền bối, về nó muốn chết sao? Ý khoan, chờ một chút, kính cẩn dân hương. Chẳng lẽ hành động này thật sự có tác dụng sao? Bởi vì nghe nói dân hương cho bạch tôn giả thật sự rất linh nghiệm. Vậy sư phụ, ta cúp máy trước đây, ta phải đi chuẩn bị chút đồ, lần này ta nhất định sẽ vượt qua kiếp nạn này. Thiết quái toán tiên nói với vẻ kích động. Nói xong, không đợi đồng quái tiên sư mở miệng, thiết quái đã tắt điện thoại cái rụp. Sau đó hắn bắt đầu thu dọn đồ đạc của mình hắn muốn đổi chỗ ở. Cái động phủ nằm ở chỗ tiếp giáp giữa Hoa Hạ và Cao Ly này là một trong những cái có lực phòng ngự xếp thứ 5 của hắn. Hắn còn có một cái động phủ tập trung lực phòng ngự mạnh nhất, nằm ở ngay dưới ngọn núi lớn ở biên giới Cao Ly nữa. Dọn đến đó thôi, ha ha ha, hôm nay ta phải liều mạng với cái tử kiếp chết tiệt này mới được. Ngày mai, chỉ cần ta còn sống, ta sẽ lại là một thiết quái vĩ đại. Thiết quái toán tiên mang theo điện thoại di động và món quà của Bạch Tôn Giả, nhanh chóng bay về phía động phủ bí mật của mình. Rất nhanh, thiết quái toán tiên đã đến động phủ bí mật của mình, thuận lợi tiến vào bên trong. Nhưng mà cũng rất nhanh, thiết quái chợt ngu người. Ý, tại sao phía trên động phủ của ta lại có nhiều thứ ngổn ngang lộn xộn như vậy? Mấy cái thông đạo này là gì? Tại sao lại đào một cái giếng to trên sườn núi như thế này? Đào một cái giếng vừa to vừa sâu như vậy, chẳng lẽ người ta muốn đào mỏ? không chỉ có thế mà ở những ngọn núi to bên cạnh động phủ của hắn còn có rất nhiều các loại cơ sở, công trình kỳ lạ. Hay là, ta nên trở về chỗ cũ nhỉ, thiết quái toán tiên nhủ thầm trong lòng. Ba phút trước khi bạch tôn giả và tống thư hàng đáp xuống. Trên linh điệp đảo thần bí, nơi tiếp giáp với cả Thái Bình Dương và Biển Đông. Linh điệp tôn giả đặt ly trà trong tay xuống, vẫy tay một cái. Một con bướm sặc sỡ bay đến trước mặt tôn giả, đôi cánh khổng lồ vỗ nhẹ. Đến kho số 888 lấy một thanh phi kiếm tới đây cho ta, ta phải gửi phi kiếm truyền thư tới cho kiếm nhất. Linh điệp tôn giả phân phó cho con bướm sặc sỡ kia. Con bướm sặc sỡ đó vô cánh, bay nhanh đến nhà kho số 888. Linh điệp tôn giả cười khẽ, giơ tay lên không chung cua một cái, một hộp quà lập tức bị hắn cầm trong tay, trên hộp quà đó viết mấy chữ, linh điệp đảo Vũ Nhu Tử. Vũ Nhu Tử vẫn chưa trở về, Vậy ta sẽ dùng phi kiếm truyền thư gửi hộp quà này đến cho Vũ Nhu tử vậy." Linh Điệp Tôn giả nghĩ thầm trong lòng. Cùng lúc đó, nhìn hộp quà đang nắm trong tay, trong lòng Tôn giả đột nhiên có cảm thấy ngứa ngáy. Không biết quà mà Bạch Đạo Hữu muốn gửi tặng cho Vũ Nhu tử là gì nhỉ? Lòng hiếu kỳ của con người là một thứ rất kỳ lạ. Một khi nó đã được sinh ra thì rất khó để dập tắt. Với đạo tâm của Linh Điệp Tôn giả, hắn vốn là có thể khống chế được sự hiếu kỳ của mình nhưng chuyện này lại liên quan đến cô con gái bảo bối của hắn, nên sự hiếu kỳ của hắn đột nhiên trở nên vô cùng mạnh mẽ. Chỉ bằng mở ra xem một chút, phong ấn của bạch đạo hiếu cũng không phải loại mạnh lắm, ta có thể mở hé phong ấn ra một chút, đợi xem xong rồi sẽ phong ấn nó lại như cũ cũng được chứ nhỉ. Linh điệp đạo giả nghĩ thầm, ta chỉ liếc nhìn một cái thôi, ta sẽ không phá hỏng toàn bộ phong ấn này, ta chỉ mở một cái lỗ trên phong ấn rồi nhìn xem món quà bên trong là gì thôi nghĩ thế linh điệp tôn giả từ từ đưa tay về phía món quà này không được ta không thể làm như vậy được đây là niềm vui bất ngờ mà bạch đạo hữu đưa cho vũ nhu tử lỡ như sau khi bị ta mở ra niềm vui bất ngờ bên trong đó mất đi hiệu lực thì làm thế nào bây giờ linh điệp tôn giả cắn chặt răng cố gắng ghìm lại xúc động muốn mở hộp quà ra của mình không thể để niềm vui bất ngờ của con gái biến thành thất vọng được tôn giả thở dài một hơi nhưng mà ta thật sự rất muốn biết rốt cuộc bên trong đó chứa thứ gì, xoắn quẩy quá đi. Trong động phủ của Lệ Chi Tiên tử, trên người Lệ Chi Tiên tử mặc bộ đồ ngủ có chất liệu bằng tơ lụa mà cô vừa mua trên mạng cách đây không lâu, chìm vào giấc ngủ say nồng. Gần đây khó khăn lắm cô mới ổn định được cảnh giới chân quân lục phẩm của mình, rất là mệt mỏi, vì thế thời gian ngủ của cô cũng nhiều hơn ngày thường một chút. Còn hộp quà mà Bạch Tôn giả tặng cho cô đang an tĩnh nằm trên đầu giường. Bên trong cổ Hà đạo quan, Cổ Hà quan chân quân tay cầm cây bút lông, le lưỡi liếm liếm đầu bút, múa bút như bay trên tờ giấy tuyên. Mà lúc này, hộp quà bạch tôn giả tặng đang bị hắn dùng để làm chặn giấy. Động phủ của cuồng đao Tam Lãng. Hai ngày nay Tam Lãng đạo hữu đã âm thầm đổi sang ở một động phủ khác, bởi vì cách đây không lâu, lúc nói chuyện trong nhóm chat, vì cái miệng gợi đòn của mình mà hắn đã đắc tội với Túy Quả cư sĩ, em chắc là cái tên này nhỉ, dù sao cũng chính là cái tên đó. Sau đó túy hải cư sĩ lập tức bày tỏ mong muốn muốn tới động phủ của hắn để tìm hắn, nói chuyện. Tam lãng hắn còn lâu mới ngu ngốc ngồi chờ túy thiên cư sĩ tìm đến tận cửa gây chuyện như thế nhé. Thế là hắn đã đổi sang một cái động phủ bí mật khác, nằm yên bình trong suối nước nóng. Món quà mà bạch tiền bối tặng cho bị hắn ném sang một góc cùng với đống quần áo cũ. Thế này mới là cuộc sống chứ, tuyệt vời quá cuồng đao ba lãng nói ngoại trừ những người này còn có cả tạo hóa pháp Phương, đông phương lục tiên tử lạc trần chân quân vân vân và mây mây rất nhiều đạo hữu nhận được món quà mà bạch tôn giả tặng đều đang bận rộn trong động phủ của mình mà món quà của bạch tôn giả đều được họ để ở vị trí rất gần mình mà lúc này trên đoạn tiên đài a à, sở hùng hét lên một tiếng thảm thiết hắn bị đối thủ đè xuống đất khuôn mặt của cái tên vừa cười ngây ngô lúc nãy giờ đây đầy vẻ dữ tợn. Sau khi vật sở hùng ngã xuống đất như dã thú, hắn lập tức há mồm cắn lên cổ của sở hùng một cái. Dù trên người sở hùng có pháp môn, nộ mục kim cang môn, hộ thể, nhưng cũng không thể ngăn cản được cái miệng của cái tên như dã thú này. Lớp phòng ngự, chân khí hộ thể trên người sở hùng bị hàm răng sắc bén đó xé nát, sau đó một mảng thịt lớn be bét máu tươi trên cổ hắn cũng bị cắn rất theo. Dây tiếp theo, cái tên giống như dã thú kia đã nuốt mảng thịt đó vào bụng. Mạnh quá, rõ ràng là lối đánh điên cuồng như dã thú nhưng lại khiến hắn không có khả thể nào đánh trả được. Rốt cuộc tên này có lai lịch gì đây? Khặc 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 khặc, sau khi nuốt trọn mảng thịt kia xong, tên dã thú đó nắm chặt hai tay lại, đánh thật mạnh vào đầu Sở Hùng, khiến đầu hắn vỡ toang. Tộc lão của Sở ra cắn chặt răng, rít ra bốn chữ từ trong kẽ răng. Bọn ta bỏ quyền hắn nói ra lời này cũng đại biểu cho việc sở ra đã thua vòng thứ hai này nhưng tên tiểu sư đệ của trưởng môn hư kiếm phái trên đoạn tiên đài vẫn điên cuồng cắn xé sở hùng không hề có ý muốn dừng tay còn không mau dừng tay người hộ đài của trường sinh kiếm tông nổi giận chém một đạo kiếm khí về phía tên tiểu sư đệ của trưởng môn của hư kiếm phái cuối cùng cái tên dã thú kia cũng nhảy ra khỏi người sở hùng né tránh đạo kiếm khí này nhưng chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy trên mặt, cổ và bả vai của sở hùng cũng đã bị gặm mấy vết, máu thịt nhầy nhuộm. Đáng chết, khiếp người quá đáng, người của thế gia họ sở hét lên một cách giận dữ. Một người hộ đài khác của trường sinh kiếm tông hừ lạnh một tiếng rồi cũng chém ra một kiếm. Ngay lập tức, đạo kiếm khí này trực tiếp chém bay tên giã thú kia ra ngoài. Đồng thời, đạo kiếm khí này cũng để lại một vết thương sâu đến tận xương ở ngực tên tiểu sư đệ của trưởng môn hư kiếm phái đó quản người của các ngươi cho tốt vào, nếu không thì đừng trách kiếm của ta vô tình. Linh hoàng hộ đài của trường sinh kiếm tông lạnh lùng nói. Trường môn của hư kiếm phái cũng không thèm để ý đến điều đó, đưa tay bảo người trong môn phái đưa tiểu sư đệ của hắn trở về. Người của sở gia ở phía đối diện ai ai cũng nộ khí sung thiên. Hừ, lúc này, hai vị linh hoàng ở sau lưng hư kiếm phái đồng thời hừ lạnh một tiếng, uy áp của linh hoàng khẽ tản ra, hướng về phía sở gia một lần nữa, mà ngay lúc này, một trận sao băng rơi xuống từ trên trời. Người hộ đài phía bên trái tinh mắt, khi hắn nhìn rõ thứ bên trong trận sao băng đó là gì lập tức sợ hãi hét lên. Tên lửa, chương 370, chức năng bay lên trời theo dạng xoắn ốc, khởi động. Bởi vì tốc độ của tên lửa quá nhanh, hai vị linh hoàng kim đan của trường sinh kiếm tông chỉ có thể nhìn thấy được tàn ảnh của tên lửa. Dường như bọn họ còn loáng thoáng thấy được trên phía trên của tên lửa có thứ gì đó, nhưng không nhìn rõ đó là thứ gì. Tại sao lại có tên lửa bắn về nơi này? Hơn nữa nhìn theo kiểu đáp xuống của tên lửa, rõ ràng là đã xác định rõ vị trí ở đoạn tiên đài rồi. Là kẻ điên dại mất trí nào lại đi bắn tên lửa đến đây như thế? Lẽ nào đây là âm mưu gì hay sao? Còn nữa, cấp bậc của tên lửa này là gì đây? Nếu uy lực quá lớn thì cho dù là linh hoàng ngũ phẩm cũng chỉ có thể tự bảo vệ mỗi bản thân mình thôi, Khả năng tự tìm chết của người bình thường quá kinh khủng, những món vũ khí có lực sát thương lớn được phát minh ra đều không có bộ phận hãm lại. Cản quả tên lửa kia lại, đừng để nó rơi xuống. Linh hoàng khống chế kết giới của Trường Sinh kiếm tông không kịp rút tay về, chỉ có thể đứng đó hét lên với đồng đạo. Một vị linh hoàng khác của Trường Sinh kiếm tông gật đầu. Nhưng khi thân hình hắn vừa mới bay lên trời, đã có người khác ra tay sớm hơn hắn một bước. Là hai vị linh hoàng kim đan của Hư kiếm phái bọn họ gần như bay lên trời cùng một lúc, phương thức mà họ lựa chọn cũng đơn giản mà thô bạo hơn nhiều. Vị linh hoàng trung niên trong số đó kia giơ tay lên, ném ra một đạo bảo phù. Đạo bảo phù kia bay nhanh như sấm chấp, đến nửa đường thì hóa thành một ngọn lửa màu trắng, đánh về phía tên lửa. Mà một vị linh hoàng mặt non tóc bạc khác thì lại theo sát bên người vị linh hoàng trung niên nọ, chắp hai tay lại biến ra một tầng phòng ngự tựa như nước, bảo vệ lấy thân thể của hai người ý đồ của bọn họ là muốn cho tên lửa trực tiếp nổ trên không trung, không để cho tên lửa rơi xuống đất. Mà hai vị linh hoàng kim đan đó lại là bạn bè rất thân, phối hợp cùng nhau vô cùng khăng khít, không chút kẽ hở nào. Một người phụ trách kích nổ tên lửa, người còn lại thì phụ trách tạo ra tầng phòng ngự bảo vệ. Còn về chuyện uy lực của đầu đạn tên lửa thế nào, lúc này hai vị linh hoàng kim đan cũng không rảnh mà nghĩ đến nữa. Dù sao thì sau khi rơi xuống đất cũng sẽ phát nổ mà thôi thế thì cho phát nổ trên không trung tốt hơn là để nó rơi xuống đất rồi mới nổ nhiều. Trên tên lửa, sắc mặt của Tống Thư Hàng, Đậu Đậu và Tiểu Hòa Thượng tái nhật hẳn đi, tốc độ điều khiển phi kiếm của Bạch Tôn giả nhanh quá. Ngoại trừ bọn họ, còn có ngư kiều kiều bé bằng bàn tay đang rút sâu vào bộ lông của Đậu Đậu. Nói đi cũng phải nói lại, tại sao ngư kiều kiều lại đi cùng bọn họ? Cô đã tấn thăng lên tứ phẩm thành công, không phải là nên trở về biển cả của mình sao? Được rồi, giờ không phải là lúc thảo luận về vấn đề này. Tống Thư Hàng mở to hai mắt, nhìn vào ngọn lửa đang bay về phía bọn họ. Nếu cái thứ này mà đánh trúng tên lửa, kết cục tuyệt đối sẽ là oanh. Oanh, oanh, đấy. Bạch tiền bối, cẩn thận ngọn lửa kia kia. Hắn vội vã kêu lên. Mặc dù biết bạch tiền bối nhất định có thể nhìn thấy đám lửa đó nhưng do hắn đang khẩn trương quá mức nên vẫn không tự chủ được mà thốt lên. Hét to có thể giải tỏa được tâm trạng khẩn trương mà đối mặt với đám lửa màu trắng đó bạch tôn giả không hề có bất cứ phản ứng gì tốc độ của phi kiếm vẫn nhanh như cũ cứ như thế đâm thẳng vào đám lửa đó chỉ là một đạo pháp thuật hỏa diếm còn con mà thôi còn lâu bạch tôn giả mới để vào mắt hắn đang thi triển kiếm độn xung quanh phi kiếm và tên lửa có một tầng phòng ngự rất dày hai chiều ngang dọc còn có cả kiếm khí khi phi kiếm và ngọn lửa màu trắng kia đụng vào nhau ngọn lửa màu trắng đó tan thành phấn vụn ngay lập tức Kiếm khí, ngự kiếm phi hành, vị linh hoàng trung niên của hư kiếm phái giật mình kêu lên. Vị linh hoàng mặt non tóc trắng kia cũng kịp thời phản ứng lại, nói chẳng lẽ là vị đạo hữu nào đó cải tạo phi kiếm của thành bộ dạng trông như tên lửa à? Mấy năm nay khoa học kỹ thuật tiến bộ không ngừng, có một số tu sĩ chập mạch cũng cải tạo ngoại hình của phi kiếm thành đủ loại hình dạng khác nhau. Bản mệnh phi kiếm thì không thể tùy tiện sửa đổi, nhưng ngoại hình của mấy thanh phi kiếm dùng để di chuyển thì có thể tùy ý sửa đổi theo sở thích của mỗi người. Năm ngoái, vị linh hoàng mặt non tóc trắng kia đã từng thấy có một vị tu sĩ cưới trên một cái máy tính sách tay bay thật nhanh trên không trung. Lúc đó, cùng phi hành với vị tu sĩ cưới trên cái máy tính sách tay đó là một vị đang cưới trên một bộ bàn phím. Vì thế, nếu có người sửa đổi ngoại hình của phi kiếm của mình thành ngoại hình của tên lửa thì cũng không có gì bất ngờ cả chẳng qua là ngoại hình trông như tên lửa khiến người khác nhìn vào sẽ sợ hãi đấy có được không hả trong lúc suy nghĩ phi kiếm tên lửa đã lao nhanh về phía hai người bọn họ vị linh hoàng trung niên kia hừ lạnh một tiếng hắn dồn khí vào đan điền trầm giọng quát to vị đạo hữu cưỡi phi kiếm tên lửa kia mau dừng phi kiếm lại nếu không thì đừng trách bọn ta không khách khí giọng nói như sấm rền uy phong lẫm lẫm chỉ là tốc độ nói hơi bị nhanh một chút nói hết câu mà mới chỉ có một giây. Đáng tiếc, vị linh hoàng trung niên kia còn kịp làm màu xong nữa. Thì phi kiếm tên lửa cũng đã bay đến trước mặt hắn, chỉ còn cách chưa đầy 10 mét nữa mà thôi. Rõ ràng là muốn đập tan khí thế của hắn mà. Đậu xanh, có phải tốc độ của cái phi kiếm tên lửa này lại tăng lên rồi không thế? Nếu như thật sự bị đâm trúng thì không phải là chuyện đùa đâu. Qua bất lực, vị linh hoàng trung niên đó chỉ có thể cắn răng mà né tránh. Vị linh hoàng mặt non tóc trắng bên cạnh hắn cũng đồng thời né sang một bên. Có điều trong lúc né tránh, hắn đã ngầm tính toán ra được quỹ đạo của cái phi kiếm tên lửa này, sau đó thuận tay đẩy ra một cỗ nhu kình vào vị trí mà phi kiếm tên lửa sắp bay đến, đây là cách phòng hờ bởi vì nếu dựa theo quỹ tích lao xuống của phi kiếm tên lửa thì đó lại đúng là trận doanh của hư kiếm phái. Vì thế, vị linh hoàng mặt non tóc trắng kia muốn đẩy phi kiếm nhích sang bên cạnh một chút. Vèo trong nháy mắt phi kiếm tên lửa lao qua hai vị linh hoàng. Đạo nhu kình, phòng hờ, trong tay vị linh hoàng mặt non tóc trắng kia thuận lợi đấy lên phi kiếm tên lửa. Nhưng sau khi nhu kình đẩy lên phi kiếm tên lửa, nó lại hoàn toàn không thể khiến cái phi kiếm tên lửa kia xê dịch đi chút nào. Ngược lại là sau khi bị nhu kình đẩy một cái thì kiếm khí trên cái phi kiếm tên lửa kia lập tức tự động phản kích. Một khắc sau, kiếm khí bắn lại rội như phong bạo cuốn về phía hai vị linh hoàng mặt non tóc trắng và vị linh hoàng trung niên kia. Kiếm khí này đáng sợ tới như vậy hay sao? Hai vị linh hoàng chỉ cảm giác có một cỗ khí lạnh chạy dài từ đầu đến lòng bàn chân. Nếu như đoàn kiếm khí phong bạo này mà ập vào người bọn họ, chưa biết chừng hai người họ phải dùng tới thủ đoạn bảo vệ tính mạng của mình ra mất. Bọn họ liều mạng dựng nên vô số tầng phòng ngự bên ngoài, đồng thời kích hoạt pháp bảo phòng ngự trên người. Trời ạ, à. Chủ nhân của cái phi kiếm tên lửa này là tu sĩ tiền bối cấp bậc nào vậy? Trong lòng vị linh hoàng mặt non tóc trắng kia thầm kinh hãi. Mới chỉ là kiếm khí tự động phản kích lại thôi mà đã có uy lực đáng sợ như thế rồi. Oanh, phong bạo của kiếm khí đập vào tầng phòng ngự của bọn họ. Tầng phòng ngự của bọn họ không khác gì tờ giấy dán, bị xé tan thành trăm mảnh. Khi kiếm khí kia sắp ập vào thân thể của bọn họ, có một giọng nói nhu hòa khẽ vang lên. Khi giọng nói kia vừa vang lên, đoàn kiếm khí gió bão đầy đáng sợ kia dừng lại bên cạnh hai vị linh hoàng chỉ còn cách chưa đầy một tấc. Kinh phong mà kiếm khí tạo ra cắt qua gò má của bọn họ, mang đến từng cơn đau rát. Sống, vẫn còn sống sao? Hai vị linh hoàng âm thầm nuốt nước miếng, không khỏi cúi đầu nhìn về nơi phi kiếm tên lửa đáp xuống. Người đến, là thần thánh phương nào? Bạch tiền bối, sắp rơi xuống đất rồi kìa. Tống Thư Hàng cảm giác như các bắp thịt trên cả người mình đều căng cứng hết cả lại. Nếu lúc này dưới chân hắn có một cái phanh xe, hắn nhất định sẽ đạp xuống thật mạnh. Rõ ràng đây không phải là lần đầu tiên, nhưng cách đáp xuống của bạch tiền bối vẫn khiến hắn không thể nào thích ứng nổi. Mà trong lúc Tống Thư Hàng kêu to, phi kiếm tên lửa chỉ còn cách mặt đất 5 mét. Tất cả mọi người ở phía dưới đều nhìn chằm chằm vào phi kiếm tên lửa. Tốc độ nhanh như vậy, nếu đụng vào mặt đất chắc chắn sẽ tạo ra một cái hố rất to. Hơn nữa, quan trọng hơn là vị trí mà phi kiếm rơi xuống là một biển người. Sắc mặt của đệ tử của Hư kiếm phái đang đứng ngay bên dưới phi kiếm trắng bầy cả ra. Không phải là bọn họ không muốn trốn, mà căn bản là không kịp trốn. Bọn họ nào có phải là linh hoàng ngũ phẩm đâu. Từ lúc cái tên lửa này xuất hiện đến lúc các linh hoàng bay lên không, rồi đến lúc tên lửa đang ở trên đỉnh đầu bọn họ này mới chỉ vẻn vẹn mấy giây một vài đệ tử hư kiếm phái phản ứng nhanh đã chạy thật nhanh ra ngoài, nhưng phần lớn đều là những đệ tử chưa đủ thực lực, đến cả trốn cũng không trốn thoát. đây chính là tuyệt vọng trong truyền thuyết. trên đoạn tiên đài, khuôn mặt của hai vị linh hoàng trường sinh kiếm tông đông đầy nét buồn bực. quả nhiên cuộc chiến trên đoạn tiên đài lần này vẫn xảy ra đại loạn. chút nữa trở về phải báo cáo cuộc chiến đoạn tiên đài lần này thế nào đây. chẳng lẽ nói đột nhiên có một thanh phi kiếm tên lửa rơi xuống từ trên trời, đè chết quá nhiều đệ tử của hư kiếm phái. Các đệ tử của hư kiếm phái toi đời nhiều quá, không thể tiếp tục cuộc chiến đoạn tiên đài nữa hay sao? Phía dưới tên lửa, mỗi người một trạng thái khác nhau. Các đệ tử của hư kiếm phái cảm thấy như mà thế sắp sáng lâm vậy. Mà hai con mắt của người bên sở ra thì đỏ ngầu, chỉ mong sao cái tên lửa kia có thể giết chết toàn bộ đệ tử của hư kiếm phái đáng tiếc cảnh tượng tên lửa rơi xuống đập chết một biển người trong tưởng tượng kia hoàn toàn không hề xảy ra. Cái phi kiếm tên lửa to đùng kia nói dừng là rừng, từ trạng thái cực động đột nhiên trở nên vô cùng yên lặng. Loại biến hóa đột một đến vô cùng này khiến cho mọi người hoàn toàn không thích ứng nổi. Cái tên lửa to đùng đó chỉ trôi lơ lửng trên vị trí cách đỉnh đầu của các đệ tử hư kiếm phái tầm một mét như thế. Các đệ tử hư kiếm phái không kịp chạy trốn phía dưới bị dọa sợ đến mức chân mềm quặt cả ra mà nét mặt của người của sở gia cũng tràn đầy nuối tiếc. Chấm chấm, đã đến nơi, phía trên tên lửa, bạch tôn giả mỉm cười thỏa mãn. Ừ, quả nhiên khi đua phi kiếm thì phải mang theo vài người nữa bay cùng mới kích thích. Chuyến ngựa kiếm phi độn lần này, hắn bay rất đã. Đậu đậu nhảy từ trên tên lửa xuống, lẩm bẩm nói. Gâu gâu, hôm nay bản gâu gâu lại còn sống rồi. Trên người nó, sở sở lập tức ngồi thẳng dậy, nét mặt cũng tràn đầy vẻ vui mừng. Trong quá trình phi kiếm du lịch vòng quanh thế giới mấy ngày nay, thương thế của cô đã hồi phục rất nhiều, đã có thể ngồi thẳng lên được rồi. Người của sở ra nhìn thấy sở sở, nhất thời vui mừng kêu lên. Sở sở, tống tiền bối, bạch tiền bối. Sau khi vũ nhu tử nhìn thấy hàng người tống thư hàng thì cũng vui vẻ kêu lên. Sở sở vẫy tay về phía người của sở ra một cách yếu ớt. Tống thư hàng cũng vẫy tay về phía vũ nhu tử cô nương, chẳng qua nụ cười trên mặt hắn có chút khổ sở. Vũ Nhu Tử cô nương vẫn vui vẻ như thế, thật tốt. Chỉ là không biết cô đã nhận được món quà mà Bạch Tiền Bối gửi cho hay chưa. Trên không trung, hai vị linh hoàng mà hư kiếm phái mời tới đáp xuống. Trưởng môn hư tranh của hư kiếm phái lập tức đi lên nghênh đón. Hai vị tiền bối, thực lực của tu sĩ trên cái phi kiếm tên lửa kia là gì? Bọn họ là người đến chi viện của sở ra sao? trong lúc nói chuyện hắn âm thầm nhìn sang phía sở sở vẫn còn sống kia đáng chết đám người lang nhất kia còn tự xưng là kim bài trong tổ chức nữa chứ đến một con nhóc cũng không giải quyết được đúng là một đám phế vật hai vị linh hoàng cười khan một tiếng vì thể diện của mình mà cố ra vẻ nói bọn ta cũng không nhìn ra thực lực cụ thể của hắn dù sao cũng chỉ là tiếp xúc qua một chút thôi sau khi ngẫm nghĩ một lát trưởng môn của hư kiếm phái hư tranh đề nghị ta nghĩ, với căn cơ của thế gia họ sở chắc chắn không thể mời được đại cao thủ gì. Hai vị tiền bối, không bằng chúng ta lại thăm dò thực lực của vị tu sĩ trên phi kiếm tên lửa này xem, đồng thời nhân cơ hội hù dọa sở ra một chút. Ra đầu của hai vị linh hoàng kia tê dần lên, sau đó vị linh hoàng trung niên kia nói với vẻ cao thâm khó lường. Không vội, đợi ta nhìn rõ thực hư của người tới rồi tính sau. Hư tranh âm thầm gật đầu hư kiếm phái bọn ta dựa cả vào hai vị tiền bối đấy. Phía dưới, trong lúc mọi người đang sôi nổi bàn tán thì bạch tôn giả đột một giơ tay lên. Dầm, cái tên lửa kia bị bạch tôn giả tháo ra khỏi phi kiếm, ném xuống khoảng đất trống bên cạnh đậu đậu. Tiếng vang của tiếng, dầm, này nhất thời hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người. Mọi người ngơ ngác nhìn quả tên lửa to đùng này một cái. Cái thứ này nhìn qua không giống như là phi kiếm tí nào hết mà theo bản năng, tất cả mọi người lại ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, sau đó họ thấy, dưới chân của bạch tôn giả và tống thư hàng còn có một thanh phi kiếm nữa. Tất cả mọi người nhất thời hít sâu một cái, lại quay đầu nhìn về phía quả tên lửa kia một lần nữa. Đệt mợ, cái thứ này không phải là phi kiếm hình tên lửa, mà là tên lửa thật. Là cái loại sẽ nổ thật đó. Sau đó tất cả mọi người đều không tự chủ được mà lui về phía sau, cách xa quả tên lửa này một chút. Dù sao thì đại bộ phận những người ở đây đều chỉ là những tu sĩ nhất phẩm, nhị phẩm. Nếu tên lửa mà phát nổ sẽ chết người đấy. Trên đoạn thiên đài, hai vị linh hoàng của trường sinh kiếm tông đưa mắt nhìn nhau một cái. Sau đó, vị linh hoàng bên trái bước lên trước một bước, quay mặt về phía bạch tôn giả đang đứng phía xa xa, thi lễ một cái nói: người hộ đài, bồng sinh hải của trường sinh kiếm tông ra mắt tiền bối. Vị linh hoàng tóc ngắn bên phải cũng thi lễ. Người hộ đài, Bồng Thiên Âm của Trường Sinh Kiếm Tông, ra mắt tiền bối. Bạch Tôn giả nhìn bọn họ một cái liền đoán được hai vị linh hoàng của Trường Sinh Kiếm Tông này lo lắng hắn sẽ phá rối Đoạn Tiên Đài. Tôn giả khẽ mỉm cười, nói: "Ha, hai vị không cần nghiêm túc như vậy, ta chẳng qua chỉ tiện đường đưa một vị tuyển thủ đến đây dự thi, cũng đúng lúc làm khán giả của cuộc chiến trên Đoạn Tiên Đài mà thôi." Hai vị linh hoàng của Trường Sinh Kiếm Tông nghe vậy, âm thầm thở phào một hơi. Bọn họ không nhìn ra được thực lực của vị tiền bối này, nhưng chỉ cần đối phương không phải tới đây để phá rối đã là tốt lắm rồi. "Đúng rồi, ta còn chuẩn bị một món quà cho Đoạn Tiên Đài nữa. Vốn nên tặng vào lúc khai mạc cơ, bây giờ dù có hơi muộn một chút, nhưng mà cứ coi như là chút tâm ý của ta đi." Bạch Tôn Giả cười nói. "Món quà?" Hai vị hộ đài nói một cách nghi ngờ. Lúc này chỉ thấy bạch tôn giả trên phi kiếm vui vẻ giơ tay ra, giống như người chỉ huy giàn nhạc vậy. Một khắc sau, tôn giả dùng sức vỗ hai tay một cái thật mạnh. Ở phía sau, Tống Thư Hàng đưa hai tay dùng sức dây dây huyệt thái dương. Sắp bắt đầu rồi sao? Bây giờ hắn chỉ hy vọng đến khi đó các tiền bối trong nhóm cửu châu số một đừng có giác oán khí ở trên đầu hắn mà thôi. Dù sao thì cũng do hắn bảo Vũ Nhu Tử gửi tập tin mìm của bạch tiền bối vào trong nhóm chat mà. Chấm chấm, Cổ hà đạo quan. Cổ hà quan chân quân nhấc tờ giấy lên, nhìn chữ viết của mình trên đó rất đối hài lòng. Chữ đẹp, chữ đẹp. Cổ hà quan chân quân càng nhìn càng hài lòng, cảm thấy như thư pháp của mình đã tiến bộ nhiều lắm. Mà lúc này, hắn không hề phát hiện ra hộp quà mà hắn dùng để chặn giấy lúc trước đã lặng lẽ mở ra. Một cái, lưu tinh kiếm dùng một lần bản 001, lơ lửng trong không trung lặng lẽ xác định rõ vị trí của cổ hà quan chân quân. Một khắc sau, thanh lưu tinh kiếm dùng một lần bản một này đột nhiên xuất hiện dưới bàn chân của cổ hà quan chân quân. Lúc này chân quân mới cảm thấy có chút sai sai. Nhưng đã quá muộn. chương 371, a a a a a a Đây là cái gì thế này? Phi kiếm á, mà thanh phi kiếm này ở đâu ra đây? Mà phải nói, sao nhìn thanh phi kiếm này quen quen thế nhỉ? Mình gặp ở đâu rồi thì phải. Trong lòng cổ hà quan chân quân. Lúc này, trên thanh phi kiếm làm bằng gỗ kia đột nhiên có một vầng hào quang lóe lên. Khởi động chức năng bay lên trời theo dạng xoắn ốc, hiệu suất cao, tốc độ bay lên lại nha nầm ngài, xứng đáng sở hữu thứ này. Cùng khởi động chung với nó còn có chức năng ghi hình nữa. Sau một khắc, toàn thân của cổ hà quan chân quân đã xoay tròn nhanh như chớp, rồi phóng thẳng lên trời. Ư ư ư ư ư, trong miệng của cổ hà quan chân quân phát ra tiếng kêu kỳ lạ. Bởi vì tốc độ xoay nhanh quá, cho nên tạo thành từng cơn gió lốc vô cùng đáng sợ ở bên cạnh hắn, lại có thêm cả kiếm khí tung hoành. Cứ như vậy, trong tay cổ Hà Quan Trân Quân còn cầm tờ giấy tuyên mình vừa viết xong, xoay tròn bay lên đập vỡ cửa sổ trên nóc đạo quán của mình, toàn thân phóng thẳng lên trời giống như một cái vòi rồng cái cửa sổ trên nóc đạo quán kia vốn là con đường tắt mà cổ Hà Quan Trân Quân dùng để phi kiếm bay lên cho lẹ. May nhờ có cánh cửa này, xem như cổ Hà Quan Trân Quân đỡ tốn công sửa chữa đạo quán. Bởi vì tiếng động cực lớn và hiệu quả kích thích thị giác của xoắn ốc thăng thiên này quá sức dữ dội, cho nên rất nhiều đệ tử trong cổ hà quan đều bị dọa giật mình. Mọi người mau nhìn kìa, đó là cái gì thế nhỉ? Hình như là quán chủ đấy. Ồ, đúng là quán chủ thật kìa. Quán chủ bay lên trời mất rồi. Quán chủ đang thử nghiệm kiếm độn kiểu mới đấy à? Lợi hại thật đấy, có lẽ đây là một loại bí pháp kết hợp giữa kiếm độn và kiếm thuật đấy. Người nhìn quanh người của quán chủ kia, kiếm khí tinh hoành. Ngầu chết đi được, hơn nữa, có vẻ như thực lực của quán chủ lại tiến bộ hơn rất nhiều đấy, tốc độ kiếm độn nhanh quá đi mất. Ừ, đúng là nhanh thật đấy, đã bay lên tới không trung luôn rồi. Các đệ tử nhao nhao bàn tán với nhau. Nhưng họ không biết rằng, lúc này đây cổ hà quan chân quân đã hoàn toàn ngu người. Bởi vì hắn rốt cuộc cũng nhớ ra mình từng thấy thanh phi kiếm bằng gỗ này ở đâu rồi. Đây chẳng phải là Seri phi kiếm dùng một lần của bạch tiền bối sao? Hóa ra thứ ở bên trong hợp quà kia chính là phi kiếm dùng một lần á. Đây là có ý muốn đưa hắn bay thẳng một đường lên tận vũ trụ hay đáy phòng. Cái này chính là kinh hỉ kia đây sao? Cổ Hà Quan chân quân rơi lệ đầy mặt. Hơn nữa sao hắn thấy đầu hoa lên thế này, là do quay nhanh quá à? Không đúng, nếu như chỉ đơn giản là quay quá nhanh thì với thể chất chân quân lục phẩm như hắn vẫn dư sức chịu nổi nhưng phi kiếm này đã bay lên trời theo dạng xoắn ốc rồi, mà lại còn bị linh lực của bạch tôn giả quấy nhiễu, cho nên khiến hắn cũng chịu không nổi. Khó khăn lắm cái xoắn ốc thanh thiên kia mới bay lên tới độ cao vừa đủ. Ngừng lại rồi, rốt cuộc cũng ngừng lại rồi, cổ hà quan chân quân nghĩ thầm trong bụng. Nhưng không chờ hắn kịp thở một hơi, nhoáng cái thì hai chức năng khác trên phi kiếm đã bị khởi động lần lượt. Hai chức năng, ánh sáng sao băng, và bay theo hình dích sắc, được khởi động cùng một lúc. Cổ Hà Quan chân quân biến thành một ngôi sao băng sáng ngời trên bầu trời, xẹt qua không trung. Quy tích di chuyển của ngôi sao băng này hơi bị lạ, lúc bay trên không hết xẹt trái lại xẹt phải, hết trồi lên lại hụp xuống. Aaaaaa à, 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 tương đương cổ Hà Quan chân quân hét lên một tràng thảm thiết. Bởi vì bây giờ là dạng sáng, cho nên ánh sáng của ngôi sao băng này đặc biệt chói mắt. Quán chủ lợi hại quá đi mất, hóa ra có thể ngự kiếm phi hành kiểu này luôn. Quán chủ cố lên, Quán chủ lại làm thêm một cái nữa nào, thêm cái nữa. Ở bên trong cổ hà quán, các đệ tử vây xem không rõ chân tướng đều lớn tiếng hoan hô ủng hộ. Sau đó, cổ hà quan chân quân biến thành sao băng bay đi mỗi lúc một xa dần trong tầm mắt của họ. Dần dần biến mất tâm. Ủa, quán chủ bay đi đâu rồi? Không biết nữa, bay đi xa quá rồi mà vẫn chưa bay về nữa à? Lại nói hình như ta nghe loáng thoáng thấy tiếng la rất đỗi thảm thiết của quán chủ thì phải. Chắc chắn là ngươi nghe nhầm rồi đấy. Thôi bỏ đi, chúng ta đi ngủ tiếp đi dã. Lấy thực lực của quán chủ thì dù bay xa tới cỡ nào đi nữa cũng chả sao cả, khi nào muốn thì ngài ấy lại bay cái vèo về ấy mà. Vậy nên chúng đệ tử dối giết gật đầu tán thành rồi quay về đạo quán ngủ tiếp. Trên trời cao, a a a tương đương. Muốn bay lên trời cao, sánh vai với vầng dương rực rỡ thế giới này còn chờ tôi thay đôi, giấc mộng kia cũng ngại gì người khác nhìn thấy. Tiếng kêu la thảm thiết của cổ hà quan chân quân vang vọng khắp bầu trời đêm. Chấm. Một bên khác, ở trong động phủ bí mật của cuồng đao Tam Lãng. Tam Lãng đang ngân nga một bài hát, hưởng thụ sự tuyệt vời của suối nước nóng. Đúng lúc này, đột nhiên có một đạo thân ảnh lặng lẽ xuất hiện ở trước mặt của Tam Lãng. Đó là một vị nam tử rất có phong phạm ẩn sĩ, có câu nói rằng tiểu ẩn là ẩn giật ở núi rừng, trung ẩn là ẩn ở giữa chợ, đại ẩn là ẩn ở ngay trốn triều đình. Vị nam tử trước mắt này chính là cái loại người dù ở nơi nào cũng khó mà bị người ta phát hiện ra. Tam lãng đạo hiếu, biệt lai vô dạng há, nam tử trông như ẩn sĩ kia mỉm cười nói với tam lãng. Cuồng đao tam lãng, má, tuy rằng cái động phủ bí mật này của ta không phòng vệ nghiêm ngặt như động phủ chính, nhưng cũng có hơn trăm đạo cấm chế đủ các loại cơ mà đối phương có thể dễ dàng phá giải được vô số tầng cấm chế như thế, thậm chí không để mình cảm giác được tí gì. Mà còn nữa, làm sao đối phương lại tìm đến tận cửa thế này? Ừ, cuồng đao tam lãng nuốt một ngụm nước bọt, cười khan một tiếng rồi nói, tinh hà cư sĩ đạo hữu đấy à, xin chào ngươi. Ha 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 ha, nam tử ẩn sĩ nọ cười khẽ tam lãng đạo hữu, ngươi gọi sai tên của ta rồi. Xin lỗi nhé, Cuồng đao tam lãng lập tức xin lỗi rồi sửa miệng ngay, ta nhớ ra rồi. Quét bụi cư sĩ, là quét bụi cư sĩ. Sai rồi, đoán tiếp đi. Nam tử ẩn sĩ nọ tiến lên một bước, vói tay vào bên trong suối nước nóng. Ngay sau đó, tam lãng cảm giác nhiệt độ của suối nước nóng đang tăng mạnh lên, ẩn ẩn còn có mùi rượu bốc ra từ trong suối nữa. Rượu à, nghĩ ra rồi, đạo hiệu của vị này có liên quan tới rượu. Tam lãng kêu lên thật to, tổ trần cư sĩ, là tổ trần cư sĩ đúng không, lần này không sai đi đâu được. Lại sai nữa rồi nhé, cha, ta cho ngươi thêm hai cơ hội đấy. Nam tử ẩn sĩ kia cười rất đối ôn hòa, sau hai lần nữa, nếu như ngươi vẫn đoán sai thì cái suối nước nóng này có nguy cơ xảy ra hỏa hoạn đấy nhé. Cuồng đao tam lãng lập tức đổ mồ hôi lạnh như suối, không thể ngăn lại được. Rõ ràng đang ngâm mình trong suối nước nóng, nhưng hắn vẫn cảm giác mình như đang ở giữa trời đông giá rét bá vương cư sĩ đúng rồi lần này chắc chắn đúng cuồng đao tam lãng vắt hết óc ra kêu lên chết tiệt tại sao mình không làm như bắc hà viết đạo hiệu của vị này ra giấy treo ở chỗ bắt mắt cơ chứ nam tử ẩn sĩ kia yên lặng gật đầu một cái đúng đúng rồi hà trong mắt cuồng đao tam lãng lập tức xuất hiện vẻ vui mừng không phải ta chỉ cảm thấy cái đạo hiệu này nghe cũng khí phách lắm ha ha, còn có một lần nữa thôi đấy, tam lãng đạo hiếu, người phải quý trọng nó đấy nhé. Nam tử ẩn sĩ nọ cười nói ha ha, đồng thời thôi động linh lực. Suối nước nóng ngập tràn mùi rượu, cuồng đao tam lãng cảm giác mình chỉ ngửi thôi đã muốn say mất rồi. Nếu như cái suối rượu này mà bốc chảy thì, đáng chết, rốt cuộc là tên gì đây? Có liên quan tới rượu, có liên quan tới rượu, đúng rồi, nghĩ ra rồi chữ thứ nhất chính là chữ túy nhưng chữ thứ hai là cái gì nhỉ chỉ còn có một cơ hội nữa thôi cơ hội sau cùng rồi tuyệt đối không thể đoán sai được cuồng đao tam lãng vắt hết óc ra suy nghĩ nghĩ ra rồi chữ thứ hai hình như có liên quan tới bầu trời là túy nhật cư sĩ đúng rồi chứ gì cuồng đao tam lãng nói ra với vẻ tự tin ngập tràn lần này nhất định không sai nữa ha 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 nam tử ẩn sĩ nọ cười một chàng dài đúng rồi hả đúng rồi phải không Cuồng đao tam lãng nôn nóng hỏi lại: "Chúc mừng ngươi, đáp sai rồi." Tay phải của nam tử ẩn sĩ kia bốc lên một ngọn lửa mạnh, hắn ấn về phía suối nước nóng kia, "Là Túy Nguyệt cư sĩ đấy, ngươi nhớ kỹ cái tên này cho ta." Đúng lúc này, đột nhiên có một đạo kiếm quang lóe lên từ trong đống quần áo của tam lãng ở bên cạnh suối nước nóng. Sau đó, đạo kiếm quang kia nâng thân thể của cuồng đao tam lãng lên, nhấc hắn bay ra khỏi suối nước nóng. "Muốn chạy à?" sao có thể để ngươi chạy thoát dễ dàng như thế được? Ủa, cuồng đao tam lãng nghi hoặc nhìn thanh phi kiếm bên dưới, thanh phi kiếm này ở đâu ra đây? Hắn dùng đao mà, có dùng phi kiếm bao giờ đâu? Sau khi ngây ra một lúc, túy nguyệt cư sĩ bổ nhào lên, túm được cánh tay của cuồng đao tam lãng, đi xuống đây thể nghiệm suối nước nóng rực lửa cho ta. Nhưng túy nguyệt cư sĩ vừa mới nói xong, thì có ánh sáng lóe ra từ trên thanh một kiếm nọ, khởi động chức năng xoắn ốc thăng thiên. Kiểu bay lên trời theo dạng kiếm nhận phong bạo, hai người Túy Nguyệt cư sĩ và Cuồng Đao Tam Lãng bởi vì đột nhiên bị xoay tròn nên bất giác ôm lấy nhau cứng ngắc, sau đó xoay tròn điên cuồng tựa như một mũi khoan. Cái động phủ bí mật này của Cuồng Đao Tam Lãng nằm ở trong một hang núi. Lần này, Túy Nguyệt cư sĩ và Cuồng Đao Tam Lãng thật sự giống như một mũi khoan chính hiệu, hai người bọn họ dùng đầu đánh lên trên đỉnh sơn động, quay 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 liên hồi đất đá bay tứ tung, ánh lửa bắn ra khắp bốn phía. Trong lòng cuồng đao tam lãng cực kỳ hối hận tại sao hắn phải bố trí cái cấm chế cứng cỡ này cho đỉnh sơn động làm gì kia chứ, khoan cả buổi trời rồi mà vẫn còn chưa khoan thủng nữa là sao đây? Âm 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 âm. Vất vả lắm họ mới khoan thủng cái động phủ bí mật này của tam lãng, tam lãng và túy nguyệt cư sĩ cùng nhau xoay tròn bay lên không chung. Túy nguyệt cư sĩ giống lên thật to, tam lãng, mau dừng lại ta dừng được chết liền ấy. Cuồng đao tam lãng cũng lớn tiếng trả lời lại, bởi vì cái này có phải của hắn đâu mà. Cuối cùng, cuồng đao tam lãng chỉ kịp hét lên một tiếng với động phủ của mình, nha, coi chừng động phủ cho tốt đấy nhé. Sau khi giống lên, cuồng đao tam lãng và túy nguyệt cư sĩ bay lên bầu trời đêm, biến thành một ngôi sao băng, bay về phía xa nha là một con linh thú mà cuồng đao tam lãng nuôi, lúc hắn đi ra ngoài thì có thể coi chừng động phủ cho hắn. Tiếp theo. Trong không trung, vang ra tiếng hét kéo dài cực kỳ thảm thiết của Tam Lãng và Cư Sĩ. À đúng rồi, chức năng phi hành kèm theo trên thanh lưu tinh kiếm dùng một lần của Tam Lãng chính là bay kiểu cánh quạt lớn. Lúc bay lên cao, phi kiếm đột nhiên còn xoay tròn như một cái cánh quạt lớn nữa, thật sự rất đẹp, đẹp vô cùng luôn. Trong quá trình phi hành, cuồng đao Tam Lãng đột nhiên nhớ tới một việc, nhớ ra rồi, đây là series phi kiếm dùng một lần của Bạch Tôn Giả. A a a a phi kiếm dùng một lần á. A a a tương đương túy nguyệt cư sĩ nhìn về phía bầu trời. Đi theo ta, ngôi sao của biển sâu, con tim này hướng về thời đại phương xa. Giấc mộng hãy còn dài, bên ngoài quang niên, dẫu có kiêu ngạo cũng không được phép thua. A a a a tương đương bản song tấu giọng nam cao đầy thảm thiết vang vọng khắp bầu trời đêm. Chấm chấm, động phủ của lệ chi tiên tử. Hộp quà lặng lẽ mở ra, Phi kiếm chui xuống bên dưới người của Lệ Chi tiên tử đang say ngủ. Ưm, um, đừng có phá mà, để ta ngủ thêm lát nữa đi. Lệ Chi tiên tử lầm bẩm. Ngay sau đó, phi kiếm bay xoắn lên trời một cái vèo. Lệ Chi tiên tử lập tức giật mình tỉnh dậy từ trong mơ, nhưng đã muộn mất rồi, toàn thân cô đã bị xoay tròn. Chương 372, thật trùng hợp, đạo hữu cũng đang bay à. Có chuyện gì xảy ra vậy? Lệ Chi tiên tử cực kỳ kinh ngạc cấm chế ở động phủ của cô hoàn toàn không bị người khác động vào, phi kiếm ở dưới người cô là từ đâu chui ra thế. Trong giây lát, khóe mắt cô ấy đảo qua, món quà của bạch tiền bối đã bị mở ra kia. Lệ chi tiên tử, nhớ ra rồi, cái này thuộc series phi kiếm dùng một lần của bạch tôn giả đây mà. Chỉ trong vài ý nghĩ, lưu tinh kiếm dùng một lần bản 001 đã đưa cô ấy bay lên ngày càng cao. Đừng mà, a à hốc mắt của lệ chi tiên tử tức thì ươn ướt ít nhất cũng phải để ta thay bộ quần áo đã chứ. Bây giờ cô ấy vẫn còn đang mặc váy ngủ bằng tơ tầm rất gợi cảm. Cứ thế này mà bay lên, thì có khác gì trần chuồng đâu chứ. Nhưng mà, phi kiếm dùng một lần hoàn toàn không có linh tính, dù lệ chi tiên tử có gào thét thì nó cũng sẽ không dừng lại đâu. Ngược lại, nó quay xung quanh càng lúc càng nhanh, mang theo cô ấy và đập về phía đỉnh của động phủ. Cũng may, cấm chế ở động phủ của tiên tử không phải là kiểu tam lãng cổ lỗ sĩ mà là cấm chế bản mới có cập nhật tính năng tự động nhận diện chủ nhân. Trong lúc cơ thể của Lệ Chi tiên tử bị xoay tròn bay lên trời thì cấm chế phía trên cũng đã tự động mở ra, lộ ra lối ra ngựa kiếm phi hành. Sau đó, Lưu Tinh kiếm dùng một lần đưa Lệ Chi tiên tử bay lên cao. Bản phi thăng của Lệ Chi tiên tử là bản thúc đẩy phi hành dạng phun khí. Cứ cách một khoảng thời gian, nó sẽ phun khí để tăng tốc độ. À, 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 tiếng kêu thảm thiết phiên bản tiên tử vui tai vang vọng khắp trời sao ở thiên sơn xa xôi có một vị tiên tử phất tay áo dài lên nhảy múa tư thế tuyệt đẹp làm người ta xem đã cả mắt bên cạnh tiên tử đó có một nam tu sĩ mặt mày thanh tú đang ngồi hắn không chớp mắt nhìn chăm chú vào vị tiên tử đang nhảy múa kia nam tuấn tú nữ xinh đẹp nhìn qua thì hình như là một đôi thần tiên quyến lữ làm người ta ngưỡng mộ thì phải tên của vị tiên tử kia là Đông Phương Mạt Liếu, vì trong số các sư tỷ sư muội, cô ấy xếp thứ sáu, vì thế nên ID của cô trong nhóm cửu châu số 1 là Đông Phương Lục. Nam tu sĩ là Lưu Long, thực ra hắn chỉ là đạo lữ dự phòng của cô ấy mà thôi, hắn cũng là người theo đuổi Đông Phương tiên tử. Trong lúc Đông Phương tiên tử đang nhảy múa thì có một thanh phi kiếm trượt qua phía dưới đôi chân ngọc của cô, nâng cả người cô lên cao. Đây là điệu múa mới sao? nam tu sĩ đột nhiên ra sức vỗ tay. Mà lúc nhìn thấy nam tu sĩ ra sức vỗ tay thì đông phương tiên tử ngượng ngùng cười một cái là niềm vui bất ngờ mà tên ngốc lưu long này sắp xếp cho mình sao. Nhưng không đợi đông phương tiên tử ngượng ngùng xong, phi kiếm dưới chân ngọc chợt lóe lên một cái. Ôi bay kiểu xoắn ốc. À, 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 à tương đương gương mặt của đông phương tiên tử tái nhợt, cô bị bay lên trời theo hình xoắn ốc rồi. Ở bên dưới, nam tu sĩ vẫn đang vỗ tay kia trợn to hai mắt, ngu cả người. Sau một lúc hắn mới hét ầm lên, "Đông Phương!" Trên không trung, Đông Phương tiên tử đã bị xoay đến mức đầu choáng mắt hoa rồi. "Lưu Long, dừng nó lại cho ta, nếu không thì ta với ngươi chưa xong đâu." Từ không trung truyền đến tiếng hét của tiên tử. Lưu Long ngu người luôn, "Dừng nó lại á? À, dừng cái gì cơ? Chẳng lẽ phi kiếm này không phải do Đông Phương tự phóng à?" Mà lúc này, Đông Phương tiên tử lại hét thảm lần nữa, "A a a a." Sau đó, cô ấy hóa thành một ngôi sao băng, vù vù vù, bay đi xa luôn. Phương thức phi hành của cô ấy là kiểu, phi hành tăng tốc độ không ngừng, càng bay càng nhanh, không có trò gì khác, chỉ có nhanh, nhanh không giới hạn. Chỉ trong chớp mắt, bóng dáng của cô ấy đã biến mất không thấy nữa. Đông Phương, tương đương trên thiên sơn, lưu long tu sĩ bán mạng cưới trên phi kiếm của mình, đuổi theo ngôi sao băng kia. Em yêu ơi, cứ bay từ từ nhé, cẩn thận phía trước có hoa hồng gai sau lời bài hát hai con bướm trịnh nguyên ở ranh giới giữa thái bình dương và biển đông trên đảo linh điệp một con linh điệp khổng lồ vỗ cánh bay tới giao cho linh điệp tôn giả một cây phi kiếm tôn giả đến gần phi kiếm sau đó cầm món quà mà bạch đạo hữu tặng cho con gái mình lên nhưng rốt cuộc tôn giả cũng không mở hộp quà ra đi đi bay vào trong lưu kiếm nhất đi linh điệp tôn giả cho phi kiếm chuyên dụng truyền thư bay lên xác định tọa độ là vị trí lưu kiếm nhất nhưng mà, đúng lúc linh điệp tôn giả chuẩn bị cho phi kiếm chuyên dụng truyền thư bay đi thì hộp quà tự mở ra. Linh điệp tôn giả, hộp quà bị mở ra rồi, nhưng mình không hề mở nó ra, là nó tự mở ra nha. Chẳng lẽ thời gian, niềm vui bất ngờ mà bạch đạo Hiếu cài đặt sẵn đã đến rồi. Thật là hại não mà. Linh điệp tôn giả thầm thở dài, như vậy chẳng phải mình đã làm con gái bỏ qua mất, niềm vui bất ngờ này rồi sao? Một lát sau, Tôn giả cười khổ, mà thôi, sau này mình sẽ nghĩ cách để bồi thường cho nhu tử, nhất định phải làm nó vui vẻ lên mới được. Như vậy hiện tại, để mình xem trước xem niềm vui bất ngờ bên trong là cái gì đã. Linh điệp tôn giả nhòm vào bên trong hộp quà, chỉ thấy bên trong có một thanh phi kiếm làm bằng gỗ, bên trên có khắc bùa chú độc môn của Bạch Đạo Hiếu. Ôi là series phi kiếm dùng một lần đây mà, lẽ nào niềm vui bất ngờ là đưa vũ nhu tử đi đâu đó chơi chăng? linh điệp tôn giả thầm nghĩ trong lòng. Đúng lúc đang suy nghĩ thì thanh kiếm gỗ ấy bay lên không trung. Bởi vì linh điệp đảo vũ nhu tử không ở gần đây, không dò tìm được. Vì thế, phi kiếm bay lên, vọt về phía mục tiêu là Bạch Tôn giả vì không tìm thấy Vũ Nhu tử thế nên chức năng đặc biệt của nó không được kích hoạt, nó chỉ quay về chỗ Bạch Tôn giả như một chiếc phi kiếm bình thường mà thôi. Không được, không được bay đi, đây là món quà bất ngờ của Vũ Nhu tử mà. Linh điệp tôn giả thầm nói trong lòng. Tôn giả chỉ vừa động người một cái đã xuất hiện bên trên phi kiếm rồi, giơ tay nắm chặt nó lại. Ừa, sau khi bị người ta nắm lại, phi kiếm dùng một lần dẫy dụa vài cái liền. Nhưng cuối cùng vẫn bị linh điệp tôn giả chấn áp. Dù sao đây cũng chỉ là phi kiếm dùng một lần mà bạch tôn giả tùy tay tạo ra thôi. Người cùng có cấp bậc tôn giả như linh điệp ứng phó với nó tuyệt đối không có khó khăn gì. Sau khi trấn áp xong phi kiếm dùng một lần, linh điệp tôn giả bắt đầu nghiên cứu thanh kiếm gỗ này. Ồ, cái này khác với phi kiếm dùng một lần trước đây của bạch đạo hữu nha. Chẳng lẽ là series phi kiếm dùng một lần kiểu mới ư? Của nhiên trên phương diện này, bạch đạo hữu có thiên phú hơn người mà. Linh điệp tôn giả thầm nghĩ trong lòng. Vì phương thức trao đổi thư tín, ông đã từng cùng bạch tôn giả nghiên cứu trận pháp bùa chú, thế nên ông cũng có hiểu về trình độ bùa chú của bạch tôn giả. Vì thế lúc ấy ông đã từng khẳng định với con gái Vũ Nhu tử của mình rằng, trong giới tu chân đương thời, nếu luận phương diện trận pháp, bùa chú, Bạch Tôn giả chắc chắn xếp trong top 3. Linh Điệp Tôn giả cũng có nghiên cứu sâu rộng đối với series phi kiếm dùng một lần của Bạch Tôn giả, thế nhưng ông không thể giống Bạch Tôn giả, chỉ tiện tay lấy một thanh gỗ cũng có thể chế tạo thành phi kiếm. Sau khi quan sát kỹ lưỡng cẩn thận, Linh Điệp Tôn giả phát hiện trên này nhiều bùa chú chức năng mà ông không biết. Mấy bùa chú này, chẳng lẽ chính là niềm vui bất ngờ mà Bạch Đạo Hữu tặng cho Nhu Tử Trăng? Linh Điệp Tôn Giả thầm nghĩ. Vậy, chỉ bằng ông thử kích hoạt mấy bùa chú này xem sao nhỉ? Đợi sau khi biết được chức năng của những bùa chú này rồi, ông lại đi đúc một thanh kiếm có chức năng tương tự để bồi thường cho con gái là được nhỉ. Nghĩ là làm, vì thế, Linh Điệp Tôn Giả khởi động linh lực trong cơ thể, cẩn thận rót linh lực vào trong phi kiếm. Vì linh điệp tôn giả có hiểu biết nhiều về phi kiếm dùng một lần, nên trong quá trình rót linh lực vào trong phi kiếm, hoàn toàn không làm hư hại đến bùa chú trên thân kiếm. Chỉ trong giây lát, trên kiếm gỗ phát ra ánh sáng chói mắt. Thành công rồi, linh điệp tôn giả mỉm cười, nhảy nhẹ lên, đứng lên trên thanh phi kiếm. Ngay sau đó, ôi bay hình xoắn ốc. Ấy, đúng là một cách lên trời mới mẻ nha. Linh điệp tôn giả bị xoay vòng tròn không ngừng, tay nắm lấy cầm mình, chấn định nói. Chỉ có điều xoay hơi nhanh, làm cho người ta hoa hết cả mắt. Tiếp theo, mở hiệu ứng sao băng nào. Món quà của Vũ Nhu Tử và của Tam Lãng có cùng một kiểu dáng, phương thức phi hành là kiểu cối say gió. Kiếm quang bay vụt về phía xa, thỉnh thoảng còn xoay một vòng theo kiểu cối say gió nữa. Ừ, xoay thế này thì có hơi khó chịu, Linh Điệp Tôn giả đánh giá. Vũ Nhu Tử sẽ thích niềm vui bất ngờ kiểu này sao? Trước kia đúng thật là có nghe nha đầu đó nói qua, muốn đi nhảy ban di, đi tàu lượn gì gì đó, theo đuổi cảm giác mạo hiểm, kích thích. Người trẻ tuổi bây giờ, đúng là biết chơi thật, linh điệp tôn giả cảm thán. Nhưng mà xoay dữ quá luôn, đây chính là kiểu mà thanh niên thích hà. Ế, phi kiếm này bay đi đâu thế? Triều Tiên, dưới chân một ngọn núi hùng vĩ, bên cạnh động phủ của đồng quái tiên sư. Âm, um, âm, um, âm, um, cả một vùng đất sung núi chuyển, Giống như tận thế sắp đến vậy, núi đổ đất nứt. Là vũ khí hạt nhân sao? Đùa cái khỉ gì thế, tại sao chỗ này có vũ khí hạt nhân được chứ? Lúc này Đồng Quái Tiên sư mới hiểu, thì ra đây chính là kiếp nạn của mình ư? Cấm chế bên cạnh động phủ của hắn bị hủy từng tầng từng tầng một. Thực lực của hắn không bằng Hiến Công cư sĩ, tuy hắn bố trí nhiều cấm chế nhưng không mạnh bằng cấm chế phòng ngự của Hiến Công cư sĩ. Hơn nữa vũ khí hạt nhân lần này lại nổ ngay bên cạnh hắn hiến công cư sĩ năm đó nếm thử một lần bom nguyên tử xong thì cũng cử tử nhất sinh đồng quái tiên sư cảm thấy mình sắp xong đời rồi chắc chắn là đến số rồi hiện giờ phải đối phó với việc núi lở đất nước cũng đã rất khó khăn rồi huống chi một lúc nữa còn nổ đến đây hắn tất phải thịt nát xương tan rồi toi rồi lần này thật sự chết chắc rồi đúng lúc này một đạo kiếm quang xuất hiện dưới chân đồng quái tiên sư bay xoắn ốc lên trời. Vù 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 vù, khắp các nơi trên Hoa Hạ, gần các hải vực tiên đảo, gần như cùng một thời điểm, gần 50 đạo kiếm quang bắn lên trời theo hình xoắn ốc. 50 đạo kiếm quang bay lên trời kèm theo hàng loạt tiếng kêu thảm đủ mọi sắc thái. Có cả tiếng con trai lẫn con gái, con đực và con cái, ừm, còn có kiểu bất nam bất nữ nữa. Ví dụ như Bạch Hạc chân quân Lúc này cả cơ thể Bạch Hạc Chân Quân đều đang ôm lấy, phi kiếm dùng một lần bản 001, nhảy múa trong không trung theo kiểu cối sai gió. Đây là niềm vui bất ngờ của Bạch Tiền Bối sao? Bạch Hạc Chân Quân thở hổn hển. Toi đời rồi. Hắn nhớ tới rất nhiều đạo hữu trong nhóm Cửu Châu số 1. Hắn cảm thấy bản thân sắp tàn đời rồi, toi chắc luôn. Bởi vì những món quà này đều do tận tay hắn tặng đến tận cửa, hơn nữa hắn còn nhận mấy món quà nhỏ mà mấy đạo hữu trong nhóm cửu châu số một cố tặng lại hắn nữa chứ. Rất nhanh chóng, các đạo hữu đến từ khắp các vùng miền ở Hoa Hạ trong nhóm cửu châu số một hội họp nhau trên vùng trời gần chỗ đoạn tiên đài. Các đạo hữu trong nhóm đều có thực lực cao cường, ít nhất trong khi bị xoay tròn, họ vẫn có thể nhìn rõ nhau. À, à, à là tạo hóa đạo hữu à, người cũng đang bay à. À, à tương đương trùng hợp quá, Lạc Trần, người cũng bay à à. à các ngươi đều ở đây à, à à đúng rồi, ta thấy ở phía trước còn có lệ chi tiên tử nữa nhé, cô ấy cũng bay rồi. chương 373, cùng nhau đi xem mưa sao băng ở đoạn tiên đài. Tạo hóa Pháp Vương vừa xoay tròn vừa nghi hoặc hỏi, tam lãng đạo hữu đang đi chơi ở đâu mà, đến một bộ quần áo cũng không mặc thế nhỉ. À à à, có phải ta bị xoay lâu quá rồi nên có chút hoa mắt không? Bên cạnh tam lãng đạo hữu có một người, trông quen mắt lắm, à à à. Đúng rồi, đúng là có người, là tỉnh mục cư sĩ à, a à, à à, đồ ngốc, đừng có gọi nhầm, à à à, là tỉnh tinh cư sĩ. Đúng lúc này, có một vị tiên tử dáng cao gầy, người mặc váy múa đuổi kịp chư vị đạo hữu với tốc độ siêu nhanh. Đó chính là người nhảy múa trên núi Thiên Sơn Đông Phương tiên tử, cô ấy liên tục nói, mọi người đừng ồn, ta nhớ chữ đầu tiên trong đạo hiệu của cư sĩ có liên quan đến rượu, là chữ nhướng, thì phải, vì thế phải là những dịch cư sĩ mới đúng ai ra, sao hai người họ lại ôm nhau rồi tam lãng đạo hiếu còn không mặc gì nữa chứ ai ra ai da tam lãng đạo hiếu còn đang kéo quần áo của cư sĩ nữa thật là đen tối quá đi a a ư ư ư tương đương đông phương tiên tử vừa kêu đen tối vừa dùng tốc độ siêu nhanh vượt qua tất cả các đạo hiếu dẫn trước một đoạn dài là người đầu tiên bay thẳng đến chỗ bạch tôn giả phi kiếm của cô ấy là kiểu tăng tốc độ không giới hạn vì thế nên tốc độ vô cùng nhanh tạo hóa pháp vương, lạc trần chân quân. Ta nói này các đạo hiếu, một khi biết không thể nào nhớ được tên của cư sĩ thì đừng kiên định bịa tên cho cư sĩ như thế nhé. Lúc này, một người đàn ông ăn mặc như tán tu bay theo hình chữ S đến gần mọi người. Trong tay hắn còn cầm một cái laptop, có thể loáng thoáng nhìn thấy khung chat của nhóm cửu châu số 1. Trong lúc nói chuyện, hắn còn cố liếc tờ giấy nốt dán trên laptop của mình. Hắn nói, trong trường hợp không nhớ đạo hiệu, Chúng ta có thể gọi ID của cư sĩ nhé. Minh Nguyệt Kỳ Thời Hiếu. Đạo Hiếu. Bác Hà Huynh. Người cũng đến rồi. À, 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 à? Một người đàn ông có mái tóc trắng như tuyết dùng cách thức phi hành. Chống bỏi. Để tụ họp với mọi người. Đồng thời lên tiếng. Trong tay của người đàn ông này còn ôm một con sói tuyết rất kiêu. Trên người con sói tuyết nhỏ còn có rất nhiều bong bóng. Xem bộ dáng này của nó thì chắc là người đàn ông có mái tóc bạc trắng đang tắm cho nó nhỉ. Mà lúc này hai tròng mắt của con sói tuyết đáng thương này đang quay mỏng mỏng, nó bị xoay đến chóng mặt luôn rồi. Hóa ra người ăn mặc như tán tu này chính là thánh đấu sĩ lúc nào cũng online trong nhóm Bắc Hà Tán Nhân. Lúc này, có đạo hữu tinh mắt còn có thể nhìn thấy trên cửa sổ chat của nhóm cửu châu số 1, trong máy tính của Bắc Hà Tán Nhân hiển thị tin nhắn được gửi đến cách đây không lâu của đồng quái tiên sư, hôm nay bổn tiên sư có linh cảm, đã bói một quẻ cho rất nhiều đạo hữu trong nhóm ta phát hiện hôm nay mọi người sẽ có niềm vui từ trên trời rơi xuống. Chúc mọi người hạnh phúc nhé. À, mẹ nó chứ, cái tên thầy bói bịp bẩm kia. Mà sao cái tên thầy bói bịp bẩm kia không bị bay qua đây thế? Bác Hà Tán Nhân vẫy tay với người đàn ông tóc trắng, tuyết lang huynh, người cũng bay rồi ư. Kha kha, ai ô, lại bắt đầu xoay rồi 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 rồi. Trong thời gian giao lưu ngắn ngủi, Ngày càng có nhiều đạo hữu trong nhóm Cửu Châu số 1 gia nhập vào nhóm Mưa Sao Băng. Các đạo hữu đã quen biết với nhau vừa cười vừa chào hỏi lẫn nhau. Rất nhanh, số lượng sao băng hội họp lại đã gần đạt con số 40. "Ấy, lại có thêm đạo hữu đến rồi." Tuyết Lang động chủ kêu lên. Sau đó, mọi người nhìn thấy vị đạo hữu vừa đến kia mang gương mặt buồn bực, tay còn cầm bát cơm, hiển nhiên là trong lúc đang ăn cơm thì bị bay. "Á!" À. Hoàng Sơn chân quân, sau khi nhìn rõ người đến là ai, Bắc Hà Tán Nhân kêu lên. Người vừa tới chính là admin của nhóm Cửu Châu số 1, Hoàng Sơn chân quân. Ở trong nhóm, Hoàng Sơn chân quân rất có tiếng nói, chỉ cần hắn vừa xuất hiện thì mọi thành viên trong nhóm sẽ lũ lượt đến chào hỏi hắn. Có nhiều đạo hữu đang bay thế à? Hoàng Sơn chân quân bình tĩnh nhìn mọi người một lượt, khó nhọc bới một miếng cơm, sau đó hỏi, Ây, mọi người đều bị phi kiếm dùng một lần của bạch tiền bối đưa tới đây à? Đúng vậy, đúng vậy tương đương ẩy ẩy ẩy, bác Hà Tán Nhân trả lời. Hoàng Sơn Trân Quân, đúng rồi, có phải mọi người đều đổi mim bạch tiền bối làm avatar, sau đó mấy ngày liền đều spam mim bạch tiền bối trong nhóm đúng không? He he, he he, chúng đạo hữu đều cười gượng ngại ngùng. Nói ra thì mọi người đều nghĩ, luật pháp không xử phạt đám đông, có nhiều đạo hữu cùng spam mim bạch tiền bối như thế, Bạch Tiền Bối cũng không tiện đến nhà tìm từng người để trừng phạt đúng không? Nhưng thật không ngờ còn có thủ đoạn phi kiếm dùng một lần làm mọi người tụ họp đầy đủ hết ở đây thế này. Xem tình hình này, những đạo hữu nhận được quà đều đã làm chuyện này rồi. Đây cũng chính là lý do chủ yếu khiến mọi người bị phi kiếm dùng một lần rồi. Nói đến đây, Hoàng Sơn Chân Quân thở dài một hơi nặng nề, nhưng mà, tại sao ta cũng bị bay đến đây chứ? Mặc dù mấy ngày hôm nay Hoàng Sơn chân Quân đều ở trong nhóm nhòm chộp, nhưng hắn hiểu sâu sắc đạo lý không làm thì không chết, no gạch dưới làm gạch dưới no gạch dưới đai. Vì thế, hắn rất khắc chế bản thân, hắn không tải mim bạch tiền bối từ thư mục nhóm, cũng không comment mim bạch tiền bối lên nhóm, cũng không đổi avatar của mình thành hình bạch tiền bối. Nhưng tại sao, hắn cũng bị phi kiếm dùng một lần cơ chứ? Chẳng lẽ tại vì hắn là admin của cả nhóm sao? Hay là, Bạch tiền bối gửi quà thuận tay quá, đúng lúc có nhiều nên tiện tay gửi cho hắn một phần luôn. Hoàng Sơn Trân Quân đã quên mất, thực ra hắn đã từng gửi mim bạch tiền bối một lần. Lúc hỏi Vũ Nhu Tử rằng, hai cái tay ấy là của ai, hắn đã gửi qua một mim của bạch tiền bối. Nhưng mà, Hoàng Sơn Trân Quân bị, phi kiếm dùng một lần, không phải do nguyên nhân gửi mim bạch tiền bối. Hắn quả thật là do thuận tay thôi. Bạch Tôn Giả chuẩn bị sau khi triệu tập đạo hữu trong nhóm đến thì nhân cơ hội này tổ chức luôn cuộc thi máy kéo cầm tay. Việc như thế, làm sao có thể thiếu Hoàng Sơn Chân Quân chứ? Không có Hoàng Sơn Chân Quân thì lấy đâu ra sức để làm năm 60 cái máy kéo cầm tay chứ? Cho nên, Tôn Giả tiện tay gửi cho Hoàng Sơn Chân Quân một phần quà luôn. Nhìn thấy đằng trước càng ngày càng có nhiều đạo hữu tụ họp, Bạch Hạc Chân Quân hít thở sâu lần nữa. Những vị đạo hữu đang ở nhà bị phi kiếm dùng một lần đưa đi, với đủ loại tư thế kia đều là do hắn gửi chuyển phát nhanh. Nghĩ đến đây lại thấy có chút kích động nhỏ. Xong thật rồi. Trong vòng xoáy cối say gió, bạch hạc chân quân run rẩy gọi điện cho dược sư, hu hu hu, ngô hữu dược sư huynh, a a a, làm ơn chuẩn bị cho ta phòng bệnh viếp chữ thiên số 1. Gần đây dược sư đang bận nghiên cứu, chứng mất trí nhớ, rất ít lên mạng, vì thế hắn may mắn trốn được kiếp lần này. Cái gì? từ điện thoại truyền đến giọng nói chứa đầy nghi hoặc của dược sư bạch hạc huynh người đang chơi trò gì thế ta nghĩ a a a a ta không bao lâu nữa phải dùng đến nó rồi cứ thế nhé tạm biệt bạch hạc chân quân dứt khoát cúp máy sau đó hắn xoay vòng tròn đuổi kịp những đạo hữu khác rất nhanh các đạo hữu trong nhóm cửu châu số 1 phát hiện ra bạch hạc chân quân kha kha bạch hạc chân quân bắc hà tán nhân ngoài cười nhưng trong không cười nói kha kha bạch hạc chân quân tuyết lang động chủ giữ vững đội hình nói theo kha kha bạch hạc chân quân lạc trần chân quân nói một loạt tiếng ha ha phần lớn các đạo hữu trong nhóm sao băng đều nở nụ cười kỳ lạ với bạch hạc chân quân gửi tặng hắn một tiếng ha ha bạch hạc chân quân cảm thấy áp lực nặng như núi hắn lặng lẽ hít thở sâu ta có phải nên đi tìm một nam tu sĩ để yêu đương một phen sau đó biến thành bạch hạc nữ, như thế thì, đến lúc đó nề tình ta là nữ tu sĩ, các đạo hữu trong nhóm cửu châu số một lúc hạ thủ sẽ nhẹ tay hơn một chút không? Trước đoạn tiên đài, tất cả mọi người nghi hoặc nhìn bạch tôn giả dơ hai tay lên cao, không biết món quà mà cái vị tu sĩ tiền bối đột nhiên xuất hiện này nói tới rốt cuộc là thứ gì vậy? Đặc biệt là bên phe hư kiếm phái, trong lòng bọn chúng có chút bất an. Trưởng môn hư tranh không tự chủ được đứng sát vào hai vị linh hoàng hơn một chút, trong lòng không ngừng tự cổ vũ bản thân, không có việc gì đâu, chúng ta đã mời tới tận hai vị Kim Đan Linh Hoàng ngũ phẩm đến chống lưng cơ mà. Kim Đan Linh Hoàng ngũ phẩm ở trong các đại môn phái đều là trưởng lão một phương, là cường giả trong các phong chủ. Thế ra họ sở phía đối diện kia chỉ là thế gia nhỏ yếu nhất trong giới tu chân, chẳng lẽ họ có thể mời đến cường giả mạnh hơn để trợ giúp cho mình hay sao? Cứ nghĩ như vậy, hắn an lòng hơn chút ít. Đến rồi, lúc này Bạch Tôn Giả đang cưỡi trên phi kiếm cười một cái, hắn đã nhìn thấy ở phía chân trời xa xôi kia có một màn mưa sao băng đang bay nhanh tới phía đoạn tiên đài. Sau lưng Bạch Tôn Giả, khóe miệng của Tống Thư Hàng co giật liên tục. Hắn chỉ cần nghĩ đến cảnh các tiền bối trong nhóm Cửu Châu số 1 kêu la gào thét, biến thành mưa sao băng từ trên trời rơi xuống là hắn liền cảm thấy cảnh này đẹp quá luôn, đến nghĩ hắn cũng không dám nghi ấy chứ. Đồng thời hắn liếc Vũ Nhu Tử một cái, Vũ Nhu Tử thật may mắn, thoát được kiếp này. Nhưng mà, hắn nhớ là bạch tôn giả có gửi chuyển phát nhanh đến, linh điệp đảo Vũ Nhu Tử, mà, nếu như Vũ Nhu Tử không nhận được quà. Vậy thì, người nhận được quà là ai? Người một lát nữa bị, view tương đương, bay qua đây theo quỹ đạo hình xoắn ốc sẽ là ai đây? Hình như phát hiện ra ánh mắt của Tống Thư Hàng, Vũ Nhu Tử nhìn Tống Thư Hàng cười, hì hì, một cái, thật là một nụ cười đáng yêu. Sau đó, Cô ấy vừa lấy ngón trỏ chỉ lên trên đầu, vừa dùng khẩu hình nói với Tống Thư Hàng, "Tống Tiền Bối, cái đầu chọc của ngươi đẹp lắm. Đáng yêu lắm luôn, rất hợp với ngươi." Tống Thư Hàng, "Chúng ta có thể đừng nhắc đến cái đầu chọc lốc được không?" Vũ Nhu Tử cười hì hì ra vẻ đã hiểu, sau đó cô nói với Đậu Đậu, "Đậu Đậu, món quà mà Bạch Tiền Bối nhắc tới rốt cuộc là cái gì thế?" Ừm, giọng nói của Đậu Đậu có chút nặng nề, con người có vẻ thâm thúy, đáp, "Là mưa sao băng đấy." Mưa sao băng há, hai mắt Vỗ Nhu Tử đột nhiên sáng lên, vậy có phải có thể cầu nguyện đúng không? Đến rồi. Tất cả mọi người bên cạnh Đoạn Tiên Đài đều nhìn Bạch Tôn giả một cách nghi hoặc lần nữa, nhưng mà, xung quanh sao chẳng có gì thay đổi thế. Chính trong lúc đang suy tư thì đột nhiên, tất cả mọi người đều cảm nhận được có một áp lực đáng sợ đang từ trên trời rơi xuống. Áp lực khổng lồ kia, làm người ta cảm thấy hình như bầu trời đang sụp xuống vậy những người có thực lực yếu hơn một chút thì cảm thấy hô hấp khó khăn hơn, tựa như trước mũi bị một cái chăn dày cuộn bịt kín vậy. Có chuyện gì vậy? Hai vị hộ đài nhân lập tức ngẩng đầu lên, nhìn lên không trung áp lực đáng sợ nhường ấy, đó là áp lực do rất 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 nhiều tu sĩ có cảnh giới linh hoàng ngũ phẩm và chân quân lục phẩm hội tụ lại phát ra. Phải đến tế điển 100 năm mới có một lần của trường sinh kiếm tông bọn họ mới có thể hình thành áp lực lớn đến như vậy có phải có rất nhiều linh hoàng và chân quân sắp xuống không? Chính trong lúc đang suy tư, một màn mưa sao băng trói mắt phát ra ánh sáng rực rỡ trên bầu trời, thật quá sáng chói, quá lóa mắt luôn. Đẹp quá, trong lòng tất cả mọi người đột nhiên đều dâng lên ý nghĩ này. chương 374, lời khẩn cầu của sở sở. À à hu, cái tiếng này hình như là sói chu đúng không? À à a, à, tiếng kêu la thảm thiết của đàn ông. Ừ, ư ư ư, Tiếng nước nở nghẹn ngào bị kềm lại nơi cổ họng đây mà. Đừng mà a a a a, tốc hết cả váy lên rồi. Tiếng kêu sợ hãi của tiên tử xinh đẹp. Túy sinh đạo hiếu, cho ta mượn bộ đồ nào mặc vô che lại đi mà. Một giọng la hét hoảng hốt. Lượn cho xa đi nhé, đừng có mà kéo quần áo của ta, tam lãng. Ta sẽ giết chết ngươi, tiếng hét tức giận đáp lại. Cơn mưa sao băng này chả sao sao băng rơi xuống thật mà là rất nhiều tu sĩ cường đại cấp bậc linh hoàng đấy phòng trên đoạn tiên đài hai vị hộ đài của trường sinh kiếm tông âm thầm nuốt một ngụm nước bọt các tiền bối tu sĩ đang tổ chức đi tham quan tập thể đấy hả à? nhưng cấp bậc của trận đoạn tiên đài lần này thấp tè có đáng giá để các tiền bối kêu la gào khóc bay tới đây xem cho bằng được như thế hả à? trong lúc bọn họ đang suy tư cơn mưa sao băng trên bầu trời đã hạ xuống tới tầm mà nhãn lực của các tu sĩ bình thường có thể thấy được. Quả nhiên đây là một nhóm tu sĩ, nam nữ đủ cả, trên người mỗi vị đều phát ra uy áp vô cùng đáng sợ. Thân là người hộ đài, hai vị linh hoàng kim đan kia rõ ràng cảm ứng được cảnh giới của mình cũng xem xem với một vài vị linh hoàng khác trong nhóm tu sĩ này, nhưng hai người bọn họ cũng có thể cảm giác được rõ ràng trình độ của bản thân vào hàng yếu nhất trong số các linh hoàng có mặt ở đây, điều này chỉ có một khả năng mà thôi, ấy chính là phẩm cấp đan văn của những cường giả linh hoàng trong nhóm tu sĩ này rất cao. Kim đan của hai vị hộ đài thuộc trường Sinh kiếm tông này cũng xem như có được đan phẩm không tệ, có năm long văn. Những tu sĩ đồng cấp khác khiến cho bọn họ cảm thấy áp lực thế này, chẳng lẽ tất cả bọn họ đều là linh hoàng kim đan có phẩm cấp 7 long văn hay sao? Nếu thể thì đáng sợ quá đi mất, điều này đại biểu tiềm lực của những linh hoàng trong nhóm tu sĩ này là vô hạn, có hy vọng đạt tới tôn giả thất phẩm, thậm chí ngay cả cơ hội đạt tới nhân tiền hiển thánh bát phẩm cũng có nữa. chấm chấm. À à à, à. Bạch Tiền Bối sắp đâm mất rồi. Mau dùng lại đi mà. Lúc này, Thanh Phi kiếm bay nhanh nhất trở theo Đông Phương Lục Tiên tử đã đáp xuống gần chỗ Bạch Tiền Bối, chỉ cách mặt đất có 2 3 mét nữa mà thôi. Bạch Tôn giả vẫn giữ nguyên nụ cười điềm tĩnh trên mặt, lưu tinh kiếm dùng một lần bản 001, được gắn công năng tiếp đất bằng kiểu nhảy dù, có thể khiến cho người dùng hưởng thụ cảm giác kích thích và vui thú tột cùng của nhảy bungee trong lúc đáp xuống khi chỉ cách mặt đất còn không phải một thước thì phi kiếm sẽ tự động kích hoạt công năng hộ chủ giải trừ tất cả mọi nguy cơ của người cưỡi cho nên vấn đề an toàn không đáng lo ngại trong lúc bạch tôn giả đang suy nghĩ ầm um, toàn thân của đông phương lục tiên tử và cả phi kiếm đâm sầm xuống mặt đất kiếm khí trên phi kiếm tạo thành một cái hố khổng lồ trên đất một lát sau đông phương lục tiên tử mình mẩy dính toàn bụi đất leo ra khỏi cái hố nhìn về phía bạch tôn giả với vẻ mặt u oán Bạch tôn giả, lạ thật đấy, chẳng lẽ hệ thống đáp xảy ra trục trặc gì à? Rõ ràng ta đã đặt ra khoảng cách tiếp đất 0,1 mét thì sẽ thắng gấp lại rồi mà, sao nó lại không dừng lại nhỉ? Trong lúc Bạch tôn giả đang cảm thấy khó hiểu vô cùng, a a a, bạch tiền bối, sắp đâm xuống rồi, mau dừng lại đi mà. Mấy tiếng kêu la y chang của Đông Phương Lục Tiên Tử vang lên liên tục, có cả giọng nam lẫn giọng nữ, giọng trầm giọng cao đều đủ cả. Sau đó, các đạo hữu trong nhóm cửu châu số một thay phiên nhau nện mặt xuống đất liên tục như sủi cảo bị cho vào nồi. Dầm 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 dầm. Mấy tiếng nổ vang trời đinh tai nhức óc vang lên không ngừng, thật sự là những tiếng hiệu lệnh đầy hân hoan mà. Thân là kiểu mở màn cuộc thi, tiếng hiệu lệnh này cũng quan trọng lắm. Một lát sau, các thành viên của nhóm cửu châu số một lần lượt bò lên khỏi hố, người nào người nấy dính toàn bùn đất. Chấm bên trong trận doanh của sở gia vũ nhu tử nghi hoặc lên tiếng ủa sao không phải mưa sao băng mà biến thành các tiền bối mất rồi cô biết rất nhiều vị trong số các tiền bối này sở sở nằm trên người đậu đậu đang giải thích chuyện mà bản thân gặp phải cho tộc lão của sở gia nghe sau đó khi cô nhìn thấy lục tục có tu sĩ giáng xuống từ trên trời cao thì cũng há hốc mồm ra không ngậm lại được tuy rằng cô biết rõ vị bạch tiền bối kia là một tôn giả nhưng cô không ngờ bạch tôn giả phất tay một cái là có thể triệu hồi được nhiều đạo hữu đến như thế. Nếu như các vị tu sĩ tiền bối này đều làm chỗ dựa cho sở ra thì thật tốt biết mấy. Đáng tiếc, mong ước mãi mãi chỉ là mong ước mà thôi. Chấm. Trận doanh hư kiếm phái ở đối diện. Đám đệ tử của hư kiếm phái nuốt nước bọt liên tục. Tất cả những tu sĩ này đều là đến để làm chỗ dựa cho thế gia họ sở sao, suy nghĩ này cũng xuất hiện trong đầu của bọn họ trưởng môn hư tranh của hư kiếm phái cảm giác giọng mình cũng run run tiền, tiền bối. Thực lực của những tu sĩ này cỡ nào thế? Kịch bản này hoàn toàn khác hẳn với tình huống mà tiên sinh đã dự đoán. Vẻ mặt của hai tên linh hoàng kim đan nọ cũng đơ ra, cứng ngắc. Đột nhiên, gã linh hoàng kim đan trung niên kia lạnh giọng nói với hư tranh, ai là tiền bối của ngươi? Ngươi đừng có mà thấy sang bắt quàng làm họ, nhận vơ nhận bừa. Hư tranh lập tức ngu người. Khụ, bọn ta chỉ là tình cờ đi ngang qua, nên tiện đường đến xem đoạn tiên đài mà thôi, không hề có bất kỳ quan hệ gì với Hư Kiếm phái của các ngươi cả." Gã Linh Hoàng Kim đan mặt non tóc trắng kia cũng trầm giọng nói tiếp lời. Trong lúc nói chuyện, hai gã Linh Hoàng Kim đan nọ quyết đoán lùi về phía sau, kéo ra một khoảng với Hư Kiếm phái. Nếu như có thể, bọn họ hận không thể ngự kiếm bay đi ngay bây giờ cho rồi, chạy khỏi mảnh đất đầy thị phi này càng xa càng tốt. Nhưng bây giờ Cường giả trên trời đang thi nhau rất lột độc xuống giống như sủi cảo vào nồi, bọn họ không dám hành động lỗ máng. Chỉ có thể dáng đợi thêm một lúc, cứ theo hoàn cảnh mà làm việc, rồi lại tìm cơ hội bỏ chạy thoát thân, cái vũng nước đục lần này bọn họ không dám nhúng chân vào nữa. Chấm. Cơn mưa sao băng mang tên nhóm cửu châu số một lượt đầu tiên tạm thời kết thúc. Trong một trong số những cái hố kia, túy nguyệt cư sĩ cắn răng quay sang nói vói tam lãng, tên chết dẫm này, mau buông tay ra, trên người ta chỉ có mỗi chiếc áo này thôi ngươi mà kéo rách thì xong đời với ta đấy nhé các đạo hữu khác đưa mắt nhìn tam lãng đang trần như nhộng cùng với túy nguyệt cư sĩ đang bị kéo áo trong mắt đầy vẻ hóng hớt lúc này hoàng sơn chân quân ho khan một tiếng sau đó chân quân buông cái chén trong tay xuống tiếp theo hoàng sơn chân quân quyết đoán cởi cái áo khoác dài của mình ra đi về phía cuồng đao tam lãng cuồng đao tam lãng thấy hoàng sơn chân quân làm thế thì lệ nóng doanh tròng cảm động không thôi, Trần Quân, quả nhiên những lúc thế này chỉ có ngươi là đáng tin nhất. Nói xong, Tam Lãng giơ tay ra, chuẩn bị đón lấy cái áo khoác dài của Hoàng Sơn Trân Quân. Nhưng nào ngờ Hoàng Sơn Trân Quân đi thẳng cái một qua trước mặt cuồng đao Tam Lãng, né bàn tay dơ ra của hắn. Sau đó, Hoàng Sơn Trân Quân vội đi tới sau lưng cuồng đao Tam Lãng, ở nơi đó, lệ chi tiên tử mặc bộ váy ngủ tơ lụa màu bạc ngồi co do kéo kéo che che, lúc này chỉ cần một cơn gió thổi nhẹ qua thôi là có thể khiến lệ chi tiên tử lộ hết hàng ra. Hoàng Sơn chân quân đi tới bên cạnh lệ chi tiên tử, dịu dàng choàng áo lên người lệ chi tiên tử rất đỗi ân cần, che kín thân thể của lệ chi tiên tử lại. Lệ chi tiên tử ngẩng đầu lên, mỉm cười dịu dàng với Hoàng Sơn chân quân. Cuồng đao tam lãng đơ ra trong gió, cánh tay của hắn dơ lơ lửng trên không, rụt lại thì không được, mà để nguyên thì lại kỳ, vô cùng khó xử. Một lát sau, cuồng đao tam lãng hét lớn lên, chân quân, người thấy sắc phong nghĩa. Đúng đó, Hoàng Sơn Đại Ngốc thấy sắc phong nghĩa, bên trong trận doanh của Di, đậu đậu cắn răng bồi thêm một câu phụ hỏa cái tên Hoàng Sơn Đại Ngốc chết tiệt này, từ khi đáp xuống tới giờ cũng không thèm nhìn hắn lấy một cái, chỉ biết để ý đến lệ chi tiên tử mà thôi. Hoàng Sơn chân quân im lặng quay đầu lại nhìn đậu đậu, khóe miệng co giật. Sau đó, chân quân lại quay sang nhìn cuồng đao tam lãng. Im lặng một lúc, chân quân vươn ngón trỏ ra, điểm nhẹ một cái về phía cuồng đao tam lãng, biến. Đùng, một trận khói mù bùng lên, cuồng đao tam lãng, biến thành một con khỉ lớn. Đây là một ảo thuật đơn giản dễ ứng dụng, lại thiết thực, chỉ đắp lên một tầng ảo thuật bên ngoài thân thể của tam lãng mà thôi. Phụt, lệ chi tiên tử phì cười. Sau khi nghe thấy lệ chi tiên tử bật cười thì khóe miệng của Hoàng Sơn chân quân mới hơi nhếch lên một chút. Cuồng đao tam lãng, hắn đúng là ngu quá đi mất, không có quần áo thì có thể dùng ảo thuật để che một lúc cũng được mà. Nhưng bây giờ không cần nữa rồi. Cuồng đao tam lãng dõi mắt quan sát nơi đây, hắn nhìn trận doanh của Di trước, thì trông thấy cả đậu đậu và vũ nhu tử đều đứng ở bên trong trận doanh đó. Ừm, xem ra bên này là người phe mình nhỉ. Sau đó, khỉ lớn tam lãng lại nhìn về phía trận doanh của hư kiếm phái, quét một vòng mà chẳng thấy ai quen biết gì, xem ra trận doanh này không phải người phe mình sau đó ánh mắt của cuồng đao tam lãng lại chuyển lên người trưởng môn hư tranh của hư kiếm phái. Ồ, chất lượng của bộ đạo bào màu đen này cũng không tệ lắm. Vậy nên cuồng đao tam lãng trong hình dạng con khỉ lớn nghênh ngang đi tới trước mặt trưởng môn hư tranh, đạo hữu này, chúng ta thương lượng một chuyện nhé. Hư tranh nuốt một ngụm nước bọt, cảm giác áp lực cực kỳ lớn. Ngươi cho bản tọa mượn đạo bào mặc một chút nhá, lúc ra ngoài bản tọa quên mặc quần áo mất rồi. Nể mặt bản tọa chút đi ha. Cuồng đao tam lãng nói xong lại vuốt tóc của mình ở trong mắt người khác thì là một con khỉ đang gãi đầu đỏng dáng. Tiền bối à, trên người của ta cũng chỉ có mỗi cái đạo bào này, bên trong chỉ còn lại có cái áo lót thôi. Hư tranh cười khan rồi nói. Không nể mặt bản tỏa chứ gì, bản tỏa chính là tô thị A thất, người có tin là bản tỏa chỉ cần vài phút là quét sạch cái môn phái của ngươi không hả? Người không tin thì cứ ra ngoài mà hỏi, thiên hà tô thị a thất bản tọa đây thích nhất là một mình đấu với cả một môn phái đấy nhé cuồng đao tam lãng nói với vẻ mặt lạnh lùng trên bầu trời thiếu chút nữa là tống thư hàng đã xảy chân ngã khỏi phi kiếm luôn rồi tam lãng tiền bối xin ngài chú ý tiết tháo cuối cùng hư tranh đành cười khổ cởi đạo bào của mình ra chỉ chưa lại độc một cái quần cộc im lặng chịu đựng cái lạnh của gió đêm chấm trong lúc cuồng đao tam lãng mạo danh Tô thì A thất đi chấn lột áo thì các tiền bối đáp xuống trong đợt mưa sao băng mang tên nhóm cửu châu số một kia đang cười gượng chào hỏi bạch tiền bối. Sau đó cả đám đều ngượng ngùng đi tới đứng chung với Vũ Nhu Tử và Đậu Đậu. Bạch tiền bối mỉm cười, nói với Tống Thư Hàng, đều đến đông đủ cả rồi, chúng ta xuống thôi. Chỉ có mỗi thanh phi kiếm gửi đến linh điệp đảo là chưa về, nhưng nghĩ đến kia là linh điệp tôn giả, thanh phi kiếm kia không quay về cũng là chuyện bình thường bạch tiền bối và tống thư hàng đáp xuống đi về phía trận doanh của sở gia tất cả các tiền bối trong nhóm cửu châu số một vội vàng xếp hàng ngay ngắn mặt mày cực kỳ nghiêm túc giống như học sinh tiểu học đang nghe giảng rất đỗi chăm chú bạch tiền bối mỉm cười với mọi người mọi người lập tức cười lại cực kỳ ngoan ngoãn lúc này sở sở nằm trên lưng đậu đậu mới dãy dụa ngồi dậy bạch tiền bối vãn bối có một chuyện muốn xin ngài cô vừa mới nghe tộc lão giải thích tình hình trên đoạn tiên đài. Bởi vì lời đề nghị của hư kiếm phái, nên lần đoạn tiên đài này cử hành trận thứ hai trước. Mà trận thứ hai kia, sở ra bọn họ đã thua đến hai ván, còn lại một ván. Cũng chẳng có chút hy vọng thắng lợi nào. Cho nên, mặc kệ ra sao đi nữa, cô cũng phải nghĩ cho ra cách nào đó để giành lấy chiến thắng trận đầu tiên của đoạn tiên đài. Lấy lại chút hy vọng cho sở ra hửm, bạch tôn giả nghi hoặc nhìn về phía sở sở. Sở sở dẫy ruộa trượt xuống khỏi lưng của đậu đậu, quỳ dạp dưới đất bạch tiền bối, xin hỏi ngài có cách gì có thể khiến vãn bối kích phát tiềm lực hay không? Chỉ cần có thể khiến cho vãn bối đi lên đánh một trận trên đoạn tiên đài. Vạn bối nguyện ý đánh đổi bất kỳ thứ gì, chỉ xin tiền bối cho ta có một cơ hội xuất chiến mà thôi. Bạch tôn giả gật đầu, sau đó quay đầu lại nhìn Tống Thư Hàng, nói với hắn, được chương 375, Vũ Nhu Tử cô nương nói có lý lắm. Tống Thư Hàng cảm giác có gì đó sai sai ở đây. Bạch tiền bối ngài quay đầu lại nhìn ta làm cái chi, người đã hứa với sở sở cô nương là để cho cô ấy lên đàn mà, thế thì quay đầu lại nhìn ta nói một chữ, được, là có ý gì đây hả? Sở sở cũng cảm thấy có gì đó là lạ, rõ ràng là cô đang van xin, nhưng tại sao vị bạch tôn giả lại quay đầu nhìn Tống Thư Hàng chứ? Nhưng thôi, sao cũng được hết, cho dù phải trả giá bằng thọ nguyệt, thậm chí là một cái giá lớn hơn nữa để kích hoạt tiềm lực cũng không sao cả, chỉ cần có thể khiến cho cô lên đài đánh một trận vì sở ra, đoạt được thắng lợi của trận đoạn tiên đài thứ nhất thì cô sẽ không còn gì hối tiếc. Cho nên, sở sở cúi dặp người xuống đất, nói với vẻ cảm kích, cảm ơn tiền bối đã thành toàn. Tộc lão sở ra đứng bên trọng mở miệng muốn nói nhưng rốt cuộc chỉ đành thở dài một tiếng mà thôi bởi vì hắn cảm thấy mình hoàn toàn không thể xen lời vào được. Ừ, người theo ta qua đây, chúng ta ra đằng sau tìm một chỗ. Chỉ lát nữa thôi là sở sở có thể ra sân được rồi. Bạch tôn giả nói. Sau đó, bạch tôn giả đứng dậy đi về phía sau trận doanh sở ra. Nơi đó có một cái lều, vốn được dùng làm nơi sơ cứu tạm thời cho các đệ tử bị thương trong lúc tham gia thi đấu đoạn tiên đài, nơi đó rất thích hợp để che giấu tai mắt của người khác nhất. Sở sở gian nan bò dậy từ trên mặt đất, cô hít sâu một hơi, chuẩn bị đuổi theo bạch tôn giả nhưng thương thế của cô vẫn chưa hồi phục, chỉ riêng ngồi dậy thôi đã dùng hết sức của cô, bây giờ làm gì có thể di chuyển được kia chứ. Tống Thư Hàng đứng bên cạnh lập tức giơ tay đỡ lấy sở sở, sau đó đỡ cô đuổi theo Bạch Tôn giả đây là một cô gái kiên cường, Tống Thư Hàng hiểu rõ cô còn hơn cả mẹ ruột của cô nữa. Hơn nữa, không biết có phải là vì hôm trước đã từng trải qua cuộc đời của sở sở hay không, Tống Thư Hàng tự nhiên lại sinh ra cảm giác thân thiết với sở sở và sở ra. Cảm ơn sở sở nói, cô được Tống Thư Hàng đỡ lấy, hai người cùng đi vào trong cái lều nhỏ kia cùng với Bạch Tôn Giả. Chấm chấm, Bạch Tôn Giả vừa đi xong thì các tiền bối trong nhóm cửu châu số một lập tức thở phào nhẹ nhõm. Bác Hà Tán Nhân nhìn con khỉ lớn mặc đạo bào màu đen đứng bên cạnh mình, tò mò ướm lời hỏi thử, tam lãng này, sao người còn giữ bộ dạng con khỉ làm gì thế, sao chưa chịu giải khai ảo thuật của chân quân nữa? Cuồng đao tam lãng là ai? Cuồng đao tam lãng trong hình hài con khỉ lớn cười lạnh, vuốt tóc làm dáng. Ta là tô thị a thất. Dẫn chắc, lúc nãy hắn trần như nhộng rớt xuống đấy, nên đến giờ dù có đánh chết hắn cũng không muốn biến lại thành bản thể đâu. Phi, đông phương lục tiên tử đứng bên cạnh nhịn không được bèn phi cười thành tiếng. Lúc này hoàng sơn chân quân thản nhiên thất lời. Mọi người đừng rộn lên nữa, chúng ta vẫn nên nghĩ cách khiến bạch tiền bối hạ hỏa trước đi đã ta cảm giác bạch tiền bối sai phi kiếm dùng một lần đưa chúng ta tới từ ngàn dặm xa xôi thế này, chắc chắn không thể nào chỉ đơn giản như muốn chúng hưởng thụ cảm giác cưỡi phi kiếm một lần như thế đâu. Nói không chừng còn có chuyện đáng sợ hơn nữa đang chờ chúng ta ở đằng sau đấy. chân Quân nói xong thì các đạo hữu trong nhóm cửu châu số một lập tức nuốt nước bọt. Hay là 36 kế, chúng ta chạy trước đi nhé. Tuyết lang động chủ rè giật hỏi thử. Trốn khỏi hòa thượng nhưng trốn không khỏi miếu, chạy thoát hôm nay không thoát nổi ngày mai, Hoàng Sơn chân quân thản nhiên nói. Bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Đông Phương Lục Tiên Tử hỏi tiếp. Hoàng Sơn chân quân nói, ta cũng không biết nữa, cho nên mới cần mọi người thảo luận đây này. Các đạo hữu của nhóm Cửu Châu số 1. Lúc này, cuồng đao tam lãng lặng lẽ kề sát Vũ Nhu Tử, trên gương mặt khỉ già đầy vẻ buồn bực. Này Vũ Nhu Tử cô nương, lần này cô hại bọn ta thảm quá. Vũ Nhu Tử mở to hai mắt, tò mò hỏi lại, tại sao lại đổ cho ta thế này? Bởi vì cô là người đã gửi bộ mim bạch tiền bối vào trong nhóm chứ sao? Cuồng đao tam lãng đáp. Tất cả tiền bối đứng ở xung quanh đều yên lặng gật đầu cái bộ mim này chính là căn nguyên gây ra tai họa. Cái bộ mim đó không đẹp hả? Vũ Nhu Tử dè dặt hỏi lại. Đẹp thì có đẹp, nhưng cũng vì bộ mim đó mà mọi người đều bị bạch tiền bối dùng phi kiếm dùng một lần đưa tới chỗ này đó. Cuồng đao tam lãng nói với vẻ buồn bực. Vũ Nhu Tử nghe xong thì nghi hoặc hỏi ngược lại, không phải tại vì các tiền bối tự tìm đường chết, không chỉ spam mim trong nhóm, còn đổi mim bạch tiền bối thành ảnh đại diện nên mới bị thế à? Cuồng đao tam lãng nói, ai, cho nên ta mới bảo là do cái bộ mim của cô cả đấy. Đúng ra thì việc này đâu thể trách ta được chứ. Vũ Nhu Tử nói rất đối nghiêm túc, ta chỉ gửi bộ mim của bạch tiền bối lên nhóm mà thôi. Nếu như các tiền bối chỉ lặng lẽ tải bộ mim đó về, giấu trong máy lén lút ngắm cũng được mà nhưng các tiền bối lại tự tìm đường chết, spam meme của bạch tiền bối ở trong nhóm suốt, còn đổi thành ảnh đại diện nữa, nên chắc chắn sẽ phải chuẩn bị tâm lý kỹ càng để đối mặt với sự trừng phạt của bạch tiền bối chứ, chẳng lẽ chút giác ngộ ấy mà tam lãng tiền bối ngài cũng không có à? Cái gì, cuồng đao tam lãng thấy có gì đó sai sai, tư duy logic của cô nàng vũ nhu tử này hình như hơi bị quái thai thì phải, chẳng lẽ người có giác ngộ rồi? Đương nhiên rồi, vũ nhu tử nói như đúng rồi. Chúng ta đâu phải là trẻ con, mình làm gì thì mình phải có trách nhiệm chứ. Ngay lúc ta gửi đống mìm ấy lên nhóm thì đã giác ngộ ngay rồi. Ta từng nghe phụ thân nói, bạch tiền bối có đam mê với việc lấy phi kiếm dùng một lần đưa người ta lên vũ trụ chơi với sao trời. Cho nên ta đã sẵn sàng để bạch tiền bối đưa vào vũ trụ rồi nha, ta còn chuẩn bị cả trang phục phi hành gia và tích cốc đan rồi ấy chứ, vẫn giấu trong chiếc túi thu nhỏ đây này. Nói xong câu cuối cùng, hai mắt vũ nhu tử sáng ngời lên lấp lánh và khuôn mặt thì ngập tràn trong nỗi chờ mong khát khao. Cô nàng rất muốn được phi kiếm dùng một lần của bạch tiền bối, yêu tương đương, một cái đưa vào vũ trụ đó. Cuồng đao tam lãng quay đầu nhìn các đạo hữu trong nhóm cửu châu số một rồi ngẩng đầu bốn độ ngó trời, trong lòng rối ren trăm mối. Vũ nhu tử trả lời thật có lý, cuồng đao tam lãng cảm thấy mình không biết đáp lại ra sao. Cho nên, cả đám đạo hữu đông đảo trong nhóm cửu châu số một bị hố ngu người chính là vì không có giác mộ đấy à? Khổ khổ, đừng có làm loãng đề tài. Bây giờ chúng ta phải nghĩ xem làm sao để bạch tiền bối vui vẻ lên mới đúng. Hoàng Sơn chân quân kéo đề tài lại. Đây mới là chuyện quan trọng nhất này. Nhất định phải làm cho bạch tiền bối dễ thương trở lại. À nhầm, là phải làm cho bạch tiền bối vui vẻ lên mà quên sạch cái vụ mim bạch tôn giả kia đi. Lúc này, đậu đậu lên tiếng đầy tự đắc. Ta có một diệu chiêu để làm cho bạch tiền bối vui vẻ lên đây này gâu gâu bây giờ nó đã biến về kích thước của một con kinh ba bình thường ngư kiều kiều hóa thành cá nhỏ đáng yêu cỡ bàn tay ngự trên người nó tổ hợp này nhìn rất chi là dễ thương đậu đậu có rượu chiêu gì hoàng sơn chân quân tò mò hỏi đậu đậu dương dương tự đắc a hi hi chỉ cần hoàng sơn đại ngốc nhà ngươi gọi ta ba tiếng chủ nhân thì ta sẽ nói cho ngươi ngay gâu hoàng sơn chân quân thở dài não ruột sao hắn lại nuôi ra một con chó thần kinh thế này cơ chứ Đậu đậu à, Hoàng Sơn chân quân trầm giọng nghe nói tiểu cô nương nhà họ sở nằm trên lưng người ban nãy tên là sở sở. Rồi sao, đậu đậu hỏi ngược lại. Đậu đậu à, Hoàng Sơn chân quân càng hạ giọng hơn, nghe nói ở thủ đô người có người quen cũ là một con miêu yêu, nó cũng tên là sở sở à. Chỉ là tên giống nhau mà thôi, đậu đậu hừ lạnh. Đậu đậu à, Hoàng Sơn chân quân nói tiếp, nghe nói người ơ hờ với bà xã trên mạng, nickname trên mạng của bà xã đó cũng có hai chữ, sở sở, luôn. Hoàng Sơn Đại Ngốc, ngươi theo dõi ta đấy à? Gâu, đậu đậu hét toáng lên. Còn muốn ta nói thêm cái gì nữa không hả cái con kinh ba đần cuồng, sở sở kia? Ngươi muốn ta vạch trần bí mật xấu xa dơ bẩn nhất trong đáy lòng ngươi ngay trước mặt mọi người ở đây à? Ánh mắt Hoàng Sơn chân quân như ngọn đuốc dọi thẳng vào mắt đậu đậu. Đậu đậu rụt cổ theo bản năng. Giờ biết phải làm thế nào rồi chứ? Hoàng Sơn chân quân lạnh lùng hỏi. Đậu đậu nghĩ một lát, sau đó quỳ dạp xuống đất quăng hết tôn nghiêm, đoạn nói. Xin lỗi Hoàng Sơn đại nhân, gâu, tiếng nhỏ quá, giọng điệu không thành khẩn, Hoàng Sơn chân quân ngạo nghễ lạnh nhạt. Xin lỗi Hoàng Sơn đại nhân. Áo áo tương đương ta là tiểu đậu đậu trung khuyển của Hoàng Sơn Đại Nhân tương đương xin Hoàng Sơn Đại Nhân, Đại Nhân Đại Lược, không chấp tiểu nhân tương đương áo áo tương đương đậu đậu hô ầm lên. Tốt lắm, giờ thì nói đi, rượu chiêu gì mà có thể khiến cho bạch tiền bối vui lên? Hoàng Sơn Trân Quân nói. Tống Thư Hàng chuẩn bị quay một bộ phim. khi hắn nói vụ này với Bạch Tôn giả, nhìn Bạch Tôn giả có vẻ hào hứng lắm. đậu đậu đáp, Ngư Kiều Kiều cũng vội vàng giơ tay. Ta cũng biết việc này, ta còn biết một tác giả viết chuyện hay lắm, đang định bắt hắn lại giam vào phòng tối để ép hắn viết kịch bản nè. Bắc Hà Tán Nhân nghe đến đó thì cảm thán đây là đề nghị mà Tống Thư Hàng Tiểu hữu đề xuất à. Ha ha, xem ra hai ngày nay Thư Hàng Tiểu hữu sống cũng chẳng dễ dàng gì. Cũng đúng, Tống Thư Hàng chính là người khởi xướng ra vụ mìm bạch tôn giả đó nha. Mấy ngày nay hắn lại còn ở cùng với bạch tôn giả nữa. Sau khi sự kiện mìm bùng nổ, khỏi cần nghĩ cũng biết tình cảnh của Thư Hàng Tiểu hữu thê thảm đến mức nào. Hắn nghĩ ra được rượu chiêu đóng phim để dỗ bạch tiền bối vui vẻ trở lại cũng là làm khó hắn rồi. Đóng phim à, ý hay đó, Hoàng Sơn Trân Quân vỗ tay đen đét, thế này đi, chúng ta sẽ cùng nhau hành động để ủng hộ thư hàng tiểu hữu quay một bộ phim rung động cả nước nhé. Làm tới mức rung động toàn quốc liệu bạch tôn giả đã vừa lòng chưa? Hay là chúng ta làm luôn một bộ phim rung động thế giới cho ăn chắc? Cổ Hà Quan Trân Quân đề nghị, các đạo hữu trong nhóm Cửu Châu số 1 nhấn like ầm ầm. Mà lúc này thì Hoàng Sơn chân quân âm thầm thở vào một hơi nhẹ nhõm, thật không ngờ lần này lại dọa được đậu đậu. Hóa ra đậu đậu thực sự, cuồng sở sở, à. Xem ra có chuyện để đào rồi, phải bới ra để làm đại sát chiêu uy hiếp đậu đậu mới được. Đúng vậy, cái gọi là bí mật mà chân quân nói ban nãy chỉ là để hù đậu đậu mà thôi. Khi các đạo hữu trong nhóm cửu châu số 1 đang bàn tán xôn xao, thì cũng là lúc trận chiến thứ hai trên đoạn tiên đài đi tới hạ màn. Sở Vĩnh của thế gia họ Sở vẫn thất bại thảm hại. Cho dù tiểu sư đệ của trưởng môn hư kiếm phái bị người hộ đài chém một kiếm, bị thương, thế nhưng cái gã như dã thú này chỉ băng bó vết thương đơn giản rồi vẫn đánh bại Sở Vĩnh một cách dễ dàng. Trận thứ hai đoạn tiên đài, hư kiếm phái thắng. Lúc tuyên bố kết quả, người hộ đài lặng lẽ liếc nhìn mấy vị ngồi trong trận doanh của thế gia họ Sở. Hắn tuyên bố kết quả này, chỉ sợ sẽ làm cho mấy vị tu sĩ đại lão ấy chẳng vui vẻ gì. Áp lực lớn quá đi, làm chủ trì đoạn tiên đài lần này khổ như chó ấy. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 375.